Thái cổ thần vương 716 Bế quan, trong hai nắm đấm của Diệp không phàm có lực lượng lôi đình lập lòe, vừa rồi hắn đã định chấp nhận lời khiêu chiến của tần vấn thiên, song lão giả của tử lôi tông lại lên tiếng cắt đứt, chẳng lẽ, ông ta cũng cho là Diệp không phàm hắn không cách nào chiến thắng tần vấn thiên khi ở cùng cảnh giới. Lúc trước hắn tự xem mình là niềm kiêu ngạo của tử lôi tông, cực kỳ ưu tú, chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng tần vấn thiên tới cửa khiêu chiến, tiến vào tề vương phủ, lại làm cho hắn phát hiện ra một mặt khác của chính mình lúc đối mặt tần vấn thiên hắn lại cảm thấy e sợ nhìn bóng lưng tần vấn thiên rời đi không câu nệ không kiềm chế được tuyên bố muốn khiêu chiến với bấy kỳ nhân vật thiên cương nào của tử lôi tông hắn đây đã không chỉ là khiêu khích mình dịp không phàm hắn chết nhát lại có một giọng nói truyền ra dịp lăng sương miệt thị mà nhìn dịp không phàm nói ngươi tự nhận là niềm kiêu ngạo của tử lôi tông thiên tài của tề vương phủ tự cho là mình siêu phàm nhưng ngay cả đài chiến đấu hoàng gia cũng không dám lên, đã thế làm chuyện hèn hạ còn không dám nhận thức, thể diện của hoàng thất diệp quốc ta, đều vì ngươi mà mất hết, quả thực là quá nhục nhã. Diệp lăng sương dứt lời, liền phất phất tay áo, xoay lưng dẫn mọi người rời đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là phụ hoàng thông minh, tề vương, lão ta không muốn khai chiến, nếu không giờ phút này cũng sẽ không dám lộ diện. Trên thực tế thì tất cả mọi người bao gồm cả Tần Vấn Thiên đều rõ ràng thấy được cục diện hôm nay, tề vương không muốn đánh cuộc mà liều mạng đánh một trận với nhân hoàng lão ta tình nguyện chịu đựng lần khuất nhục này dù thế nào cũng muốn chờ đợi nếu không tề vương ra lệnh một tiếng đám cường giả kia sẽ lập tức đánh vào hoàng cung giết chết nhân hoàng để đoạt vị nhưng tề vương không làm thế thậm chí lão ta còn không đi ra ngoài thấy dịp lăng sương cùng với thạch hiên dẫn cường giả đến đây ai cũng sẽ nghĩ tới là nhân hoàng muốn éo tề vương và đánh một trận chính diện với mình trước khi chết muốn phản công một hồi hiển nhiên là tề vương cũng không muốn đi liều mạng với nhân hoàng, cho nên lão ta lựa chọn nhẫn nại, nói cách khác, tề vương thấy nhân hoàng mạnh mẽ sai người xông tới tề vương phủ nhưng không ra mặt, cũng xem như là nhân vật kiêu hùng, nếu đổi thành người không giỏi nhẫn nại thì đã trực tiếp đánh chiến rồi, chẳng qua tần vấn thiên cũng thầm hiểu được. Xem ra vẫn là nhân hoàng cao minh hơn một bậc, hôm nay ông lệnh cho Diệp Lăng Sương cùng với Thạch Hiên dẫn người đến đây giúp hắn, có thể xem như là thủ đoạn lạc mềm buộc chặt, ông đã sớm liệu đến rằng tề vương sẽ sợ ông liều chết đánh cược một lần nên không ứng chiến đồng thời cũng có thể khiên cho mọi người hiểu lầm nghĩ rằng nhân hoàng đã sắp không qua khỏi rồi nên mới muốn đẩy nhanh lần quyết chiến này cũng không lâu lắm đoàn người rời đi giống như thủy triều rút xuống tin tưởng trên bầu trời đã biến mất luôn uy áp khiến người ta phải ngạc thở cũng dần dần tiêu tan trong tề vương phủ im lặng như tờ vẻ mặt dịp không phàm âm trầm khó đoán tâm trạng vẫn chưa khôi phục bình thường giống như là bị lời nói của tần vấn thiên với diệp lăng sương kích thích diệp không phàm hắn tự cho là mình siêu phàm lại không dám nhận lời khiêu chiến trên đài chiến đấu hoàng gia nếu chuyện này bị truyền ra hắn còn mặt mũi nào mà tự xưng là thiên tài không phàm đã tu hành là phải có cảnh giới thấp cao ngươi chính là thiên chi kiêu tử tử lôi tông ta việc gì phải vì một lời của hắn mà tự chất vấn chính mình người này đem lòng căm phẫn mà khiêu chiến bắt ngươi áp chế cảnh giới chỉ là bởi vì hắn không bằng ngươi vì thế mới cố ý dùng loại thủ đoạn này để chọc giận ngươi, khiến ngươi đáp ứng chiến đấu cùng cảnh giới với hắn, xong, rõ ràng ngươi đã nắm chắc phần thắng, có thể giết chết hắn dễ như trở bàn tay, chiếm được ưu thế tuyệt đối, vì sao lại phải bó buộc bản thân mà ứng chiến, khiến cho âm mưu của hắn được như ý, trong hư không, vị lão giả kia của tử lôi tông hờ hững lên tiếng, lấy thực lực của ngươi, một tháng sau, ở trước mặt chư vương, ngay lập tức giết chết hắn, đoạt lấy tính mạng của hắn, chém đầu hắn tất cả những lời chất vấn đều sẽ tan thành mây khói một người đã chết còn có thể nói được gì sắc mặt diệp không phàm đã thay đổi nhìn về phía lão giả của tử lôi trưởng tông khẽ gật đầu nói một tháng sau chính là ngày chết của hắn chẳng qua là hắn đã buông lời khiêu chiến với các cường giả thiên cương của tử lôi tông ta trong vòng một tháng này nếu không có người ứng chiến chẳng phải là khiến cho tử lôi tông ta mất hết mặt mũi ư tử lôi tông cần phải để ý đến lời khiêu khích của một tên vãn bối sinh sau đẻ muộn sao hắn có tư cách gì mà dám khiêu khích tử lôi tông ta nếu là như vậy bất cứ người nào khiêu khích tử lôi tông tử lôi tông ta đều đi ứng chiến chẳng phải là tự hạ thấp thân phận ư lão giả lạnh giọng quát lên diệp không phàm im lặng không nói gì thêm tuy rằng lão giả nói cũng có đạo lý nhưng lời khiêu chiến cùng vọng như thế nếu có thể giết chết hắn sao tử lôi tông lại không trực tiếp ra tay giết chết hắn luôn chỉ sợ rằng vị cường giả thiên tượng này của tử lôi tông thấy tần vấn thiên đánh một trận ở đấu trường xong, cũng không có đủ niềm tin với đệ tử của tử lôi tông, cho rằng nếu ở cùng cảnh giới thì rất khó thắng được hắn, trừ khi để người danh chấn hoàng cực thánh vực ra tay, nhưng là thiên tài bậc nhất được muôn vàng con người giỏi mắt nhìn theo, cái loại người này là biểu tượng cho cả một thời đại, bọn họ là người tranh đoạt quyền bá chủ của cả một thời đại, nếu như đối phó với tần vấn thiên, thì rất hạ thấp thân phận. Ba ngày sau, Tin tức Tần Vấn Thiên đệ tử Trưởng Kiếm Tông khiêu chiến với Diệp Không Phàm đã truyền khắp cả cái quốc gia cổ xưa này, trên dưới Diệp quốc không có người nào là không biết, không có người nào là không hiểu, được đến mức này tất nhiên là có người lan truyền, suy cho cùng thì người thuộc nhân hoàng nhất mạch cũng có lực lượng rất lớn mạnh, muốn lan truyền một tin tức là điều rất dễ dàng, thậm chí còn có lời đồn rằng, Nhân Hoàng phái người bảo vệ Tần Vấn Thiên đệ tử của Trưởng Kiếm Tông tiến vào Tề Vương phủ tần vấn thiên gửi lời khiêu chiến diệp không phàm trên đài chiến đấu hoàng gia diệp không phàm tránh né không dám ứng chiến sau đó tần vấn thiên lại ngông cuồng mà khiêu chiến với tất cả các cường giả có cảnh giới thiên cương của tử lôi tông song tử lôi tông vẫn không có trả lời tin tức này khiến cho vô số người đều phải ngạc nhiên rối rít muốn thăm dò xem đến tột cùng thì tần vấn thiên là thần thánh phương nào tại sao lại có thể ngông cuồng đến mức ấy khiến cho tử lôi tông không dám ứng chiến mất hết mặt mũi rất nhiều người đã bắt đầu thăm dò về những chuyện liên quan đến Tần Vấn Thiên, đến mức ngay cả tin tức ở thành huyển vương cũng bị đào lên, thì ra là, tên Tần Vấn Thiên này xuất hiện lần đầu tiên là ở thành huyển vương của Hoàng Triều Đại Thương, tại trận chiến ở thành huyển vương hắn đã giết chết rất nhiều nhân vật được xưng là thiên tài, sau đó liền bị trượng kiếm tông mạnh mẽ đưa đi, hôm nay hắn theo đệ tử trượng kiếm tông tiến vào diệt quốc, được nhân hoàng nhận làm nghĩa tử, mặt khác, thánh nữ dược hoàng cốc và hắn còn là một đôi tình lữ. Hơn nữa, nghe nói lý do mà Tần Vấn Thiên khiêu chiến và buông lời nhục nhã Diệp không phàm là bởi vì Diệp không phàm bị đặt nói xấu thánh nữ Dược Hoàng Cốc, Tần Vấn Thiên giận dữ tiến vào Tề Vương phủ, nói rằng nếu như Diệp không phàm nhu nhược không dám áp chế cảnh giới đánh một trận ở trên đài chiến đấu hoàng gia, như vậy, hắn cũng không cần Diệp không phàm áp chế cảnh giới mà trực tiếp khiêu chiến. Tên Tần Vấn Thiên này có tu vi Thiên Cương cảnh tầng 4, có huyết mạch lực lượng mạnh mẽ nhưng Diệp không phàm lại có tu vi thiên cương cảnh tầng 7, cũng có huyết mạch lực lượng và kiếp lôi huyết mạch đầy đáng sợ, lực công kích của hắn mạnh mẽ không cùng, nhảy qua ba cảnh giới để khiêu chiến, đây chẳng phải là hành động muốn chết ư, mặc dù mọi người rất kính để dũng khí của tần vấn thiên, nhưng vẫn cảm thấy tầng vấn thiên quá không lý trí, song bất kể có như thế nào, sau khi tin tức này được truyền ra, vi danh của trượng kiếm tông càng ngày càng tăng lên, mà tử lôi tông, lại như đã đánh mất hết mặt mũi tử lôi tông lớn mạnh là thế mà lại không có ai dám lên đài chiến đấu hoàng gia ở giết chết tần vấn thiên cùng cảnh giới hay sao dù cho đến cuối cùng diệp không phàm không áp chế tu vi mà giết chết tần vấn thiên thì cũng không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang tử lôi tông đã thua về khí thế mấy ngày nay tần vấn thiên vẫn luôn bế quan để tu hành không hỏi thế sự bên ngoài mặc dù hắn đã hạ chiến thư nhưng hắn biết rõ thực lực của diệp không phàm rất mạnh hiển nhiên là hắn hy vọng rằng cảnh giới của mình sẽ tăng lên trong vòng một tháng này đài tụ tinh chính là nơi tu hành của nhân hoàng hôm nay tần vấn thiên lại ngồi ở đây để tu hành xung quanh đài tụ tinh có chín cái cột đá khổng lồ rõ ràng những cái cột đá này là khắc từ tinh thạch tự nhiên tinh thần nguyên lực tích chứa bên trong có thể nói là kinh khủng trên đài tụ tinh còn được khắc một trận pháp hoa văn hoa mỹ có thể ngưng tụ tinh thần nguyên lực từ chính cái cột đá tần vấn thiên ngồi ở phía trên đồ ám giống như đưa thân vào trong ánh sao vô tận. Tần vấn thiên yên lặng tu hành, cả bốn tinh hồn đồng thời nở rộ, phóng ra hào quang chói mắt, điên cuồng hấp thu tinh thần nguyên lực, chỉ thấy hắn giang hai tay ra, lập tức ném một viên thuốc vào trong miệng. Viên thuốc này chính là tụ tinh đan, có thể tăng cường lực tương tác của hắn đối với tinh thần nguyên lực ở trong thời gian ngắn, cắn nuốt lực lượng tinh thần nhanh hơn. Lần này trước khi bế quan, Mạc Khuynh Thành cho hắn không ít đan dược, đều là loại đan dược không có tác dụng phụ ví dụ như tụ tinh đan, ít phủ đan, nhiên huyết đan, đều có thể khiến cho hắn tu hành tốt hơn, tiến thêm một bước kích thích tiềm lực huyết mạch. Sau khi nuốt đan dược vào, tần vấn thiên cũng không dừng lại, hắn lại ăn cả đại điện quả, đồng thời lấy ra hai thiên tượng quả, hai thiên tượng quả này có thể làm cho trái tim rung động, là mạc khuynh thành cho hắn. Sau khi tiêu hóa hết đại địa quả, hắn lại bắt đầu ăn hai thiên tượng quả tích chứa lực lượng đại địa, trong cơ thể lập tức sinh ra rất nhiều biến hóa đại địa trở nên dày nặng hơn lực cảm ứng nhịp đập cũng mạnh hơn loại cảm giác này hắn cũng đã từng cảm nhận được trong hoàng lăng đế thiên tại đại hạ cổ hoàng triều một loại cảm giác rất thân thuộc bọn họ vốn là tuy hai mà một cùng chung cảm giác cùng chung lĩnh ngộ hoàng lăng đại hạ bóng dáng đế thiên đứng ở đó giờ phút này khí chất của hắn lạnh nhạt mà ôn hòa trong tay nắm một thanh phương thiên hỏa kích không ngừng đâm ra kích pháp khiến cho lực công kích của kích pháp càng thêm lớn mạnh Kể từ sau khi Tần Vấn Thiên bước vào bên trong nhà tranh hiểu kiếm của trượng kiếm tông, đế thiên liền bắt đầu bước lên con đường lĩnh ngộ. Tần Vấn Thiên biết trình độ của mình mới chỉ dừng ở phía trước thất kiếm, tuy là hắn có thể hiểu được kiếm thứ 8 đến kiếm thứ 14, nhưng chưa từng tới được cái loại cấp bậc này. Nếu như hắn có thể đủ năng lực bước vào cấp bậc kia, năng lực công kích của hắn chắc chắn là có thể mạnh hơn rất nhiều. Từng kích từng kích, không có tiếng động, nhưng kích lạc lúc, hư không như đều rung lên, phản phất như có một luồng dao động đáng sợ truyền đến, muốn đụng vỡ cả hư không. Đây là hư không liệt, trong công kích đã có thể tích chứa lực lượng xé rách dao động đầy đáng sợ, lực lượng này có thể bộc phát ở trong nháy mắt, rơi vào trên người hắn, có thể xé rách kẻ địch chỉ trong nháy mắt. Trên thực tế đây chính là lực chi võ đạo ý chí nhị cảnh hư vô sóng địa chấn, giúp hắn vận dụng thần thông mà xé rách hết thảy, nếu như có thể lấy thêm uy lực của yêu chi võ đạo ý chí, thì sẽ càng mạnh hơn. Nhưng đây mới là cách dễ dàng nhất, hắn vẫn còn chưa hiểu được từ kiếm thứ 8 đến kiếm thứ 14. Sau đó, Tần Vấn Thiên tiếp tục lấy hỏa kích đâm ra, lần lượt từng kiểu mà hắn đã sáng chế trước đây là khai sơn thức, vẫn tinh thức, phá hư thức, nhưng so với trước kia thì uy lực càng vượt trội hơn gấp bội. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt vận dụng, Tần Vấn Thiên đều muốn làm đến tốt nhất, mạnh nhất. Trong nháy mắt, mấy ngày đã trôi qua, Tần Vấn Thiên vẫn tu hành ở trên đài tụ tinh hấp thụ tinh thần lực của đất trời, thân thể đế thiên tiếp tục ở trong hoàng lang lĩnh ngộ, dần tiến bộ từng chút một. Ở trong hoàng cung Diệp quốc, bầu không khí càng ngày càng trở nên khẩn trương, chẳng qua là Tử Lôi Tông vẫn không có ai đứng ra ứng chiến, có lẽ đúng như lời mà vị lão giả kia của Tử Lôi Tông nói, đợi đến khi Diệp không phàm mạnh mẽ giết chết Tần Vấn Thiên, tất cả những lời bàn tán đều sẽ bị áp chế, còn nếu ứng chiến, thất bại sẽ càng mất thể diện hơn. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày đã trôi qua, tinh thần nguyên lực trong thân thể tần vấn thiên điên cuồng gầm thét, giống như sóng lớn ngập trời, mạnh mẽ bùng nổ ở trong cơ thể hắn, ngay cả nguyên phủ như cũng đang sôi trào. Trong hoàng lăng, đế thi ngồi dưới đất, trong con ngươi tuấn giật lộ ra vẻ suy tư, vẫn không có cách nào làm được, cái loại sáng tạo tính công kích này, thật sự rất khó. Hoàng cung nước dịp, trên đài tụ tinh, sự sao động trong cơ thể tần vấn thiên kéo dài suốt 3 ngày, ánh sao nhấn chìm thân thể của hắn, ánh sáng rực rỡ của tinh hồn càng phát ra hào quang chói mắt, chỉ thấy cả bốn võ mệnh thiên cương của hắn đều nở rộ, phát ra những tiếng vù vù. Ngày này, có tiếng lanh lảnh vang lên, thật giống như là có cái gì đó bị đánh vỡ ra, và nguyên phủ trong cơ thể tầng vấn thiên bốn, tất cả đều to lớn hơn, tỏa ra ánh sao lấp lánh, tất cả tinh nguyên trong đó đều sáng bóng, trong kiếm chi nguyên phủ, kiếm khí gầm thét, dường như muốn xông thẳng lên bầu trời chỉ thấy một luồng hào quang chói mắt chợt lóe rõ ràng chính là một thanh vương giả chi kiếm, chính là võ mệnh thiên cương trở lại trong nguyên phủ, trấn thủ nguyên phủ, sau đó những ánh sao kia đã rèn luyện võ mệnh thiên cương. Đồng thời, cả ba tòa nguyên phủ khác cũng đều như thế, trong chớp mắt, ánh sáng tinh thần bao quanh bên ngoài thân thể tần vấn thiên đột một tiếng hết vào trong cơ thể hắn, đồng tử của hắn mở rộng, một tia sáng rực rỡ bắn ra, vô cùng chói mắt, giống như có thể khiến đôi mắt người ta phải đau nhói, nhưng mà chỉ chốc lát sau, hết thảy sắc nhọn trong mắt hắn đều tiêu tan hắn nở nụ cười không ngờ lại khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân loáng thoáng mang theo khí chất tĩnh lặng thanh nhã loại khí chất này của hắn biến chuyển chỉ trong khoảnh khắc tùy tâm mà động lúc thì như một thanh lợi kiếm vừa được rút khỏi vỏ lúc lại như như mặt hồ tĩnh lặng không có chút gợn sóng nào rõ ràng là cảnh giới của hắn đã sâu hơn một tầng đã bước vào thiên cương cảnh tầng năm hiện tại còn sử dụng cả huyết mạch lực lượng hơi thở của hắn như có thể trấn áp được cả cường giả thiên cương cảnh tầng 6, cảm giác như đã có đủ lực lượng để uy hiếp Diệp không phàm, song hắn cũng biết rằng Diệp không phàm không phải là nhân vật tầm thường, hắn ta mang danh là niềm kiêu ngạo của tử lôi tông, huyết mạch kiếp lôi, thân thể thiên lôi, tuyệt không phải là loại người hư danh, Tần vấn thiên cũng không dám kinh thường, chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, tiếp tục củng cố tu vi, tại Hoàng Lăng Đại Hạ, đế thiên luyện kích cả ngày, mặc dù trông có vẻ như cực kỳ khô khan, nhưng đế thiên vẫn không hề sốt ruột, tu hành cũng không phải là chuyện một lần là xong, vốn là khô khan vô cùng, nhất là trong khi lĩnh ngộ thì càng như vậy, tuyệt không thể thành công chỉ trong một ngày, huống chi, hắn có lòng theo đuổi võ đạo mãnh liệt, vô cùng khát vọng đối với việc khiến cho lực lượng càng thêm lớn mạnh, mỗi một lần tiến bộ, đều sẽ khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn tột độ, sôi trào nhiệt huyết, trong khi hắn lĩnh ngộ, có hai loại, thứ nhất chính là chợt lĩnh ngộ, linh quan chợt lóe, hiểu ra chỉ trong khoảnh khắc từ đó lột xác loại lĩnh ngộ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu cực kỳ khó có được loại thứ hai thì chỉ cần dựa vào sự cố gắng của chính bản thân mình thật sự kiên trì cho đến cuối cùng có thể nước chảy đá mòn bắt đầu lột xác từ đó mới lĩnh ngộ được bất kể thiên phú có cao đến mức nào khi tu sĩ võ mệnh tu hành vẫn không thể không kiên nhẫn kiên trì huống chi tần vấn thiên còn cho rằng cho dù là chợt lĩnh ngộ thì bản thân cũng phải tích lũy đủ kinh nghiệm mới có thể gặp được kỳ ngộ. Trong nháy mắt, khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn ba ngày, đế thiên vẫn không thể bước vào một cảnh giới khác, nhưng kích pháp của hắn cũng đã tinh tiến, quy lực càng ngày càng mạnh. Giờ phút này hắn buông phương thiên hỏa kích trong tay xuống, nhắm mắt lại, trực tiếp nằm trên mặt đất mà ngủ say. Xong, trong lúc mê mang ngủ, đế thiên như vẫn còn đang luyện kích, có thể thấy được chấp niệm của hắn mạnh đến mức nào. Vừa đặt lưng xuống ngủ, chính là suốt một ngày, lúc đế thiên mở mắt, ở bên trong đôi mắt của hắn, lộ ra ý cười. Hắn không khỏi lại nhớ tới ngày xưa mình gặp được cái con người dũng cảm ấy trong hắc ám xâm lâm, người nào đó nói cảnh trong mơ là giả, ngọn núi cổ khi xưa ấy, không phải là cảnh trong mơ cũng giống như hiện thực sao. Hắn đứng dậy, đế thiên lại tiếp tục luyện kích, khóe miệng của hắn vẫn luôn chứa đựng nụ cười, nếu như có người ở đây thấy được kích pháp của hắn vào giờ phút này, ắt sẽ phải giật nảy mình. Rốt cuộc, đế thiên cũng ném họa kích đi, bắt đầu tu kiếm, chỉ cần nghĩ đến là hiểu được ở trên kích pháp chỉ trong thời gian ngắn đã lại có được đột phá mới rồi tại hoàng cung nước diệp tình thế hôm nay đã là dương cung bạc kiếm chư hầu tề tụ ở khắp trong hoàng thành chư vương hầu thường xuyên tiến hành hội nghị bí mật thậm chí còn có dấu chân của một số thế lực lớn ở hoàng cực thánh vực xuất hiện ở nước diệp ví dụ như một số đại tộc một số quốc gia cổ xưa khác kể từ khi tin tức nhân hoàng hạ lệnh cho diệp lăng sương dẫn người xông vào tề vương phủ tần vấn thiên ước chiến với diệp không phàm và các đệ tử của tử lôi tông được truyền ra mọi người liền biết một tháng sau không chỉ là trận chiến giữa tần vấn thiên và diệp không phàm mà sẽ còn là ngày quyết chiến của hoàng tộc nước diệp tề vương đúng là rất giỏi nhẫn nại nhân hoàng không động lão ta lập tức tình nguyện kéo dài thời gian nếu không phải là lão ta rất giỏi nhẫn nhịn ban đầu cũng sẽ không làm cho nhân hoàng bị trọng thương loại thời cơ này chính là ngàn năm mới có một một quốc gia cổ xưa đã kéo dài đến hàng vạn năm như nước diệp, sẽ ẩn chứa rất nhiều bí mật, thực lực cũng rất mạnh, thế lực siêu cấp chỉ kém hơn chính đại môn phái. Nếu nước diệp gặp phải tình trạng kịch liệt thay đổi như thế này, tất cả các thế lực của hoàng cực thánh vực cũng sẽ chú ý đến, chẳng trách hôm nay hoàn thành nước diệp bất bên, không biết có bao nhiêu cường giả đã đặt chân đến, đều mơ tưởng được chứng kiến cái cảnh tượng mang tính lịch sử này. Bên trong hoàng thành, tại một cái trang viên, có một nhóm thanh niên cường giả, Ai ai cũng đều mang theo khí chất bất phàm, phía trên một cái khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rõ ràng trần ngập sự kiêu ngạo và tự tin, trong đó có một vị nữ tử, cực kỳ rực sở lóa mắt, nàng mặt mặt phượng bào đỏ rực, xinh đẹp vô cùng, chẳng qua là trên người lại toát ra anh khí, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng này, chính là Lý Hàng U, đệ tử thân truyền của Mai Sơn kiếm chủ ở trượng Kiếm Tông, phần lớn những người thanh niên bên cạnh nàng đều là sư huynh đệ đồng môn của nàng đều là đệ tử trượng kiếm tông, dĩ nhiên, còn có cả đồng tộc đồng bào của nàng. Nhị gia gia, sao gia tộc cũng phái người tới nước dịp vậy? Lý Hàng U đưa mắt nhìn về phía một vị trung niên, ngờ vực cất tiếng hỏi, hoàng tộc nước dịp xảy ra biến động, sao thể nào bỏ qua, không phải là trượng kiếm tông các ngươi cũng dẫn người tới sao, ngay cả Mai Sơn kiếm chủ cũng phái người đến đây, tắc hẳn là rất coi trọng chuyện này. Vị trung niên kia mỉm cười nói, mặc dù hắn đã hơn trăm tuổi, nhưng thoạt nhìn thần thái vẫn rất sáng láng, giống như chỉ mới bốn mươi mấy tuổi, đúng là sư tôn, lão nhân gia nàng có phái mấy vị trưởng lão đến đây, chỉ là ta có chút không giải thích được, mong rằng nhị gia gia sẽ giải thích nghi ta, Lý Hàng U tiếp tục nói, ngươi thật sự cho là tề vương dám một mình phản bội nước diệp ư, có quốc gia cổ nào rơi vào cục diện tranh đoạt vị trí nhân hoàng mà không phải là xương trắng trải đầy, nhất tướng công thành vạn cốt khô chỉ có dẫm trên xương cốt của các thiên tài đồng tộc thì mới có thể khiến chư vương sợ hãi, thống nhất quốc gia, năm đó Diệp Thanh Vân, nhân hoàng của nước Diệp có phong thái bậc nào, ban đầu cũng không được người ta coi trọng, nhưng một khi cuộc khởi, lập tức tỏa sáng vạn trường, ngàn dặm ngoài hoàn thành nước Diệp là nơi mai tán của biết bao nhiêu người, năm đó hoàng tộc thiên tài tuyệt đỉnh của nước Diệp, Diệp Thiên Tường dẫn theo các đệ tử hoàng tộc đến chặn chiếc, một trận này Diệp Thanh Vân giết ra đường máu chôn vùi hơn 10 thiên tài cùng thế hệ của hoàng tộc nước Diệp, sách đầu của Diệp Thiên Tường bước chân vào hoàng cung, nhân hoàng từ đời trước vì không để cho hoàng tộc tiếp tục tàn sát, đã phong ông ta thành người thừa kế, về sau, bất kể là tề vương với thiên tư xuất chúng hay là túc vương kiêu ngạo ngông cuồng, chẳng ai có thể gây rung chuyển vị trí thái tử của ông ta, cho đến khi ông ta đăng cơ làm nhân hoàng, vị trung niên kia chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói cũng mang theo vài phần kính trọng, một thế hệ nhân hoàng, há có thể đơn giản, chỉ thấy sau khi nghe xong Lý Hàng U siết chặt hai nắm đấm, trong cặp mắt đẹp để kia nở rộ ra thần thái bức người, chắc là nghĩ tới thân phận của mình, hôm nay mặc dù nàng rất chói mắt, nhưng trong lý tộc, không phải là không có mấy tồn tại nổi bật, tề vương bị nhân hoàng diệp thanh vân trấn áp nhiều năm, dĩ nhiên là thực lực của hai người trên lệch cũng không nhỏ, nếu chỉ bằng vào chư vương nước diệp, chắc chắn là bọn họ sẽ không dám sinh ra lòng phản nghịch, thủ đoạn của Diệp Thanh Vân ra sau năm đó bọn họ đã đều trải qua. sách đầu của một vị thiên tài tuyệt đỉnh của nước Diệp, cũng chính là huynh đệ của mình bước vào hoàng cung, ai dám ngông cuồng như thế? nói vậy trước kia khi Tề Vương chứng kiến được cái cảnh tượng này cũng là cả đời không quên đi. vị trung niên liên tục nở ra nụ cười lạnh lùng. tuy nhiên nhân hoàng Diệp Thanh Vân ngạo nghễ vô song là thế, nhưng con nối dòng của ông ta lại không thừa kế được phong thái của ông ta, có lẽ đúng như lời đồn năm đó Diệp Thanh Vân gặp được kỳ ngộ mới có thể đột nhiên cuộc khởi hoàng tộc nước Diệp, cho nên thiên phú của ông ta vốn cũng chỉ thường thường, vì vậy con nối dòng cũng bình thường, nhưng Diệp không phàm nhi tử của Tề Vương lại có thiên tư không tệ, được tử lôi tông coi trọng, đem đến cho Tề Vương một cơ hội. Nhị Gia Gia nói phải, sự biến động lần này của hoàng tộc nước Diệp là do tử lôi tông đứng ở sau lưng khống chế, trong lòng Lý Hàng U hơi có chút kinh hãi. Những đệ tử hậu bối bọn họ chỉ để ý đến chuyện tu hành, rất ít tiếp xúc với những chuyện bí ẩn kia dĩ nhiên nếu không thì sao nhân hoàng có thể đạt đến trình độ như bây giờ huống chi không phải là bây giờ người của trượng kiếm tông cũng nhúng chân vào trong chuyện này đấy ư chẳng lẽ ngươi còn ngây thơ cho là trượng kiếm tông sai người che chở diệp lăng sương trở về nước diệp chỉ đơn giản là bảo vệ diệp lăng sương thôi sao nếu như ta đoán không sai mà nói lần biến động này của hoàng tộc nước diệp sẽ tác động đến rất nhiều thế lực lớn trong con ngươi của vị trung niên kia lộ ra ý cười sâu xa thấy Lý Hàng U còn muốn hỏi nữa, ông ngắt lời nói, Hàng U, những chuyện này ngươi cũng không cần phải để ý quá nhiều, ngươi chỉ cần biết, tự đề cao sức mạnh bản thân, bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào cũng đều là vô ích, nhân hoàng có thể thống ngự nước dịp nhiều năm, không phải bởi vì ông ta am hiểu cách trị quốc, mà là ông ta có thực lực vô song, Hàng U hiểu được, Lý Hàng U không lưng gật đầu, ngươi đang ở trượng kiếm tông, ngươi có biết tên Tần Vấn Thiên kia không? có tin đồn rằng tên này lấy cảnh giới thiên cương tầng 4 để khiêu chiến với Diệp không phàm, cũng xem như là can đảm, vị trung niên kia đột nhiên nhắc đến tầng vấn thiên, Lý Hàng U nghĩ đến hắn đã từ chối Mai Sơn kiếm chủ, liền nhướng mày, lập tức nói, không tiếp xúc quá nhiều, chỉ gặp qua một lần, chính là một kẻ rất ngông cuồng. trận chiến này sợ là hắn lành ít dữ nhiều, chắc hẳn là sẽ chết ở trong tay Diệp không phàm, từng. Vị trung niên họ lý tùy tiện gật đầu, không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt của ông nhìn về phía hoàng cung nước Diệp ở đằng xa, ánh mắt ấy như xuyên thấu cả không gian. Không chỉ có là bộ tộc Lý thị phái đến rất nhiều cường giả, mà ở hoàng cung nước Diệp còn có những thế lực mạnh mẽ khác, thậm chí còn có cả những nhân vật có tiếng nói của hoàng tộc nước Diệp đích thân tới đây. Về việc vì sao bọn họ tới, tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ có những người bình thường cùng với những vãn bối đời sau kia không biết mà thôi. Tần Vấn Thiên hiển nhiên không biết những bí mật kia, sau khi xuất quan, hắn và Mạc Khuynh Thành cùng đi thăm Nhân Hoàng. Nhân Hoàng vẫn giống như trước đây, nằm ở trên giường, nhưng Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành đều biết rõ, thương thế của Nhân Hoàng hẳn là đã tốt rồi, sở dĩ vẫn nằm ở đó, chính là sợ đánh rắn động cỏ, để rồi như ngày đó để cho Diệp Lăng Sương dẫn người xông vào Tề Vương Phủ, có lẽ Tề Vương sẽ không quyết chiến. Rốt cuộc, kỳ hạn một tháng đã tới, bình minh lên cao, chiếu rọi cả tòa đại điện Hoàng Cung cổ xưa, khiến cho cả tòa hoàng cung đều tỏa ra hào quang rực rỡ tràn đầy sức sống bên ngoài tẩm cung của nhân hoàng trên cầu thang mọi người ngẩng đầu ngắm nhìn bình minh trên hư không mắt thấy ánh nắng dần dần nóng rực không ngừng tràn ra khắp hư không bọn họ biết sóng gió cũng sắp đổ về rồi đại võ vương chiến quốc dẫn theo hoàng tử chiến quốc đến đây bái kiến nhân hoàng nước diệp giờ phút này một giọng nói gây chấn động cả bầu trời hoàng cung nước diệp trong hoàng cung mênh mông như có một tiếng sét vô số người ngẩng đầu lên, trong lòng ngập tràn sự rung động, chiến quốc cũng giống như nước dịp, đều là quốc gia cổ xưa kéo dào cả vạn năm, thực lực mạnh vượt trội, đại vũ vương, chính là vương hầu có chiến lực mạnh nhất của chiến quốc, thiên loan công chúa của linh loan quốc đến đây bái kiến nhân hoàng nước dịp, tiếp theo, lại có âm thanh gây chấn động cả khoảng không, lý tộc, đến đây bái kiến nhân hoàng nước dịp, mang tộc, đến đây bái kiến nhân hoàng nước dịp, từng tiếng nói đầy chấn động không ngừng vang lên, trên bầu trời hoàng cung nước diệp âm thanh vang lên không dứt mỗi khi có một giọng nói vang lên đều khiến trái tim mỗi người nhảy lên thình thịch mặt trời chói chang nhô lên cao chiếu rọi cả hoàng cung diệp quốc và cung điện cổ xưa nhuốm đầy hào quang kim sắc một luồng uy nghiêm đáng sợ tràn ngập đến từ đàng xa nhân hoàng nằm ở trên giường mở mắt ra có tia sáng chợt lóe ngay sau đó chỉ thấy nhân hoàng lên tiếng hô thiết yến lời ấy vừa ra lập tức ở ngoài hoàng cung có những bóng dáng tất bước về phía trước đi vào trong hoàng cung không có một ai đứng ra ngăn cản những bóng dáng này cuồn cuộn tiến tới nơi họ đi qua đều có áp lực khiến người ta hít thở không thông đồng thời ở ngoài tẩm cung của nhân hoàng phía trên con đường của bạch long là từ ngọc thạch không ngừng có người phủ xuống bọn họ xếp bàn không ngừng đưa lên rượu ngon quả quý ở trong thời gian một nén nhang ngắn ngủn mà đã bày được mấy trăm chỗ ngồi xếp ở hai bên con đường của ngọc thạch bạch long ở giữa như một cái hành lang dài không ngừng có người từ xa đến gần đứng ở trên hành lang là có thể dõi mắt nhìn ra xa xa phía trước trước đến quấy rầy nhân hoàng mong được thứ tội những người này lên tiếng tuy là xin tội nhưng không có quá nhiều sự thành kính không vấn đề gì mời chư vị nhập tọa giọng của nhân hoàng lần nữa truyền ra người của các thế lực lập tức ngồi xuống hai bên tất cả quân sĩ thuộc nhân hoàng nhất mạch đứng ở xung quanh đều cực kỳ khẩn trương hiển nhiên là bọn họ có thể cảm nhận được những người này rất mạnh bất kỳ một người nào trong đây cũng đều mang uy áp có thể làm cho người ta ngạt thở đặc biệt là mấy người phía trước nhất trong đó có một nhân vật trung niên tướng mạo vô cùng uy nghiêm người mặc hoàng bào kim sắc chỉ tùy ý ngồi ở đó thôi lại làm cho người cảm giác chiến ý ngập trời giống là như một chiến thần nơi ánh mắt của ông ta đảo qua lại có rất ít người dám đối mắt nhìn lại người này chính là đại vũ vương vị vương hầu mạnh nhất chiến quốc ở bên cạnh ông ta có một vị thanh niên Gương mặt tuấn tú, cặp mắt trong veo sáng sủa ngắm nhìn bốn phía, lại không hề sợ hãi uy thế của các vị cường giả ngồi đây, người này là hoàng tử chiến quốc. Lúc mà thanh niên này nhìn về phía một vị nữ tử ở đối diện, vẻ mặt hơi dừng lại chốc lát, trong đôi con ngươi trong xuất hiện lên một tia sáng, nàng kia rực rỡ sáng chói, trên người như có hào quang bao phủ, làm cho người ta không dám đến gần hào quang của nàng, xinh đẹp không gì sánh được, nàng này chính là thiên loan công chúa của linh loan quốc, ở bên cạnh nàng là một vị nữ tử có tướng mạo xuất chúng, uy phong hiển hách, chính là Thanh Huyền, nữ tướng quân tiến tâm lừng lẫy của Linh Loan Quốc. Ở phía bên dưới, là nhân vật lãnh tụ của Lý Tộc và Mang Tộc, vóc người người Mang Tộc đều rất khôi ngô, làm cho người ta cảm nhận được lực lượng tràn đầy, mà người của Lý Tộc thì nội hàm, không biểu hiện ra ngoài, làm cho người ta cảm nhận được vẻ trầm tĩnh. Duy chỉ có Lý Hàng U kia, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía mấy vị thanh niên kiệt xuất, thoáng có ý tranh chấp, nhất là Thiên Loan công chúa, có danh khí lớn hơn hẳn nàng, mỗi lần nhìn về bên kia, trong đôi mắt đẹp của Lý Hàng U liền dâng lên chiến ý, Tề Vương, Túc Vương, U Vương, Hàng Vương, đến đây bái kiến nhân hoàng bệ hạ, từng âm thanh chấn động truyền đến từ xa, lại có mấy bóng dáng tiến vào hoàng cung, thời gian mới chỉ trong phút chốc, liền thấy rất nhiều bóng dáng dẫn nhau đi tới, từ người cầm đầu, tất cả đều là vương hầu diệp quốc, nhân hoàng không hạ lệnh, bọn họ lại trực tiếp tiến thẳng vào vì sao hôm lại đến tất cả mọi người đều biết rõ lý do thưởng ngồi trong tẩm cung của nhân hoàng có tiếng nói truyền ra chư vương mang mưu đồ bí mật trừ tề vương cầm đầu ra phần lớn đều ở trong bóng tối song hôm nay rốt cuộc các vị vương hầu này đã không còn che giấu nữa tất cả đều đứng dậy đến đây ép nhân hoàng thoái vị các vị vương hầu ngồi xuống rất nhiều ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người vị thanh niên ngồi bên cạnh tề vương chính là đệ tử tử lôi tông diệp không phàm trong tẩm cung của nhân hoàng lần lượt có người đi ra chính là các vị hoàng tử cùng với diệp lăng sương tiếp đó là các vị vương phi lại nói tiếp đám người dược hoàng cốc vây quanh mạc khuynh thành chậm rãi bước ra ở bên cạnh mạc khuynh thành có một vị thanh niên chỉ thấy khí chất của hắn ôn hòa lặng lẽ không chút gợn sóng song cặp mắt sâu thẳm kia lại như vũ trụ mênh mông sáng chói sâu không thấy đấy đó chính là tần vấn thiên khoảnh khắc trông thấy mạc khuynh thành rất nhiều người đều lóe sáng hai mắt cho dù là hoàng tử chiến quốc cùng với thiên loan công chúa cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm, thầm nghĩ trong lòng, người này thật là đẹp, vẻ đẹp siêu phàm thoát tục như thế, không hổ là thánh nữ dược hoàng cốc, cũng khó trách tên dịp không phàm kia lại vì yêu mà sinh hận, tung tin nói xấu nàng, những người này tách ra hai bên, ngay sau đó có một bóng người từ tốn bước ra từ trong cung điện, bóng dáng ấy nhìn như bình tĩnh, không để lộ một chút hơi thở nào, nhưng khi ông vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người ông, nhân hoàng Diệp Quốc, Diệp Thanh Vân. Đám người Tề Vương và Túc Vương không kiềm chế được mà co rút con ngươi lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, Diệp Thanh Vân, vậy mà lại, mang sắc mặt hồng hào, thần thái khỏe mạnh, không có một chút quể oải mệt mỏi nào, nhưng khi nghĩ đến loại độc mà bọn họ hạ là loại độc dược rất khó giải, trừ khi dược hoàng đích thân tới đấy, nếu không chỉ dựa vào thánh nữ thì không thể nào giải hết vì vậy bọn họ mới có thể yên tâm như thế ngày hôm nay có lẽ là nhân hoàng chuẩn bị thực hiện một lần trở mình cuối cùng tiến hành đánh một trận tử chiến đích thị là đã sử dụng một loại bí pháp gì đó giúp hồi quan phản chiếu nghĩ đến đây bọn họ lại an lòng bất động ngồi im lặng tại chỗ chẳng qua là vẫn không tránh khỏi kinh ngạc trước sự kiên cường của vị nhân hoàng này chúng phải loại độc tố như thế lại vẫn có thể kéo dài được lâu như thế mà vẫn chưa về với tây thiên chỉ thấy có bóng dáng thị vệ xuất hiện, đưa Long ỷ đến đặt phía trên bậc thang, Nhân Hoàng ngồi thẳng bên trên, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, nhàn nhạt lên tiếng, "Chư vị tới bái phóng, là muốn làm chuyện gì đây?" Lời vừa nói ra, mọi người đều không biết đáp lại như thế nào, chỉ thấy trong con ngươi của Nhân Hoàng hiện lên ý cười buốt lạnh, ánh mắt lại hướng về phía đám người Tề Vương, cười hỏi, "Chư vị vương đệ đến hoàng cung, mà chưa được ta cho phép, trực tiếp bước vào?" Phải chăng là có gì bất mãn đối với hoàng huynh ta đây?" Vẻ mặt Tề Vương lóe lên, nhìn mặt mũi Nhân Hoàng mỉm cười, đoán không ra được suy nghĩ của Nhân Hoàng. "Diệp Thanh Vân, tính tình ngươi tàn bạo, ngay từ năm đó lúc ngươi đoạt vị đã tàn sát rất nhiều người, lấy đầu lâu của họ để thị uy, tội ác tày trời. Hôm nay, ngươi thống ngự Diệp Quốc nhiều năm như vậy, giết chóc không biết bao nhiêu người, lại còn sai quân lính xông thẳng vào Tề Vương phủ, hoành hành vô đạo, ta cho là hoàng huynh nên đi xuống thôi." Hàng Vương lạnh lùng nói, ông vừa dứt lời, cả không gian lập tức hơi động lại, lời ấy đã là đại nghịch bất đạo, lại hoàn toàn làm rõ ý đồ đến đây hôm nay, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận quyết chiến này. Nhân Hoàng đưa mắt nhìn Hàng Vương, cặp mắt kia mỉm cười, nhưng lại khiến cho Hàng Vương cảm thấy toàn người đều rét lạnh như sắp bị đóng băng. Muốn ta thoái vị thì rất đơn giản, chỉ cần ngươi chém đầu ta thì uy, vị trí nhân hoàng này sẽ là của ngươi, chẳng qua trước đó, ta vẫn là nhân hoàng diệp quốc đoạn thời gian trước ta có nghe nói nghi tử không nên thân kia của tề vương ngươi tung tin đồn sĩ nhục thánh nữ dược hoàng cốc, lại còn khiêu khích đông sơn hầu đi giết nghĩa tử của ta, quả là khiến người ta phải mở rộng tầm mắt, ánh mắt nhân hoàng lại nhìn về phía phụ tử tề vương, ông lạnh nhạt lên tiếng, đại trưởng phu có tâm tư độc ác quyết đón, nếu chỉ là độc ác thì cũng thôi, song ngươi thân là hậu duệ của hoàng thất, thiên tài của tử lôi tông. Nghĩa tử của ta mời ngươi lên đài chiến đấu hoàng gia đánh một trận ngươi lại không dám ứng chiến, làm mất hết thể diện của hoàng tộc ta, có một người chất nghi giống như thế này, bổn hoàng cảm thấy vì ngươi mà hổ thẹn. Diệp không phàm đưa mắt nhìn nhân hoàng, thân thể khẽ rung, nhân hoàng nhục nhã hắn trước mặt mọi người, mặc dù trong lòng hắn vô cùng tức giận, nhưng khi đối diện với cặp mắt kia, hắn lại không dám mở miệng phản bác, hoàng huynh, bắt nạt hài tử, không khỏi quá mất thân phận rồi. Tề vương nhàn nhạt lên tiếng, tần vấn thiên đánh giá tề vương, chỉ thấy tướng mạo lão ta thường thường, toàn thân không thả ra một chút khí thế nào nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được sự nguy hiểm nói vậy người này cũng rất giỏi nhẫn nại nếu không phải hắn là hậu duệ của hoàng tộc ta ta cũng lười phải dạy dỗ hắn diệp không phàm nếu như ngươi đúng là nam nhi của hoàng tộc ta liền nói cho mọi người biết có phải chuyện này là do ngươi gây nên không nhân hoàng nhìn chằm chằm diệp không phàm khiến cho diệp không phàm cắn răng thế rồi hắn lạnh nhạt nói là diệp không phàm ta làm vậy thì như thế nào tốt lúc này mới giống một người nam nhi, nhân hoàng lạnh nhạt đáp lại, ngay sau đó nhìn về phía tần vấn thiên đứng ở bên cạnh, tần vấn thiên đi về phía trước một bước, đưa mắt nhìn dịp không phàm, ánh mắt hai người va chạm nhau trên hư không, tất cả đều là chiến ý ác liệt, đùng, đạp ra một bước, thân thể tần vấn thiên bay lên trời, dịp không phàm thấy cảnh tượng này thì cũng bay lên hư không, hơi thở trên người điên cuồng bộc phát, không hề che giấu vi thế của thiên cương cảnh tầng bảy đỉnh phong, trong phút chốc gió lốc tràn ngập khắp cả vòng trời, hắn vẫn nộ quát lên, tần vấn thiên, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta đây sẽ thỏa mãn ngươi, vừa dứt lười, dịp không phàm bột phát huyết mạch, trong hư không có lôi đình gào thét, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, nhưng lại có một luồng lôi đình sáng loá đánh xuống, ở phía sau hắn, có một lôi đình cự nhân xuất hiện, cứ tựa như là lôi thần. Giờ khắc này dịp không phàm bột phát ra khí thế cực kỳ đáng sợ, như muốn lấy lôi đình để hủy diệt hết thảy chết nhát không dám ứng chiến, mà cũng dám nói lời ngông cuồng như thế, đúng là chẳng biết xấu hổ là gì. Ánh mắt Tần Vấn Thiên sâu thẳm, chỉ thấy khí chất của hắn bất chợt thay đổi, yêu dị không cùng, huyết mạch gầm thét, ánh sao chói mắt, giống như là hậu duệ của Thái Cổ Yêu Vương, lại có hơi thở sắc bén tuyệt thế tràn ngập. Cảnh giới Thiên Cương tầng 5, xem ra hắn đã đột phá, còn có cả huyết mạch tăng phúc, hơi thở tựa như Thiên Cương cảnh tầng 6, loại huyết mạch này có thể phá vỡ trói buộc của cảnh giới lại có yêu khí ngất trời, không biết là cái loại huyết mạch lực lượng gì, song, huyết mạch của Diệp không phàm vẫn mạnh mẽ như trước, huyết mạch kiếp lôi, không biết quy năng công kích của hắn sẽ mạnh gấp bao nhiêu lần. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên hư không, nhìn hai người bộc phát khí thế, đều thoáng thấy hải hùng, sợ rằng hôm nay đánh một trận, có ít nhất một người sẽ phải chết, chẳng qua là không biết người phải chết là ai, yêu thần biến nở rộ, trên người tần vấn thiên thật như được phủ thêm một lớp áo giáp cổ yêu toàn thân hắn đều lộ ra hơi thở khiến lòng người run sợ, ở mi tâm của hắn, có một sọc sáng, giống như là một con mắt vô cùng yêu dị. Sức mạnh của ngươi là thế này sao? Diệp không phàm nhìn thấy sự biến hóa trên người tần vấn thiên, như cũ vô cùng tự tin, chỉ thấy trong đồng tử của hắn tràn ngập sát ý đáng sợ, hắn thông thả tiếng lên, nói, chỉ có như thế, việc ngươi phải chết là điều không thể nghi ngờ, lôi qua ngập trời, giống như từng tia sáng của kiếp nạn, dày đặc bao quanh tay Diệp không phàm, bóng dáng của hắn như gió ngay lập tức hạ xuống trước mặt tần vấn thiên nổi giận gầm lên một tiếng tung ra một quyền vì thế ngập trời lôi thần phía sau hắn giống như cũng đang gầm thét bầu trời phía trên hắn xuất hiện một bóng dáng cổ yêu đáng sợ phát ra tiếng gào thét đầy giận dữ toàn bộ uy năng vô tận hội tụ ở trên tay hắn mạnh mẽ đánh tới toàn bộ hư không như đều sắp bị phá hủy một quyền này giống như là một trận lôi đình có thể đánh ra một cái hố sâu thẳm không thấy đấy lại như có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Lôi thần diệt của tử lôi tông, thuật thần thông này phát ra từ trong tay diệt không phàm, không biết quy năng sẽ đáng sợ đến mức nào. Tần vấn thiên giơ tay lên đáp lại, thần nguyên trong cơ thể bộc phát, bốn tòa nguyên phủ như cũng đang gầm thét, hơn nữa tại tòa nguyên phủ thứ nhất, mỗi một viên thần nguyên đều lộ ra khí thế hủy diệt, thình thịch, công kích của hai người va chạm, khí lưu hủy diệt thổi quét mà qua, xé nát cả lớp áo trên thân hai người, chật vật không chịu nổi, tần vấn thiên chỉ cảm thấy từng luồng kiếp lôi hủy diệt đánh vào trong cơ thể diệp không phàm thì cảm giác cánh tay của mình như bị lực lượng hủy diệt trực đánh nát cả hai người đều khổ sở đến khó nhịn tần vấn thiên chết đi diệp không phàm gào lên trên đỉnh đầu có từng trận kiếp lôi rất lớn đánh xuống hội tụ thành từng lưỡi dao sắc nhọn vô cùng muốn cắt vào thân thể tần vấn thiên mặc dù đau đớn nhưng hắn cũng không hề lùi bước muốn nhanh chóng giết chết tần vấn thiên chỉ cần lấy lực lượng tuyệt đối để giết chết người này còn ai dám nói Diệp không phàm hắn sợ hãi không dám ứng chiến, người thắng làm vua. Kiếp lôi sắc bén tựa như lưỡi dao đánh xuống lộ ra một luồng uy thế niết bàn, tần vấn thiên ngẩng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí xông thẳng lên trời, chỉ thấy thanh kiếm võ mệnh thiên cương trấn thủ hư không, kiếm khí tàn sát bừa bãi, trấn áp lực lượng hủy diệt vừa đánh xuống kia, diệp không phàm lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay khẽ động, sau đó tức khắc đánh tới phía tần vấn thiên, đồng thời, bên trên hai vị võ mệnh thiên cương dung hợp phía sau hắn, một cái trưởng ấn lôi thần vô cùng khổng lồ đánh về phía tầng vấn thiên, hư không rung lên, mới chỉ trong khoảnh khắc, trời đất chấn động, cả người tầng vấn thiên đều bị lôi đình bao phủ, hắn nắm chặt đại trưởng ấn lôi đình trong giây lát, giống như nắm lấy cả mảnh hư không này, trong mắt dịp không phàm hiện ý cười buốt lạnh, ánh mắt của hắn khi nhìn tầng vấn thiên giống như là đang nhìn người chết, người bên dưới nhìn thấy trưởng ấn lôi đình này, trong lòng đầy kinh ngạc xem ra cách biệt về thực lực giữa hai người cũng không nhỏ tên tần vấn thiên này không chết cũng phải trọng thương trong mắt lý hàn u hiện lên vẻ miệt thị nếu như tần vấn thiên chỉ có một chút thực lực thế này không khỏi thật khiến cho người ta phải xem thường ném hết mặt mũi của trượng kiếm tông ngày trước lại còn dám từ chối lời mời của mai sơn kiếm chủ cũng là sư phụ nàng quả thực là ngông cuồng đến mức không biết tốt xấu rào một tiếng gầm giận giữ rung trời vang lên gần như ở cùng lúc đó bàn tay diệp không phàm lại mãnh liệt chuyển động, trong phút chốc, kiếp lôi như đánh nát toàn bộ không gian, khí lưu hủy diệt tàn phá khắp cả đất trời, xé rách hết thảy, song gần như ở cùng lúc đó, mọi người chỉ thấy trong hư không xuất hiện một con yêu thú, chính là đế yêu võ mệnh thiên cương, sau khi nó gầm lên một tiếng, thân hình khổng lồ lập tức bảo vệ tầng vấn thiên, mặc cho lực lượng lôi đình đánh vào thân thể nó, hẳn là lớp phòng ngự của nó rất mạnh. luồng lực lượng hủy diệt kia cũng không cách nào phá hủy được, Tần Vấn Thiên thấy nụ cười của Diệp không phàm cứng đờ, thoáng cái hắn đưa tay túng một cái, để yêu tinh hồn lại lao về phía trước cùng hắn, tương tự với thuật thần thông mà Diệp không phàm vừa mới sử dụng, làm sao có thể thế được. Sắc mặt Diệp không phàm đanh lại, trong đôi đồng tử như có từng tia chớp nổ bắn ra, nhưng giờ phút này cả không gian lại thoáng trung lên trong tích tắc, giống như bị một luồng lực lượng túng được, đúng là giống hệt với thuật thần thông của hắn, Tần Vấn Thiên lại có thể học được chỉ trong nháy mắt đây căn bản là chuyện không thể xảy ra. Chẳng qua là uy lực hủy diệt của lôi đình đổi thành luồng lực lượng cổ yêu vô cùng mạnh mẽ. ầm, tần vấn thiên nắm chặt bàn tay trong dây lát, hư không rung động, một luồng nhịp đập kinh khủng phá tan hết thảy, đánh vào người diệp không phàm, chỉ thấy huyết mạch của diệp không phàm như gào thét lên, thật giống như có thần lôi vô tận hung mãnh đánh ra, phá hủy lực lượng hư vô kia, chỉ thấy mái tóc dài của hắn tung bay, một đầu tóc đen lại hóa thành màu tím lôi đình võ đạo ý chí đại viên mãn trên gương mặt mọi người hiện lên vẻ sắc bén diệp không phàm với cảnh giới thiên cương tầng bảy đỉnh phong lôi đình võ đạo ý chí nhị cảnh cũng đạt đến đại viên mãn rồi quả nhiên là hắn thiên phú kinh người về phương diện lôi đình không hổ là huyết mạch kiếp lôi thân thể thiên lôi mái tóc tiếng tung bay của diệp không phàm trở nên càng thêm điên cuồng hắn nhìn chầm chầm tầng vấn thiên lực lượng phong lôi cuốn lấy thân thể của hắn lực công kích của hắn mạnh một cách khủng khiếp Sao có thể không tu hành về phương diện tốc độ, vì vậy hắn tu hành cả phong chi võ đạo ý chí, nhất cảnh là tốc độ, nhị cảnh là phong cách, khi tốc độ trở nên nhanh hơn, cơ sở lực công kích cũng có thể tăng lên. Như vậy thời điểm hắn mặt đối với đối thủ, mới có thể không lo đối phương lợi dụng ưu thế tốc độ để chạy trốn, năng lực công kích tối cao cộng thêm tốc độ cực nhanh, là một loại phối hợp vô cùng hoàn mỹ, có võ tu lại yêu thích phòng ngự hơn, chẳng qua dịp không phàm hắn không có thứ hắn theo đuổi chính là loại công kích mạnh nhất, ngươi tu hành loại thần thông mô phỏng, Diệp không phàm đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên nói, ngươi cho là hữu dụng, song khi đối diện với lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều trở nên vô ích, Diệp không phàm vừa dứt lời, một cây trường mâu màu tím tỏa sáng lấp lánh chậm rãi xuất hiện, trên thanh trường mâu này tràn ngập vi năng hủy diệt, cũng chính là một võ mệnh thiên cương của hắn. Mọi người chỉ thấy trên người lôi đình cự nhân phía sau Diệp không phàm có ánh sáng kiếp lôi đánh xuống, Đường mâu bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, đồng thời phong chi giật xuất hiện, bốn võ mệnh thiên cương như tiến hành tổ hợp, hóa thành Lôi Đình Sát Thần chân chính, trấn thủ phía sau Diệp không phàm, những người có cảnh giới thiên cương tầng 7 bình thường, sợ rằng cũng không chịu nổi một kích này của hắn. "Để ta cho ngươi xem thử cái gì gọi là tổ hợp võ mệnh thiên cương hoàng mỹ, ngươi chết cũng đáng để tự hào rồi." Diệp không phàm lạnh nhạt nói, mọi người phía dưới đều thầm cảm thán tổ hợp bốn võ mệnh thiên cương kia tạo thành lôi đình sát thần quả thật khiến cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ người nói nhảm nhiều quá đấy tần vấn thiên khẽ quát một câu ngay sau đó võ mệnh thiên cương của hắn cũng lập tức hiện lên đế yêu võ mệnh thiên cương cầm trong tay thiên truy võ mệnh thiên cương nổi giận gầm lên một tiếng hư không chấn động tràn ngập lực lượng vô tận tổ hợp đế yêu và thiên truy là tổ hợp giữa yêu và lực lực lượng đáng sợ đến tột độ trong tay Thụy Mộng Thiên Cương xuất hiện một thanh phương thiên hỏa kích, đứng ở bên trái tầng vấn thiên, vương giả chi kiếm, bay lơ lửng ở ngay chính giữa, tổ hợp thành đội hình bộ ba công kích, ta có tu vi thiên cương tầng 7, võ mệnh thiên cương của ngươi, làm sao so được với ta? Đánh nát nó, Diệp không phàm chợt quát một tiếng, tổ hợp võ mệnh thiên cương tạo thành lôi đình cự nhân lập tức gào thét, trường mâu hủy Diệp màu tím hung mảnh lao ra, lực lượng kiếp lôi liên tục đánh xuống như muốn phá hủy hết thảy tất cả mọi người chỉ thấy phía trước xuất hiện một luồng sáng màu tím, lập tức lao thẳng về phía tầng vấn thiên. Rào! 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 Đế yêu ngửa mặt lên trời giận dữ gào thét, cầm thiên truy trong tay, chân dẫm trên hư không, đột ngột phóng ra, tích chứa uy năng vô tận, tu sĩ võ mệnh võ mệnh thiên cương hoàn toàn bị võ tu khống chế, có thể phát ra công kích thần thông giống như võ tu, một một bố này giáng xuống, dường như bầu trời cũng muốn vỡ nát trực tiếp va chạm với trường mâu lôi đình của đối phương. Loạn khí lưu hủy diệt này tràn ngập khắp cả đất trời, đế yêu tinh hồn lại lui bước chân, loại lực lượng tối cao này vẫn bị đẩy lui, nhưng vương giả chi kiếm lại giận dữ thét gào, đâm thẳng về phía trước. Thụy mộng thiên cương mang theo phương thiên hỏa kích hung bạo giết tới, vây quét tổ hợp võ mệnh thiên cương của đối phương. Trong khoảnh khắc trên hư không lại hiện ra một trận đại chiến điên cuồng của võ mệnh thiên cương, ai cũng không yếu thế, càng đấu lực lượng lại càng ngang bằng võ mệnh thiên cương của ngươi quá yếu, nếu như ta đến cảnh giới của ngươi, sợ rằng chỉ cần một kích là có thể khiên cho võ mệnh thiên cương của ngươi tan tành. Tần vấn thiên đứng ở trên hư không, vừa khống chế võ mệnh thiên cương chiến đấu vừa lên tiếng châm chọc, vẻ mặt dịp không phàm liên tục thay đổi, trước đó hắn đã nói mấy lời ngông cuồng, hắn cao hơn tần vấn thiên hai đại cảnh giới. Hiển nhiên là võ mệnh thiên cương của hắn cũng phải mạnh hơn, nhưng mà hiện tại hắn vãn không áp chế đối phương được, bốn võ mệnh thiên cương của Tần Vấn Thiên không giống với những người khác, trên mỗi một võ mệnh thiên cương đều tích chứa lực lượng đặc biệt, hơn nữa còn vô cùng chân thật, cứ như là nguyên phủ và tinh thần nguyên lực cùng thai nén ra chúng mới khiến chúng mạnh hơn. Xem ra tinh hồn của Vấn Thiên có thể áp chế dịp không phàm một cách toàn diện. Nhân Hoàng cười nhạt mà nói, mặc dù Tề Vương không muốn thừa nhận, nhưng đây quả đúng là sự thật, nếu không, võ mệnh thiên cương của Tần Vấn Thiên sẽ không có lực phá hoại mạnh đến mức ấy để rồi có thể chống lại võ mệnh thiên cương của Diệp không phàm. Hàng U, có vẻ như người này mạnh hơn ngươi nói. Bên phía Lý Tộc, nhị gia gia của Lý Hàng U chậm rãi lên tiếng, khiến cho vẻ mặt Lý Hàng U hơi sượng lại, quả thật là tên Tần Vấn Thiên này rất lợi hại, nếu như phải đối mặt với Tần Vấn Thiên, nàng cũng không dám chắc là mình có thể giành chiến thắng. Thật ra thì đây là do tâm lý của Lý Hàng U quấy phá, không muốn thừa nhận việc bản thân không bằng người, nếu như giờ phút này người chiến đấu với Diệp Không Phàm là một gã cường giả Thiên Cương cảnh tầng 7, có lẽ nàng sẽ thản nhiên tự thấy rằng mình không thể nào chiến thắng được đối phương, nhưng trùng hợp là hiện tại cảnh giới của Tần Vấn Thiên cũng giống như nàng, trong nội tâm của nàng lại xuất hiện một mối suy tư, làm sao nàng có thể thừa nhận chính mình không bằng Tần Vấn Thiên được chứ? Ký lưu trong hư không vẫn bạo loạn như cũ, võ mệnh Thiên Cương điên cuồng dằn co, Tần Vấn Thiên và Diệp Không Phàm vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, quan sát đối phương sát khí bay lên vùng vụt, tần vấn thiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng mà ngươi khiêu chiến ta, là ngươi tự tìm đường chết, hôm nay, vẫn là không còn đường sống, vừa nãy, cũng chỉ là chơi đùa một chút với ngươi mà thôi, dịp không phàm lạnh lùng cất tiếng nói, trong mắt vẫn luôn lộ ra sự ngạo mạn và miệt thị rõ ràng, dĩ nhiên là hắn không hề chơi đùa, hắn vốn tưởng rằng với lực lượng bực này là đã đủ để giết chết tần vấn thiên rồi, nhưng lại không làm được hắn chỉ có thể dùng lực lượng càng mạnh hơn giết chết đối phương, bất kể có như thế nào, Tần Vấn Thiên phải chết là điều không thể nghi ngờ, đây là số kiếp đã định, như nếu thực lực của ngươi cũng lợi hại như mồm mép của ngươi, thì chắc hẳn là Tử Lôi Tông cũng khó có địch thủ rồi. Tần Vấn Thiên châm chọc một tiếng, tên Diệp Không này phàm cũng chẳng chiếm được bất kỳ ưu thế nào, nhưng mỗi nói một câu mà tên này nói ra cứ như thể là Tần Vấn Thiên hắn chắc chắn phải chết, nếu đã như thế tại sao cho tới bây giờ hắn vẫn còn không chết, đây là một lần cuối cùng, kế tiếp, ta sẽ khiến ngươi chết vì lôi đình. Diệp không phàm chậm rãi lên tiếng, huyết mạch lực lượng trong cơ thể lại bắn ra lần nữa, vô cùng mãnh liệt, lôi đình che khuất thân thể của hắn, từ trong lôi quang vô cùng chói mắt, Diệp không phàm vương bàn tay ra, hắn còn rút ra cả một thanh trường mâu lôi kiếp, huyết mạch kiếp lôi, thân thể thiên lôi, đây là lực lượng mạnh nhất của hắn, chịu chết đi. Diệp không phàm vừa dứt lời, hắn chợt biến mất giống như một cơn gió, chỉ trong khoảnh khắc, hắn xuyên qua luồng khí lưu khủng khiếp tỏa ra từ cuộc chiến giữa võ mệnh thiên cương, lao xuống từ phía trên, tần vấn thiên ngẩng đầu, chỉ thấy một luồng sáng màu tím lấp lánh lao vụt tới, chính là trường mâu lôi kiếp của Diệp không phàm, luồng sáng màu tím lấp lánh này như muốn hủy diệt hết thảy, tất cả mọi người đều thấy hải hùng, một kích kia, đủ để giết chết tần vấn thiên, ầm, ừ, ánh sao lóe lên, đấu chuyển tinh di, Diệp Không Phàm giống như một luồng sáng tím đâm vào chỗ trống, cả người hắn chìm trong lôi điện màu tím, mái tóc cũng là màu tím, vô cùng oai hùng, nhìn từng luồng ảo ảnh kia, hắn tức tiếng nói với Tần Vấn Thiên, "Để ta xem thử ngươi có thể tránh được mấy lần." Dứt lời, Diệp Không Phàm lại tiếp tục tấn công, lại hóa thành luồng sáng tím, song ánh sao lại lóe sáng lên, Tần Vấn Thiên lại một lần hóa thành ảo ảnh, mặc dù Diệp Không Phàm có phong chi ý chí, nhưng vẫn chậm hơn đấu chuyển tinh di. Tuy vậy hắn cũng không hề nổi giận, loại thuật thần thông như thế này sẽ khiến tần vấn thiên tiêu hao lực lượng rất nhanh, sớm muộn gì cũng chỉ còn một con đường chết, dịp không phàm. Giờ phút này, giọng của tần vấn thiên vang lên, dịp không phàm ngẩng đầu, nhìn về phía tần vấn thiên, chỉ thấy trong mắt tần vấn thiên lộ ra một luồng ánh sáng sát phạt, ngày chết của ngươi, đến rồi, tần vấn thiên bình tĩnh lên tiếng. Mặc dù thực lực của Diệp không phàm vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng kết cục vẫn sẽ phải chết huyết mạch gầm thét, trong cơ thể tần vấn thiên như có từng luồng huyết quang xuất hiện, luồng huyết quang đáng sợ này lại hóa thành một thanh huyết kích cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa yêu chi lực lượng vô cùng khủng bố. Ông, tần vấn thiên hóa thành ảo ảnh, rất nhanh, nhanh đến mức giống như là ti chớp, chính là lợi dụng tốc độ của đấu chuyển tinh di để phát động kích pháp, một kích đâm ra, như có âm thanh yêu thú gầm thét. Một luồng mộng ma huyễn cảnh xông vào trong đầu dịp không phàm, khiến cho khuôn mặt hắn rung lên, lập tức trường mâu dơ lên rồi phóng ra, lôi quan lấp lánh, hủy diệt mọi thứ, hoành, hai người va chạm công kích, khí lưu hủy diệt tràn ngập khắp trời, tuy nhiên đều không thể làm đối phương bị thương, tần vấn thiên tung ra một kích liền lui về, nhưng diệp không phàm lại thấy ảo ảnh xuất hiện ở phía kia, nên đã nhanh chóng phóng tiếp thêm một kích, kèm theo tiếng gầm, có mộng ma huyễn cảnh, từng kích từng kích, giống như vô cùng vô tận, khí lưu hủy diệt tràn ngập khắp hư không giờ phút này Diệp không phàm lại không dám kinh thường một chút nào, hắn chọn lựa phòng ngự, nếu tiếp tục công kích như thế, Tần Vấn Thiên sẽ không kéo dài được bao lâu, tinh thần nguyên lực cũng sẽ hao hết, huyết quan trắng mất hư không, Diệp không phàm cắn môi, chảy ra máu tươi, cố khiến cho đầu óc mình duy trì sự tỉnh táo, không bị mộng ma huyễn cảnh che lấp lý trí, trong màn huyết quan này xuất hiện rất nhiều bóng dáng của Tần Vấn Thiên. Nhanh đến mức gần như không thể phân rõ người nào là thật, hừ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn là hắn ta sẽ chết. Hàng vương nhìn trận chiến trên hư không, lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng lúc này, tề vương bất chợt nhíu chân mày, ngay sau đó. Một tiếng phập vang lên, ầm, tề vương bỗng nhiên đứng dậy, một luồng uy thế kinh khủng thổi quét đất trời, khoảnh khắc mà ông cao mày lại, trên đầu Diệp không phàm, có một thanh phương thiên hỏa kích huyết sắc xuyên qua, nhìn thấy mà giật mình, Diệp không phàm trợn trắng mắt, cắt gao nhìn chầm chầm phía trước, thậm chí hắn còn không biết mình chết như thế nào, rõ ràng là phương hướng này không có công kích, tại sao lại có thể xuất hiện một kích tuyệt mệnh. Ảo ảnh tan biến, cuối cùng chỉ còn lại có bóng dáng tần vấn thiên cầm phương thiên hỏa kích huyết sắc kiêu ngạo mà đứng ở đó, dịp không phàm còn chưa chết hẳn, hắn vẫn còn giữ được ý thức, con mắt hắn nhìn tần vấn thiên chầm chầm, đến giờ phút này hắn vẫn không thể tin được, rằng hắn sẽ chết dưới kích pháp của tần vấn thiên. Hắn có tu vi thiên cương cảnh tầng 7, lại còn có cả huyết mạch kiếp lôi, thân thể thiên lôi, thực lực rất là mạnh mẽ, hắn truy cầu cực hạn công kích, trong quá trình hai người giao chiến rõ ràng là công kích của hắn mạnh hơn Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên có thể chống đỡ được, chẳng qua là nhờ hắn tạm thời lựa chọn phòng ngự trước thân pháp đấu chuyển tinh di, nhưng vì sao, người chết lại là dịp không phàm hắn, cảm giác của hắn là cực kỳ mạnh, lúc trước mỗi một kích Tần Vấn Thiên tung ra cũng mang theo tiếng yêu thú gầm thét, đồng thời còn khiến cho mộng ma huyễn cảnh tiến vào trong đầu của hắn. Duy chỉ có một kích cuối cùng này, không tiếng động, thậm chí vừa rồi hắn có thể xác định, ở cái phương hướng mà Tần Vấn Thiên đánh tới này, căn bản là không hề có huyết kích xuất hiện, cho đến khi huyết kích cắm vào đầu của hắn. Ngươi! Sao ngươi lại làm được như thế? Khóe miệng diệt không phàm không ngừng chảy đầy máu tươi, hắn yếu ớt phun ra mấy chữ. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn diệt không phàm, không hề có chút thương hại nào, mà chỉ lạnh lùng nói, ngươi tự cho là mình siêu phàm, nói xấu thê tử của ta. Hôm nay chết ở trong tay ta, Ngươi hối hận chứ?" Vừa dứt lòi, hắn không thèm chờ đối phương trả lời, huyết kích tỏa ra hào quang ảo diệu, lực lượng hủy diệt bộc phát, một tiếng phục vang lên, máu bắn ra tung tóe, Diệp Không Phàm đã bị giết chết tại chỗ. Những người phía chứng kiến cuộc chiến cũng không nhịn được mà khẽ run lên, dĩ nhiên là bọn họ cũng nhìn ra được lực công kích của Diệp Không Phàm mạnh hơn Tần Vấn Thiên, nhưng có đôi khi thắng thua không chỉ ở riêng năng lực công kích, lúc Tần Vấn Thiên sử dụng đấu chuyển tinh di liên tục tung ra kích pháp cũng đã là làm bố cục lần cuối rồi, Diệp không phàm chắc chắn phải chết, Diệp không phàm chưa nhìn ra, nhưng những cường giả thiên tượng cảnh kia sao có thể không nhìn ra uy lực của một kích cuối cùng kia, một kích này tuyệt đối là tần vấn thiên tự lĩnh ngộ ra, không tiến động, có tốc độ và sức công phá tuyệt đối, nhưng điểm trí mạng nhất chính là, một kích này, có thể ẩn vào trong hư vô, hoặc là nói, có thể mê hoặc ánh mắt của người khác, đã hoàn toàn kết hợp giữa ảo và thực, một kích tràn đầy tính sáng tạo này có thể nói rất đẹp mắt. Tần Vấn Thiên với Tu Vi Thiên Cương Cảnh tầng 5, giết chết Diệp Không Phàm với Tu Vi Thiên Cương Cảnh tầng 7, có huyết mạch kiếp lôi, thân thể thiên lôi, là nhi tử của Tề Vương, cũng là niềm kiêu ngạo của tử lôi tông. Rất nhiều cường giả đền quan sát hư không, nhìn người thanh niên kia, thầm nghĩ nếu như người này không chết, có lẽ tương lai sẽ trở thành nhân vật độc bá một phương. Nhân hoàng nhận người này làm nghĩa tử, chắc là cũng hy vọng có một đứa con nối dòng có thể truyền thừa y bác của hắn thực lực tần sư đệ mạnh thật, Lưu Vân thì thào nói nhỏ, đoạn hàng khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta như lại thấy được lượng tinh hoa tích chứa trong kiếm thứ 8 đến thứ 14 kiếm lực tại nhà tranh hiểu kiếm, lực công kích của tần sư đệ, hẳn là đã bước vào cấp bậc kia, khó trách có thể một lần hiểu 14 kiếm, phá vỡ ghi chép của trượng kiếm tông ta, khuôn mặt Lý Hàng U lại hơi có vẻ khó coi, nàng không ngờ rằng tần vấn thiên lại có thể giết chết dịp không phàm. Ngày đó Tần Vấn Thiên phá vỡ ghi chết tại nhà tranh hiểu kiếm, Mai Sơn kiếm chủ đích thân ngõ lời mời, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, sao sư Tôn lại cho rằng nàng không bằng được tên Tần Vấn Thiên vốn có tu vi thấp hơn nàng, nhưng hôm nay cảnh giới Tần Vấn Thiên đã giống như nàng, bước vào thiên cương cảnh tầng 5, lại còn vừa mạnh mẽ giết chết thiên tài Tử Lôi tông diệp không phàm, mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn hiểu được là mình không bằng Tần Vấn Thiên, loại cảm giác mình không bằng người này khiến cho mộ người kiêu ngạo như lý hàn u cực kỳ khó chịu nàng chính là thiên tài của lý tộc đệ tử thân truyền của mai sơn kiếm chủ ở trượng kiếm tông mà tần vấn thiên cũng chỉ là một tên đệ tử vừa mới bước vào trượng kiếm tông mà thôi trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng người tức giận nhất chắc chắn chính là tề vương diệp không phàm vẫn luôn là đứa con nối dòng mà ông luôn lấy làm kiêu ngạo hôm nay đến đây vốn là vì giết chết tần vấn thiên nhưng ông thật sự không nghĩ tới rằng nhi tử của ông lại bị người giết chết ở ngay trước mặt mình lúc ông ý thức được có cái gì không đúng thì đã không còn kịp nữa rồi trên người diệp không phàm vốn cũng có thủ đoạn để bảo vệ tính mạng nhưng mục kích đoạt mệnh này căn bản là không để cho hắn có thời gian để phản ứng tận mắt nhìn thấy diệp không phàm bị giết chết trên người tề vương bộc phát ra nỗi tâm giận ngút trời ánh sáng lôi đình điên cùng chớp lóe vây kín cả người những tiếng xoẹt xoẹt đoàn đoàn liên tục vang lên hai tròng mắt của ông đỏ lừ bóng người chợt lóe tiếp được thân thể Diệp không phàm đang rơi xuống phía dưới, cả người đắm chìm trong lôi đình, lộ ra lôi uy tối cao, nhi tử của ta, tề vương nhìn cái đầu bị xuyên thủng của Diệp không phàm, ngẩng đầu lên, sát niệm ngập trời, thân hình tần vấn thiên lóe lên, chỉ cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng phủ xuống trên người, một luồng ý chí ngập trời trực tiếp đuổi giết về phía hắn, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một nguồn máu tươi, ánh sao lấp lánh, đấu chuyển tinh di, tần vấn thiên tức khắc lui về phía sau ngông cuồng. Nhân hoàng đang nghe truyện trên TV audio CV quát lên một tiếng, hư không trung lên, song tề vương lại làm như không thấy, đưa tay chọc một cái trong hư không, chưởng ấn lôi đình phá hủy hết thảy, tần vấn thiên chỉ cảm thấy ngày tận thế đã tới. Đột nhiên đúng vào giây phút này, trên vòng trời xuất hiện tinh tượng tỏa sáng lấp lánh, giống như vũ trụ mênh mông, trong tinh tượng khủng bố này có hào quang chớp lóe, đem thân thể tần vấn thiên trực tiếp được bao vây ở bên trong chưởng ấn lôi đình mang theo uy lực phá hủy đáng sợ đuổi giết tới phát ra tiếng nổ ầm vang nhưng vẫn không tổn thương được tần vấn thiên tề vương xem ra tính cách ti tiện của diệp không phàm là học từ người tài nghệ không bằng người bị nghĩa tử của ta vượt cảnh đánh chết ngươi lại trực tiếp ra tay trả thù trong khi diệp không phàm chết còn chưa hết tội nhân hoàng điểm mũi chân bay lên không trung đưa mắt nhìn tề vương ở bên dưới lập tức mọi người phía dưới đều không còn tâm trạng mà tiếp tục tiệt trụ ánh mắt mọi người đều lóe lên tia sáng. Tề vương nhìn chầm chầm nhân hoàng, sát khí ngập trời, nhân hoàng lại dám nói nhi tử của hắn diệp không phàm chết cũng chưa hết tội. Nhân hoàng, tên này thủ đoạn ti tiện, giết chết thế tử hoàng tộc, ngươi lại một mực che chở, xem ra ngươi thật sự không thích hợp với vị trí nhân hoàng diệp quốc nữa rồi, ngươi nên thoái vị đi thôi. Túc vương lạnh lùng nói, chư vương hầu bắt đầu gây khó dễ, trong phút chốc cả hoàng cung như đều bao phủ bị trong uy áp ngập trời nhân hoàng lạnh lùng cười, nhìn túc vương chầm chầm, xem ra đám người các ngươi càng sống càng hèn hạ, dịp không phàm tui vi thiên cương cảnh tầng 7, đến đây là vì giết vấn thiên mà, hôm nay lại bị vấn thiên giết chết, ngươi còn có thể nói ra được những lời thế này, quả thực làm trò cười cho thiên hạ, nếu muốn ta thoái vị, rất đơn giản, chém đầu ta đi, vị trí nhân hoàng sẽ là của các ngươi, nhưng mà chỉ bằng mấy người các ngươi, còn chưa đủ xem, còn có ai nữa thì đều lăn hết ra đây đi một tiếng hô này vang lên cả tòa hoàng cung đều bị chấn động nhân hoàng mang uy lực kinh khủng đến mức nào nhân hoàng của một quốc gia cổ xưa trường tồn đến hàng vạn năm vô địch diệp quốc nhân hoàng ngươi nên thoái vị rồi lại có tiếng nói vang lên chỉ thấy phía xa lục tục có cường giả bay đến đều là vương hầu của diệp quốc bọn họ sớm đã khống chế hơn nửa hoàng cung thế lực mạnh đến cực điểm nhân hoàng người này giết chết đệ tử của tử lôi tông ta hãy giao hắn cho ta đi vào thời khắc này, một vị cường giả tử lôi tông bay tới, ngón tay chỉ phía tần vấn thiên, hậu bối tranh đấu, sống chết không thù, ngươi đường đường cường giả thiên tượng cảnh lại cũng tham dự vào, là muốn khai chiến với trượng kiếm tông sao, nhân hoàng quét mắt nhìn về phía đối phương, hậu bối tranh đấu tất nhiên là ta sẽ không tham dự, nhưng hắn giết chết dịp không phàm của tử lôi tông ta, còn từng giết những đệ tử khác của tử lôi tông ta, nhân hoàng ngươi che chở cho hắn, chính là muốn đối địch với tử lôi tông ta. Lão giả khí thế rất mạnh, giọng điệu lạnh lùng, mang theo sự uy hiếp ác liệt. Tần Vấn Thiên nhìn bóng dáng kia bước ra, nội tâm khẽ run lên, xem ra đám người Tề Vương đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, cho dù là Nhân Hoàng trúng độc, bọn họ vẫn sẽ bày ra thiên la địa võng, căn bản là không có ý định cho Nhân Hoàng có cơ hội được sống sót. Về phần người Tử Lôi Tông đòi giao hắn ra, cũng chỉ là đối lấy cớ để ra tay với Nhân Hoàng mà thôi. Nhân Hoàng nghe thế thì cười ầm lên không ngừng, hư không cũng phải chấn động. Liếc mắt nhìn đám cường giả trên hư không, Nhân Hoàng lạnh lùng nói, thật là tức cười, Tử Lôi Tông đường đường là một trong chín đại môn phái lại lấy cái cớ như thế này để đối phó ta, chẳng lẽ ngươi cho là bổn hoàng không biết trong số những người vây đánh ta khiến ta trúng độc lần đó có cả người của Tử Lôi Tông ở đó ư? Nếu làm đã chuyện hèn hạ như thế rồi thì cần gì phải viện cớ này nọ, ta sợ ai chứ? Đúng là ngông cuồng, nếu ngươi đã không biết hối cải, như vậy hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi đầu rơi máu chảy lão giả tử lôi tông hét lớn một tiếng, cả cái không gian mênh mông này đã có hơn 10 vị cường giả cảnh giới thiên tượng bộc phát ra uy áp đáng sợ, ở phía sau nhân hoàng, đám người thạch hiên xuất hiện, bảo vệ an nguy của hoàng phi và hoàng tử, thạch hiên bay lên, muốn tham chiến, lại thấy nhân hoàng khoát tay áo nói, giúp ta bảo vệ tốt bọn họ là được, loạn thành tặc tử, ta sẽ đều giết hết, dứt lời. Tần Vấn Thiên chỉ cảm giác thân thể của mình bị Nhân Hoàng ném về phía Thạch Hiên, không để cho hắn bị trận đại chiến này liên lụy đến các ngươi cũng đã thấy rõ ràng rồi đấy thế giới võ đạo là không thể nói lý nắm đấm của ai cứng rắn hơn người đó chính là đạo lý sau này bất kể các ngươi có đi theo con đường nào cũng đừng có gửi gắm hy vọng cho người khác cái gọi là danh môn đại phái đứng trước lợi ích cũng sẽ lập tức xé rách lớp mặt nạ một chỉ có đề cao thực lực của bản thân thì mới có thể làm được chuyện mình muốn làm che chở cho người mình yêu thương đỉnh thiên lập địa nhân hoàng dứt lời tin tưởng trên vòng trời hội tụ ở phía sau hắn võ mệnh thiên cương như dung nhập vào trong thiên tượng hóa thành dị tượng tinh thần mọi người chỉ thấy dị tượng tinh thần này giống như một bóng dáng tuyệt thế ngạo nghễ đứng trên vòng trời trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một luồng ánh sáng hủy diệt rực rỡ đến đáng sợ gió lốc ngập trời tích chứa trong đó không biết là đáng sợ đến nhường nào ngày xưa ta có thể đoạt được vị trí nhân hoàng hài cốt trải khách hôm nay ta vẫn có thể giết sạch các ngươi quét sạch phản nghịch dứt lời, nhân hoàng nổi giận gào lên một tiếng, lập tức đưa tay đánh ra một chưởng đầy hung mảnh, cánh tay kéo dài vạn mét, đập thẳng về phía đám người tề vương, đám người tề vương gào lên, tất cả đều phong ra lực lượng mạnh nhất, nhưng chưởng ấn mang tính hủy diệt này giống như có thể phá hủy hết thảy mọi thứ, nơi nó đi qua đều bị hủy hoại, không gì có thể ngăn cản, chưởng ấn trực tiếp đánh vào người của hàng vương, vô cùng uy lực, không. Hàng vương nổi giận thét lên một tiếng, lại thấy nhân hoàng đưa mắt nhìn ông ta, giọng điệu rét lạnh, kẻ phản nghịch, giết không tha, nói hết câu, trưởng ấn thoáng cái siết chặt, quy lực niết bàn quét ngang, thân thể hàng vương hóa thành hư vô, ngay cả tro bụi cũng không hề dư lại, phong thái tuyệt thế này làm cho trái tim tần vấn thiên rung rẩy dữ dội, nhân vật cấp bậc như nhân hoàng, thống trị một cái quốc gia cổ xưa trường tồn vạn năm, mấy thế lực cấp bá chủ ở đại hạ ở trước mặt ông chắc cũng không chịu nổi một kích, làm sao có thể thế được chất độc trên người của ngươi. Sắc mặt tề vương xanh mét, giờ phút này nhân hoàng bột phát ra uy thế mạnh mẽ bực nào, đây tuyệt đối là năng lực chiến đấu ở thời kỳ hưng thịnh nhất. Độc tố trên người bổn hoàng đã sớm được thánh nữ dược hoàng cốc cùng với nghĩa tử của ta là tần vấn thiên giả hết, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Nhân hoàng chợt quát một tiếng, chấn động đến mức rất nhiều người đều phải run rẩy dữ dội, chất độc mà nhân hoàng mắc phải, đã được giải hết rồi ư. Chuyện này là không thể. Tề vương sững sờ chỉ trong chốc lát rồi lập tức quát lên, lão giả tử lôi tông thì vẫn cứ cao mày, không tin đây là sự thật, loại độc kia làm sao có thể giải được, chỉ có đích thân dược hoàng của dược hoàng cốc tới mới có hy vọng, tuy mạc khuynh thành là thánh nữ dược hoàng cốc, nhưng suy cho cùng thỉ chỉ vừa mới bước vào cảnh giới luyện đan sư cấp 5, tuyệt đối không thể giải được loại huyết độc này, mặc dù tần vấn thiên có thiên phú bất phàm, nhưng cũng chỉ là một gã đệ tử của trượng kiếm tông, sao hắn lại có thể giải độc, song, giờ phút này khí thế của nhân hoàng mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là đã khôi phục chiến lực ở thời kỳ đỉnh cao nhất, mạnh mẽ dứt khoát giết chết hàng vương, hơi thở không có chút suy yếu nào, sắc mặt hồng hào không giống như là trúng độc, rõ ràng là đã khỏi hẳn. Bọn họ dùng trăm phương ngàn kế chờ thương thế của nhân hoàng trở nặng, thậm chí còn chờ đến khi ông ta phát độc mới ra tay, nhưng không hề nghĩ tới rằng bọn họ lại chờ đến lúc nhân hoàng Diệp Thanh Vân khỏe hẳn. Trên người đám cường giả ngồi ở phía dưới đều tràn ngập hơi thở đáng sợ, bảo vệ những người hậu bối bọn họ quan sát nhân hoàng diệp quốc hư không khẽ nhíu mày bọn họ vốn tưởng rằng sau trận đại chiến hôm nay nhân hoàng sẽ chết khi đó bọn họ sẽ đoạt những món bảo vật cần thiết nhưng không ngờ rằng nhân hoàng lại đã khỏi như vậy thì lại làm khó bọn họ rồi các quốc gia cổ xưa là diệp quốc chiến quốc linh loan quốc cùng với lý tộc và mang tộc đều là những nhóm thế lực mạnh nhất ở phần lãnh thổ phía nam của hoàng cực thánh vực lớn mạnh hơn bọn họ cũng chỉ có trượng kiếm tông và tử lôi tông Mục đích tề tụ ở đây ngày hôm nay là gì thì tất cả mọi người đều biết rõ, kể từ khi bước vào Hoàng cung Diệp Quốc, rất nhiều chuyện đều đã được định trước, cho dù bây giờ lui bước thì cũng đã chậm, tên đã lắp vào cung thì không thế không bắn ra. Nhìn kia bóng dáng ngạo nghễ không cùng kia, mọi người đều nhớ lại những bí mật khi xưa của nhân hoàng. Nhân hoàng Diệp Quốc Diệp Thanh Vân, từng là một người không có tiếng tâm gì, cho đến một lần hành trình đến tiên võ giới 200 năm trước kia tên của ông được khắc ở vị trí chói mắt nhất trên tấm bia đá của tiên võ giới, xếp hàng thứ nhất ở tiên võ giới, kể từ đó về sau một bước lên mây, được các thiên tài khi xưa của Diệp Quốc ghen tị, bị bọn họ liên thủ đánh chặn đường, một trận đấy bọn họ bị ông ta tiêu diệt toàn bộ, Diệp Thanh Vân sách đầu của một vị thiên tài tuyệt đỉnh của hoàng tộc Diệp Quốc bước vào hoàng cung Diệp Quốc, từ đó ông được ban cho vị trí thái tử, mọi người thầm suy nghĩ trong lòng, kể từ đó về sau, quá trình Diệp Thanh Vân lên ngôi không có một ai có thể ngăn chặn, mặc dù đã từng xảy ra nhiều trận huyết chiến, nhưng đều thất bại, rất nhiều người cũng đã suy đoán rằng, năm đó lúc nhân hoàng Diệp Thanh Vân bước vào tiên võ giới, ác hẳn là đã gặp được kỳ ngộ gì đó nên mới lột xác, từ đó mới có được thành tựu như ngày hôm nay, mãi cho đến đoạn thời gian trước nhân hoàng bị trúng độc, chuyện này như mới dần dần nổi lên mặt nước, đây cũng là mục đích khiến bọn họ tới đây hôm nay, tề vương. Huyết độc là do ai hạ? Nhân hoàng đưa mắt nhìn tề vương, quát lạnh một tiếng, cho đến lúc này ông vẫn không biết là ai hạ độc cho ông, mặc dù loại độc này cực kỳ lợi hại, không mùi không vị, nhưng cũng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ xâm nhập vào trong cơ thể của ông, ắt phải có cái gì đó làm vật dẫn, đoạn thời gian này nhân hoàng vẫn ẩn nhẫn, chính là vì hoài nghi người hạ độc chính là người bên cạnh mình. Tề vương lộ vẻ mặt dữ tợn, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được, hừ, diệp quốc ta xảy ra nội chiến, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí người thân đau đớn kẻ thù sung sướng tề vương túc vương các ngươi thật đáng chết nhân hoàng bay tới khí thế ngập trời hôm nay trên người của ông đã hoàn toàn không còn độc tố không cần bó tay bó chân mà chiến đấu giống như lần trước đám người tề vương làm sao có thể thoát khỏi cái chết mặc dù hắn hiểu được rằng lần tai họa này xảy ra từ ngoài đến trong dịp quốc bùng phát nội chiến các vương hầu bị giết chết sức mạnh của quốc gia ác sẽ suy giảm đi rất nhiều, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác, kẻ phản nghịch, phải giết, lưu lại đều sẽ trở thành hậu họa về sau, nếu như bọn họ đã dám làm chuyện phản nghịch, thì phải chịu trách nhiệm cho cái hành động này. Nói hết câu, nhân hoàng Diệp Thanh Vân lại dẫm trận tại chỗ, tinh thần thiên tượng phía sau lưng ông tỏa ra uy thế ngập trời, đám người Tề Vương và Túc Vương lập tức lui về phía sau, tụ chung một chỗ với đám cường giả của tử lôi tông phía xa lại có vài luôn uy thế khủng khiếp tràn ngập đến, rõ ràng chính là cường giả tử lôi tông ẩn nấp đằng xa, lúc này đã vạch mặt rồi, thì cũng không cần phải giấu giếm nữa, còn có ai nữa, đều lăn ra đây cho ta, Diệp Thanh Vân ta có sợ gì ai, nhân hoàng thét lên, trên người nở rộ ra uy nghiêm của hoàng đạo, uy lực của trưởng ấn lại tiếp tục tăng vọt, đánh tới phía túc vương, ngươi dám, đám vương hầu giận dữ gào lên, lập tức có hàng loạt tia sáng rực rỡ đồng thời đánh tới phía trưởng ấn kia, nhưng chỉ thấy nhân hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, đạp bước trên hư không, thân thể tiến về phía trước, vần hào quang của tinh thần tin tưởng càng sáng chói hơn, chiếu rọi phía trên cánh tay, tràn ngập sức mạnh vô địch, giết. Tất cả công kích ngăn trở ở phía trước đều bị hủy diệt tan tành, cánh tay kia như có thể hái xuống cả mặt trăng mặt trời, túc vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân như đều bốc chát, lúc như này cánh tay chụp tới, trời đất như đều bị che khuất, ông ta cảm giác như mình trở nên vô cùng nhỏ bé bị bao phủ ở bên trong, bất kể có như thế nào cũng không chạy thoát khỏi một chưởng đầy uy lực này. Hoành, cánh tay đánh tới, một tiếng động rất lớn vang lên, thân thể túc vương tan biến, hóa thành tro bụi, thực lực của nhân hoàng Diệp Thanh Vân, mạnh mẽ đến làm cho lòng người kinh hoảng, các nhân vật vương hầu của Diệp Quốc, ở trước mặt ông lại cũng không chịu nổi một kích, khó trách Diệp Thanh Vân lại trở thành nhân hoàng, không một ai có thể trở thành kẻ địch của ông ta. Giờ phút này, các cường giả cảnh giới thiên tượng đã bao vây nhân hoàng diệp thanh vân ở chính giữa, trên người tất cả bọn họ đều thả ra tinh thần thiên tượng đáng sợ ngập trời, các loại khí lưu hủy diệt lưu động ở trên hư không, phả xuống dưới, nếu rơi vào những người có tu vi thiên tượng cảnh trở xuống thì chắc chắn sẽ bị tử vong, liên thủ, giết chết ông ta. Một vị cường giả tử lôi tông lạnh giọng quát lên, tinh thần thiên tượng phía sau ông ta bay lên khoảng không, chiếu rọi ở trên người nhân hoàng, rồi lại chọc hóa thành một cái tù lao đáng sợ muốn nhốt nhân hoàng ở trong đó, phụ hoàng, đám hoàng tử và diệp lăng sương ở phía xa đều lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù họ đều rất hưng phấn khi biết tin độc tó trong người nhân hoàng đã được giả hết hoàn toàn, cũng vô cùng cảm kích mặt khuynh thành và tần vấn thiên, nhưng mà hiện tại khi thấy loại cục diện này, làm sao bọn họ có thể không lo lắng cho tính mạng của nhân hoàng được chứ, còn có cả các cường giả của tử lôi tông tham gia vào, cả đám người cùng hợp lại để vây quét một mình nhân hoàng. Không sao, mọi người nhìn vào cho rõ, hết thảy chỉ mới bắt đầu. Nhân hoàng như có nghe được giọng nói của đám người Diệp Lăng Sương, hét lớn một tiếng, toát ra dáng vẻ vô cùng dũng cảm, tinh thần thiên tượng tỏa sáng càng rực rỡ, hóa thành hào quang vô cùng nóng cháy, trực tiếp chém đứt lao tù, song có từng luồng uy áp ngập trời đè ép xuống, hủy diệt lôi đình, sát phạt cự kiếm, chặt đứt ánh đao trên hư không, toàn bộ đều dũng mãnh lao tới phía nhân hoàng, bất kỳ một loại công kích cũng đều vô cùng đáng sợ thậm chí ánh mắt và cảm giác của bọn họ đều không thể đuổi theo tốc độ của những luồng công kích thần thông. Nhân hoàng đồng thời đánh ra hai chưởng ấn, quanh thân xuất hiện vô số cánh tay, che khuất bầu trời, toàn bộ đều kéo dài ra, chỉ trong phút chốc toàn bộ không gian đều đang rung rẩy. Đám cường giả vây quét ông lộ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thấy bọn họ đồng thời hạ thấp xuống dưới, lại muốn chiến đấu ở cự ly gần với nhân hoàng, như vậy thì sẽ càng thêm nguy hiểm, hơn nữa bọn họ có nhiều người. Nếu đánh cận chiến thì công kích sẽ càng nhanh hơn, các luồng lực lượng hủy diệt đồng thời phủ xuống, dù cho thực lực của Nhân hoàng có mạnh hơn nữa cũng sẽ phải luống cúng chân tay. Tề Vương, ngươi trốn cái gì, không phải là muốn giành lấy vị trí của bổn hoàng sao? Nhân hoàng hét lớn một tiếng, công kích vô tận trấn áp xuống, chạy quanh thân ông tạo thành phòng ngự, nhưng mà lại thấy ông ta không để ý đến bất cứ cái gì, khí lưu hủy diệt điên cuồng tàn sát bừa bãi, nhưng giống như là ông ta không nhìn thấy thân thể phóng lên cao, cánh tay vương dài điên cuồng vọt tới phía tề vương, ngông cuồng, cường giả tử lôi tông kia nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng hào quang lôi thiết chớp lóe lao vụt tới, lôi đình như hóa thành lưỡi dao, chặt đứt hết thảy lực lượng, chém thẳng vào cánh tay đang kéo dài ra kia, thế nhưng lại không thể đủ chặt đứt được, cút ngay, trên cánh tay như xuất hiện một luồng sáng tựa như cây rìu, chém dứt tới, cường giả kia tức khắc lui về phía sau, lại thấy vừa có một chưởng ấn thoát ẩn thoát hiện trong hư không, đánh tới phía Tề Vương, Tề Vương lao về một hướng khác, không ngừng lùi xa, Nhân Hoàng đang điên cuồng muốn giết chết lão. Ngươi sao có thể không chết? Nhân Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hàng loạt các luồng công kích đuổi giết quanh thân lão. Tất cả những cường giả kia đều nổi giận, bọn họ cũng không ngừng phóng ra công kích, Nhân Hoàng lại không để ý đến hết thảy mọi thứ mà chỉ muốn giết chết Tề Vương. Ầm, ừ. rốt cuộc, Chưởng ấn tinh thần đã khống chế Nhân Hoàng, lực lượng chôn vùi ngay lập tức khiến cho Tề Vương bị thương nặng lão không ngừng phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ, lúc nhân hoàng liều lĩnh cũng muốn giết chết lão. Chênh lệch giữa hai người thật sự lớn đến không ngờ, cảnh giới thiên tượng đến bực này, một chút chênh lệch về phương diện cảnh giới và lĩnh ngộ cũng đủ để dẫn đến chênh lệch chiến lực rất lớn, khó có thể vượt qua được, cường giả ở cùng cảnh giới, người lợi hại có thể giết chết người bình thường ngay lập tức, huống chi lão và nhân hoàng vốn đang tồn tại sự chênh lệch về cảnh giới. Lúc nhân hoàng tóm được tề vương, Ông liền phân tâm để ý đến chỗ những người thân thiết nhất của mình, vẻ mặt của một vị nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh hoàng hậu hiển nhiên là mới vừa thay đổi. Vân Phi, bổn hoàng đối xử với nàng không tệ, vì sao nàng lại làm thế với ta? Nhân hoàng giận dữ quát lên, vẻ mặt nàng kia lập tức tái mét, hoàng hậu đưa mắt nhìn nàng, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, sát khí phóng ra ngoài, giết. Nhân hoàng chợt quát một tiếng, trong phút chốc thân thể Tề vương tan thành mây khói, trực tiếp bị giết diệt đồng thời hoàng hậu cũng ra tay với vân phi mặc dù thực lực của nàng không không mạnh được như nhân hoàng nhưng cũng cực kỳ lợi hại căn bản là vân phi không thể nào chống cự diệp thanh vân ngươi muốn chết một tiếng thét to truyền ra nhân hoàng tuy mạnh mẽ giết chết tề vương nhưng giờ phút này bản thân ông cũng liên tục bị thương thân thể nhún máu khiến cho đám người diệp lăng sương càng thêm hồi hộp lo lắng tần vấn thiên thì vẫn cứ nhìn thật chăm chú vào cuộc chiến này nội tâm rung động cuộc chiến đấu này cực kỳ thảm liệt, người của những quốc gia cổ xưa khác và các gia tộc lớn đều đang nhìn chầm chầm vào, sợ rằng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, lần này nhân hoàng đã gặp phải kiếp nạn lớn, muốn giết ta ư, các ngươi còn chưa đủ tư cách, nhân hoàng nổi giận gào lên một tiếng, mỗi một bước chân đều gây chấn động đất trời, các cường giả bao vây ông thật chặt chẽ, không để cho ông có cơ hội thoát khỏi vòng chiến, Diệp Thanh Vân. Đào ra bảo vật dung nhập trong cơ thể ngươi đi, cần gì phải cá chết lưới rách, lại có cường giả Tử Lôi Tông lạnh giọng quát lên, Diệp Thanh Vân điên cuồng gào thét một tiếng, hai cánh tay đè tới, thật giống như đã mất đi tinh thần, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, trước người xuất hiện một phần hào quang kim sắc, lại chợt vỡ tan chỉ trong khoảnh khắc, luồng lực lượng kinh khủng đẩy lui ông ta, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng danh các ngươi là người của Tử Lôi Tông, lại thật sự cho rằng bảo vật có thể thay đổi tư chất một người? đúng là năm đó ở tiên võ giới bổn hoàng được một loại bảo vật dung nhập vào trong cơ thể, nhưng ngươi thật sự cho rằng ta bắt đầu lột xác là từ lúc đó ư, căn bản là ngươi không hiểu cái gì gọi là trái tim của cường giả. Nhân hoàng hét lớn, liên tục bước ra, trên người ông có hào quang nở rộ, thật giống như xuất hiện một thanh rìu lớn phá trời, một chùm tia sáng khủng khiếp phóng vọt đi khắp mọi nơi trên vòng trời, máu tươi bắn ra không ngừng, một cường giả thiên tượng trực tiếp bị chém chết khiến cho sắc mặt của những người khác khó coi đến cực điểm bọn họ vốn tưởng rằng nhân hoàng diệp thanh vân trúng độc rất nặng mọi chuyện được lên kế hoạch cẩn thận như thế lại không ngờ sẽ thảm thiết đến mức này các cường giả tử lôi tông vô cùng buồn bực bọn họ thân là người trong chính đại môn phái áp đảo phía trên diệp quốc lần này bố trí mưu kế để đối phó với nhân hoàng có hai nguyên nhân thứ nhất là vì bảo vật trên người nhân hoàng ban cho cái vị nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh kia của tử lôi tông bọn họ để hắn bước vào tiên võ giới, quét ngang các nhân vật thiên tài của cái đại phái hay cổ tộc, cướp lấy vị trí thứ nhất trên tấm bia cổ ở tiên võ giới. Tiên võ giới 10 năm mới mở ra một lần, hiện tại đã sắp đến lúc mở ra, không biết lần này lại có bao nhiêu nhân vật thiên tài sẽ đặt chân vào trong đó, hẳn là sẽ gây chấn động cả hoàng cực thánh vực, thiên tài tụ tập, tranh đấu bên trong tiên võ giới, các loại bão ngang trời cũng sẽ xuất thế, đợi đến khi bọn họ đi ra khỏi tiên võ giới, không biết sẽ ở nhất lên bao nhiêu sóng gió ở Hoàng Cực Thánh vực. Tại Hoàng Cực Thánh vực, cứ mỗi 10 năm tiên võ giới mới mở ra một lần, những người có thể xếp hạng thứ nhất trên tấm bia cổ ở tiên võ giới ở mỗi thời kỳ, chỉ cần không bị rớt xuống, gần như là đã trở thành nhân vật cực kỳ quan trọng của Hoàng Cực Thánh vực, hoặc là trở thành nhân hoàng của một quốc gia cổ xưa, hoặc sẽ trở thành tộc trưởng của một đại gia tộc, hoặc là giáo chủ của một đại giáo phái. Năm đó, nhân hoàng diệp quốc diệp thanh vân cũng là chính là nhân vật xếp hạng thứ nhất trên tấm bia cổ tại tiên võ giới đã sớm xưng bá diệp quốc và trở thành một vị nhân hoàng hôm nay tu vi đã ở cảnh giới thiên tượng tầng bảy thực lực ngập trời giờ phút này tuy nhân hoàng diệp thanh vân đang bị rất nhiều cường giả của tử lôi tông và các vị vương hầu của diệp quốc vây quét nhưng bọn họ lại bị nhân hoàng giết chết liên tục thì cũng đủ để biết thực lực của nhân hoàng diệp thanh vân mạnh đến mức nào không nói là người đứng thứ nhất những người đứng ở ba vị trí đầu trên tấm bia cổ tiên võ giới cũng sẽ đều đạt được thành tựu rất lớn. Dĩ nhiên, tiên võ giới còn có một cách gọi khác, đó là mồ chôn của thiên tài, mỗi một lần tiên võ giới mở ra, sẽ có không biết bao nhiêu nhân vật thiên tài phải mất mạng, chôn xương tại tiên võ giới. Vì vậy từ trước đến nay tiên võ giới là nơi làm cho người ta vừa yêu vừa hận, nhưng tất nhiên là tất cả những nhân vật thiên tài tại hoàng cực thánh vực đều muốn bước vào trong đó, đây là kỳ ngộ, phàm nhân vật thiên tài sao có thể trớn ở phía sau lưng người khác bởi vì nguy cơ mà không dám đi về phía trước thì còn có tư cách gì mà đòi chinh phục thiên hạ trở thành nhân kiệt một đời tung hoành khắp một thời đại về phần tử lôi tông tham gia mưu hại nhân hoàng vốn là vì bọn họ kém cỏi dĩ nhiên không chỉ là vì bảo vật còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác đó chính là bọn họ muốn khống chế diệt quốc ở trong tay chính đại môn phái ở hoàng cực thánh vực cạnh tranh rất kịch liệt xuống hồ còn có rất nhiều quốc gia cổ xưa và các đại gia tộc các đại môn phái khác đang nhìn chằm chằm vào uy hiếp địa vị của bọn họ cho dù là thế lực như tử lôi tông sống trong thời bình mà cũng đành phải nghĩ đến thời loạn âm mưu rất lớn nếu có thể nắm diệt quốc ở trong tay trở thành thuộc địa của tử lôi tông bọn họ không thể nghi ngờ rằng sẽ khiến cho tử lôi tông càng thêm lớn mạnh chính là vì hai điểm này mới dẫn tới trận đại chiến ngày hôm nay chẳng qua là tử lôi tông thật sự không thể ngờ rằng kế hoạch của bọn họ sẽ thất bại, nhân hoàng được giải hết độc, chiến lực ngập trời, bọn họ có rất nhiều cường giả thiên tượng nhưng lại không tài nào khống chế được, chỉ thấy giờ phút này, trong mắt một vị cường giả của tử lôi tông lộ ra tia sáng lôi đình đáng sợ, hắn khẽ quát một tiếng, trong phút chốc tia sáng quanh thân hắn phóng vọt lên không trung, che khuất cả bầu trời, cứ như thể là toàn bộ không gian đều bị tinh tượng lôi quang bao phủ. Trong tia sáng lôi đình tỏa sáng chói mắt này, lại xuất hiện một con chim lôi đình khổng lồ nó vô cùng hung ác lệ khí ngập trời chìm trong lôi quan tựa như hung cầm thượng cổ bao phủ tất cả mọi người ở bên trong một tiếng rít vang lên hung cầm đạp móng nhọn xuống vô tận lôi đình đánh xuống khoảng không hủy diệt tất cả tử lôi tông chỉ có một người có được tin tượng bực này không nghĩ tới bảy đại tôn chủ của tử lôi tông cũng đến đây đúng là rất coi trọng bổn hoàng một tiếng hô lớn sang sản truyền ra nhân hoàng đứng trên không trung ông vương dài hai cánh tay trần lực lượng trào ra hóa thành vô số viên tinh thần sáng chói những luồng công kích được đánh ra từ bảy đại tôn chủ của tử lôi tông lại không cách nào chiếm được một chút ưu thế nào không hổ là nhân hoàng diệp quốc quả là thực lực mạnh mẽ nếu như vị cường giả trong bảy đại tôn chủ tử lôi tông một mình chiến đấu với nhân hoàng sợ rằng cũng rất khó giành được chiến thắng bảy đại tôn chủ của tử lôi tông đã đứng ra không còn tiếp tục ẩn nấp nữa đại chiến với nhân hoàng gây nên động tĩnh có thể nói là kinh khủng đến mức trung trời chuyển đất. Mọi người đưa mắt nhìn lên hư không, chỉ thấy luồng ánh sáng rực rỡ đầy đáng sợ kia gần như che khuất cả bầu, chỉ có thể loáng thoáng thấy được hung cầm và tinh thần điên cuồng va chạm, còn có cánh tay kéo dài vọt tới, xé rách hết thảy. Hoàng hậu đã giết chết vân phi, giờ phút này bọn họ đều đang chăm chú nhìn lên bầu trời, gương mặt quát đầy sự lo lắng. Thạch Hiên, ngươi dẫn người tới trợ giúp nhân hoàng đi. Hoàng hậu nói với Thạch Hiên đang đứng ở phía trước hoàng hậu nhân hoàng ra lệnh cho ta ở đây bảo vệ mọi người không có lệnh của nhân hoàng ta không thể tự tiện đưa ra quyết định thạch hiên đáp lời khiến cho đôi mắt đẹp của hoàng hậu hơi động lại nàng cũng hiểu được rằng thạch hiên chỉ nghe lệnh từ nhân hoàng hơn nữa nhân hoàng để bọn họ bảo vệ mình hiển nhiên là muốn đề phòng những người kia huống chi nhóm cường giả của chiến quốc linh loan quốc vẫn còn chưa ra tay hiển nhiên là nhân hoàng cũng rất đề phòng những người này nghĩa phụ đã quyết như thế rồi thì chắc hẳn là một mình nghĩa phụ cũng có thể giải quyết được. Tần Vấn Thiên lên tiếng an ủi, hoàng hậu chỉ có thể gật đầu, mặc dù vẻ mặt nàng vẫn như thường, nhưng thật ra lòng bàn tay của nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhân hoàng, đào bảo vật trong cơ thể ra, hôm nay ngươi sẽ không sao, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Một tiếng hét tràn đầy giận dữ và căm vẫn vang lên, chỉ nghe nhân hoàng cười to nói, đến thời điểm này rồi mà các ngươi vẫn còn dám mạnh miệng nói những này ư, thật là nực cười hôm nay không để cho tử lôi tông các ngươi trả một cái giá thật đắt thì sao có thể khiến cho các ngươi ghi nhớ thật kỹ nếu không người ta còn tưởng là dịp thanh vân ta dễ bắt nạt trong tiếng cười điên dại trận đại chiến vẫn tiếp tục như cũ tuy nhiên người ở bên ngoài đã đều không thấy rõ được tình hình chiến đấu trong hư không nữa chỉ có khí lưu bạo loạn may mắn là không gian chiến đấu của bọn họ càng ngày càng cao mới không liên lụy đến những người ở dưới mặt đất nhưng thỉnh thoảng vẫn bất chợt có khí lưu hủy diệt thổi quét xuống xới tung cả vùng đất lên cổ điện cũng phải đổ nát phía dưới ánh mắt của đám cường giả lý tộc lóe lên không ngừng lý hàn u đưa mắt nhìn về phía hư không chân mày cũng khẽ nhíu lại thầm nghĩ trong lòng cùng thuộc mảnh đất nam vực trượng kiếm tông cũng biết được chuyện của diệp quốc sư tôn nàng còn phái người đến diệp quốc nói vậy là cũng có ý định nhúng tay vào chuyện của diệp quốc song vì sao sư tôn bởi còn chưa xuất hiện chỉ sợ đám người của chiến quốc linh loan quốc cũng không thể ngờ tới rằng cục diện sẽ thê thảm như vậy đi Lý Hàng U nhìn thoáng qua mọi người, chỉ thấy hoàng tử chiến quốc mỉm cười gật đầu với nàng, trông thấy nụ cười ấm áp của vị hoàng tử kia, Lý Hàng U gật đầu đáp lễ, dù sao đối phương cũng là hoàng tử chiến quốc, thiên tư xuất chúng, thân phận cũng không hề thua kén nàng. Thời gian một nén nhang lại trôi qua, trong hư không có tiếng nổ ầm vang, vô tận ánh sao chiếu xuống, tin tượng tan biến, rốt cuộc thì bọn họ cũng có thể thấy được rõ ràng những bóng dáng trên hư không, chỉ thấy lúc này chỉ có ba người còn đứng ở đó, tất cả những người khác đều mất mạng, không còn sót lại một chút gì. đợi công kích cuồng bạo kia khiến cho bọn họ đều hóa thành tro bụi, toàn thân nhân hoàng đẫm máu, nhưng bóng dáng của ông vẫn rất uy nghiêm. ông ngạo nghễ mà đứng ở đó, giống như vĩnh viễn bất bại. đối diện còn lại hai vị tôn chủ của tử lôi tông, một vị nhân vật còn lại cũng là người có chiến lực cực mạnh của tử lôi tông. giờ phút này bọn họ hơi thở của bọn họ nhiễu loạn, thân thể bị máu tươi nhuộm đỏ thậm chí cánh tay của cường giả tử lôi tông kia còn bị bẻ gãy, nhìn thấy mà giật mình. Mức độ thảm thiết của trận chiến này, đủ để gây khiếp sợ cả Nam Vực, Diệp Thanh Vân, giọng của vị tôn chủ kia khàn khàn, trong con ngươi đều là sát niệm ngập trời, đánh một trận ngày hôm nay, mặt mũi của tử lôi tông đều mất sạch, số người chết vô cùng thảm trọng. Đáng tiếc Diệp Quốc ta lâm vào trận chiến đoạt vị, các vương hầu mưu hại ta, phần lớn các vương hầu vương thúc còn lại ở thế trung lập không tham dự vào trận chiến đoạt vị hoặc là kiên dè uy thế của Tử Lôi Tông các ngươi, song Diệp Thanh Vân ta muốn dùng trận chiến này nói cho bọn họ biết, chuyện của Diệp Quốc, Diệp Quốc ta tự giải quyết, không tới phiên đám người ngoài các ngươi nhúng tay vào, cho dù là Tử Lôi Tông mơ ước Diệp Quốc ta, thì cũng phải trả một cái giá lớn. Nhân Hoàng ngạo nghễ nói, "Tốt." Lúc này, có tiếng nói vang lên, chỉ thấy lại có mấy hơi thở kinh khủng ngập tràn, mặc dù không mạnh mẽ bằng Nhân Hoàng Diệp Thanh Vân, nhưng mà lại có uy thế sánh ngang với các vương hầu của Diệp Quốc chỉ nghe một giọng nói truyền đến từ phía xa, sau khi nhân hoàng trúng độc bị thương, chúng ta vốn tưởng rằng Diệp Quốc đã mất đi khí thế, không thể tránh khỏi suy sụp, lại không nghĩ rằng Thanh Vân ngươi lại khí phách như thế, ngược lại là đám người chúng ta vô dụng, khiến cho Diệp Quốc hôm nay bị tổn thất. Ha ha, Vương Thúc cũng không cần để ý, Tề Vương làm Vương Hầu nhưng lại mang lòng muôn giả thú, đây chính là lý do khiến cho Hoàng Thất không được bình an, cần phải dọn dẹp lại, tổn thất là điều không thể tránh được chẳng qua là những người mưu toan muốn chấm múc diệp quốc cũng phải trả giá thật nhiều mới được diệp thanh vân sang sảng nói mặc dù bị thương nặng giọng của ông vẫn toát đầy vẻ anh hùng khí khái thật ra thì trong lòng mọi người đều hiểu được nhân hoàng trúng độc khó giải tề vương và người của tử lôi tông liên thủ với nhau diệp quốc đánh mất khí thế ngoài nhân hoàng diệp thanh vân ra còn ai có thể chống lại sự liên thủ giữa tề vương và tử lôi tông trong số đám vương hầu đứng ở thế trung lập thật ra cũng là hành động bất đắc dĩ nhưng sau trận đánh hôm nay, đúng là hoàn toàn vượt ngoài dự kiến, nhân hoàng Diệp Thanh Vân vô cùng mạnh mẽ, giết hết các cường giả thiên tượng của hoàng cung Diệp Quốc. Nhân hoàng, ngươi cần gì phải thể, hôm nay tiên võ giới lại mở ra, hoàng tử chiến quốc ta thiên tư dị bẩm, muốn mượn bảo vật bên trong cơ thể ngươi dùng một chút, có thể không? Đại vũ vương chiến quốc đứng dậy, quan sát nhân hoàng trên hư không, hắn vừa dứt lời, một luồng uy thế kinh khủng thổi quét hư không, mạnh mẽ không cùng chiến quốc và diệt quốc đều là quốc gia cổ xưa trường tồn vạn năm đại vũ vương thân là vương hầu mạnh nhất chiến quốc thực lực mạnh bao nhiêu thì cũng không cần phải nhiều lời mặc dù lúc này nhân hoàng ngạo nghễ đứng trên không trung nhưng thật ra đã bị trọng thương căn bản là không còn đủ sức để đối kháng với mọi người thiên loan công chúa cũng có thiên phú kiệt xuất cũng muốn mượn bảo vật dùng một chút thanh huyền nữ tướng của linh loan quốc nhìn lên hư không lạnh nhạt lên tiếng cường giả của mang tộc và lý tộc cũng rối rít đứng dậy mặc dù không nói gì nhưng cũng đã biểu lộ ý định xem ra chư vị đều ở trong tình thế bắt buộc rồi nhân hoàng quét mắt nhìn xuống phía dưới khoảng không lạnh lùng lên tiếng nếu đã bước chân vào hoàng cung diệp quốc hết thảy đều đã không thể thay đổi tình thế bắt buộc đại vũ vương lại nói chúng ta chỉ cần bảo vật ha 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 nhân hoàng cười ầm lên nhìn xuống khoảng không tiên võ giới đã mở hoàng cực thánh vực lại nổi lên sóng gió Ta biết các ngươi đều muốn lót đường cho những đệ tử ưu tú nhất trong tộc, muốn giúp cho bọn họ bắt đầu từ tiên võ giới, đi lên con đường nghịch loạn, quét ngang các thiên tài, trấn áp thời đại, nhưng buồn cười chính là, các ngươi mơ ước bảo vật, chính là các ngươi kém cỏi, thiên tài trấn áp thời đại sẽ không chạy trên con đường như vậy, bất kể có như thế nào, thì đó cũng là chuyện của chúng ta, không cần Nhân Hoàng lo lắng, mong rằng Nhân Hoàng sẽ suy nghĩ vì Diệp quốc, cường giả lý tộc lạnh nhạt lên tiếng trong lời nói toát ra sự uy hiếp hôm nay nguyên khí diệp quốc đã tổn thất nặng nề nếu như nhân hoàng chết thì đây sẽ là ngày tận thế của diệp quốc ha hả cốt xấu gì thì diệp lăng sương nữ nhi của nhân hoàng cũng là đệ tử của trượng kiếm tông ta nơi này không đến phiên các ngươi dương oai phía xa trên hư không có âm một giọng nói ngạo nghễ truyền đến ở ngoài hoàng cung diệp quốc có hơi thở kinh khủng tràn ngập đến nhân hoàng nhìn về phía xa trong mắt lộ ra ý cười lạnh lẽo nhưng trong nụ cười kia lại mang theo vài phần thê lương mai sơn kiếm chủ đích thân đến đây vẻ mặt của vị cường giả lý tộc thoáng biến đổi nhìn về phía lý hàng u nếu như mai sơn kiếm chủ cũng đòi hỏi món bảo vật kia thì tuyệt đối không phải là vì lý hàng u mặc dù lý hàng u là đệ tử thân truyền của mai sơn kiếm chủ nhưng trong số các đệ tử của mai sơn kiếm chủ còn có một nhân vật xuất chúng hơn rất được mai sơn kiếm chủ coi trọng hôm nay chắc chắn là nhân hoàng phải nuốt hận vào tim rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha người tới chính là một trong chính phong kiếm chủ của trượng kiếm tông mai sơn kiếm chủ đồng thời nàng cũng là sư tôn của lý hàn u khoảnh khắc mà nàng xuất hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của nàng chỉ thấy mai sơn kiếm chủ vẫn trẻ trung xinh đẹp hoặc nhìn chỉ mới ba mươi mấy tuổi nhưng vẻ mặt lại trang trọng nghiêm túc sự cao ngạo ánh lên trong hai tròng mắt mang theo vẻ tang thương trải đời có thể thấy được tuổi của nàng đã không nhỏ chỉ là bởi vì thực lực rất mạnh nên mới trông trẻ tuổi như vậy mọi người lại nhớ đến tin đồn về mai sơn kiếm chủ nàng ta làm việc quái gở tùy hứng muốn làm gì thì làm không bao giờ nghe theo ý kiến của người khác vừa thanh cao vừa ngạo mạn vừa tự cho là mình siêu phàm chuyện mà nàng đã muốn làm thì cho dù là tông chủ của trượng kiếm tông cũng rất khó khuyên được nàng đây chính là điểm đặc biệt của mai sơn kiếm chủ tất cả các đệ tử của trượng kiếm tông đều có cá tính mai sơn kiếm chủ chính là điển hình song tuy ở bên ngoài nàng có tiếng là tàn nhẫn, nhưng nàng cực kỳ bao che khuyết điểm, cực kỳ yêu thương và bảo vệ những người đệ tử của mình, yêu cầu cũng rất nghiêm nghị và hà khắc. Đây là lần đầu tiên Tần Vấn Thiên nhìn thấy Mai Sơn kiếm chủ, quả nhiên là người cũng giống như giọng, liếc mắt một cái là có thể làm cho người ta cảm nhận được đây là một người rất kiêu ngạo, tựa như một đóa hàng mai giữa trời tuyết, ngạo nghễ nở rộ giữa lập đông. Sư Tôn, Lý Hàng U gọi một tiếng, Mai Sơn kiếm chủ nhìn nàng, khẽ gật đầu lão yêu bà, ngươi cũng muốn tới đòi bảo vật trong cơ thể ta sao? Nhân hoàng Diệp Thanh Vân sang sản cười hỏi, Mai Sơn kiếm chủ nghe được Diệp Thanh Vân gọi mình như thế thì lập tức nhíu mày, nàng cũng không thật sự thấy giận. Nhân hoàng Diệp Thanh Vân chính là người cùng thời đại với nàng, lúc còn trẻ hai người đã từng quen biết, giữa hai bên từng có không ít cút mắt, thậm chí còn từng đánh nhau không ít lần, theo năm tháng càng ngày càng dài, cảnh giới mà bọn họ tu hành được cũng càng ngày càng mạnh dung nhan của mai sơn kiếm chủ vẫn như cũ cho nên diệp thanh vân mới gọi nàng là lão yêu bà diệp lăng sương cảm thấy hơi lo lắng tuy nói mai sơn kiếm chủ cũng là đệ tử trượng kiếm tông nhưng thân phận tôn quý căn bản sẽ không để ý đến một người đệ tử tầm thường như nàng huống chi với tính cách của mai sơn kiếm chủ nàng đã muốn làm gì thì không một ai có thể ngăn cản được nếu nàng thật sự đến đây để đoạt bảo vật của nhân hoàng thì chắc chắn là nàng sẽ không từ bỏ ý định vật này có một chút tác dụng đối với ta mai sơn kiếm chủ mở miệng nói nhân hoàng lạnh lùng hừ một tiếng quét mắt nhìn về phía mai sơn kiếm chủ thì ra là ngươi cũng là người thô tục như thế chỉ là một món bảo vật chẳng lẽ có thể thật sự tung hoành tiên võ giới ư nơi đây chỉ có lão yêu bà ngươi là người của trượng kiếm tông nếu ngươi đã muốn thì ta sẽ cho ngươi phụ hoàng sắc mặt dịp lăng sương cứng đờ nàng bật thốt lên các đệ tử trượng kiếm tông cũng tiến về phía trước một bước đoạn hàng nhìn lên hư không hô sư thúc cần gì phải khiến người khác khó chịu huống chi ngài thật sự cho là lâu sư muội cần dựa vào bảo vật để tranh đấu trong tiên võ giới ư đoạn hàng nghe nhân hoàng nói thế thì đã hiểu được ý định của mai sơn kiếm đệ tử mà mai sơn kiếm chủ yêu thích nhất chính là đệ tử thân truyền lâu băng vũ lâu băng vũ có thiên tư xuất chúng trong số các đệ tử thiên cương cảnh ở chính ngọn núi của trượng kiếm tông cũng được xem như là một nhân vật cực kỳ kiệt xuất hiển nhiên là Mai Sơn kiếm chủ ký thác kỳ vọng rất lớn đối với nàng. Đoạn hàng, đây là chuyện của ta, lần này chính bản thân ngươi cũng phải bước vào tiên võ giới, nhớ rằng không thể là suy giảm danh tiếng của trượng kiếm tông ta. Mai Sơn kiếm chủ hờ hững nói, đoạn hàng chính là đệ tử thân truyền của lăng thiên kiếm chủ, hiển nhiên là nàng sẽ biết, về phần những người khác, nàng đều không quen thuộc. Khoảnh khắc Mai Sơn kiếm chủ buông lời dạy bảo đoạn hàng, khiến cho đám đệ tử của trượng kiếm tông chỉ có thể im lặng không nói gì bọn họ cũng tự biết bản thân không có năng lực thay đổi quyết định của Mai Sơn kiếm chủ. Chỉ thấy lúc này Mai Sơn kiếm chủ đưa mắt nhìn về phía đám người lý tộc ở phía dưới, mở miệng nói, hàng U chính là đệ tử của ta, người của lý tộc có thể cho bổn tọa một chút mặt mũi, không nhúng tay vào chuyện này nữa. Đôi mắt đẹp của lý hàng U ngưng tụ, nhìn về phía nhị gia gia ở bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt nhị gia gia lóe lên, vị nhân hoàng này có chiến lực ngập trời, mặc dù đã bị trọng thương, nhưng chắc hẳn là thực lực của mai sơn kiếm chủ cùng ở tầm như nhân hoàng nếu như trở mặt chiến đấu sợ rằng bọn cũng sẽ chẳng chiếm được chỗ tốt nghĩ đến đây ông ta liền sang sảng cười nói nếu mai sơn kiếm chủ đã lên tiếng ta liền không nhúng tay vào chuyện này nữa ông cầm lên được thì cũng buông xuống được chuyện hôm nay ông vốn cũng không nắm chắc tuyệt đối kèm theo sự xuất hiện của mai sơn kiếm chủ hiển nhiên phần thằng lại càng nhỏ hơn rất nhiều ông quyết định từ bỏ Tiếp ra sau này Mai Sơn kiếm chủ sẽ đối xử với Lý Hàng U tốt hơn một chút, dốc lòng dạy dỗ, đây xem như đã là kết cục không tệ. Đa tạ, Mai Sơn kiếm chủ khẽ gật đầu, ngay sau đó liền nhìn về phía tử lôi tông bên kia, lạnh nhạt nói, các ngươi còn chưa cút, muốn xấu hổ mất mặt đến khi nào nữa. Ngươi, vị tôn chủ kia của tử lôi tông có thân phận thế nào, địa vị của ông ta ở tử lôi tông tương đương với địa vị của Mai Sơn kiếm chủ ở trượng kiếm tông? lại bị mai sơn kiếm chủ dùng lời lẽ chống đối khiến cho luống ca luống cúng song ông lại thấy vẻ mặt của mai sơn kiếm chủ trở nên sắc bén một luồng uy áp đầy buốt lạnh tản ra bao phủ đất trời đồng thời phía sau mai sơn kiếm chủ còn có vài bóng dáng trấn thủ giống như một lời không hợp là sẽ khai chiến ông hiểu được loại nữ nhân như mai sơn kiếm chủ tuyệt đối sẽ rất có khí phách sau này còn gặp lại vị tôn chủ của tử lôi tông kia lạnh lùng hừ một tiếng sau đó thân hình chớp động ngự không mà đi trận chiến bên trong hoàng cung diệp quốc hôm nay, đã khiến thực lực của quốc gia cổ xưa này giảm sút nghiêm trọng, nhưng tử lôi tông mới là bên thật sự mất hết thể diện, tổn thất vô cùng lớn, thậm chí hôm nay còn bị đánh cho tan tác mà trở về, nếu chuyện này bị truyền ra, chắc chắn sẽ tạp thành vết nhơ cho danh tiếng của tử lôi tông, các ngươi, cũng nhớ lấy. Nơi xa, một tiếng quát cuồn cuộn truyền đến, giống như tiếng sấm, làm rung động cả bầu trời, để lộ nổi căm giận ngút ngàn. Mai Sơn kiếm chủ sao có thể để ý đến những lời uy hiếp này, nàng lại nhìn lên không trung, lúc này chỉ còn lại ba thế lực lớn, chỉ nghe Mai Sơn kiếm chủ nhàn nhạt lên tiếng, các ngươi muốn tranh giành với ta sao? Đại vũ vương của chiến quốc cao mày lại, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này cũng rất là lợi hại, dăm ba câu đã khiến cho lý tộc từ bỏ, đuổi đám người tử lôi tông đi, kể từ lúc đó, nàng ta như đã chiếm lấy vị trí chủ chốt. Tất cả cường giả của Linh Loan Quốc cùng với mang tộc đều đưa mắt nhìn nàng, Thế rồi chỉ nghe thấy nữ tướng quân của Linh Loan quốc tức giọng nói, "Từ trước đến nay ta rất ngưỡng mộ Mai Sơn kiếm chủ nữ trung nhân kiệt, chuyện hôm nay, nếu ta thấy được Nhân Hoàng Diệp quốc nguyện trao bảo vật cho Mai Sơn kiếm chủ, ta cũng sẽ không tranh đoạt với ngươi." Nữ tướng quân này cũng rất thông minh, nếu như Nhân Hoàng thật sự chủ động đưa bảo vật cho Mai Sơn kiếm chủ, đám người bọn họ không thể nào cướp lại từ trong tay Mai Sơn kiếm chủ được. Nếu đã thế, ta cũng giống như vậy một vị cường giả mang tộc cũng gật đầu nói, trong mắt đại vũ vương hiện lên một luồng hào quang kỳ lạ, lập tức nói, nếu là như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Lúc này Mai Sơn kiếm chủ mới tỏ ra hài lòng, lần nữa đưa mắt nhìn về phía nhân hoàng, chậm rãi nói, ta nghe nói bảo vật này đã dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, đây chính là một món dị bảo, vì đền bù cho ngươi, nếu nữ nhi của ngươi dịp lăng sư nguyện bái nhập môn hạ của ta, ta sẽ thu nàng làm đệ tử. Vẻ mặt nhân hoàng vẫn như thường, ông quay đầu lại nhìn về phía Diệp Lăng Sương, hỏi, Lăng Sương, con thấy thế nào? Chỉ thấy trên mặt Diệp Lăng Sương tràn đầy ý lạnh, nàng nhìn Mai Sơn kiếm chủ chầm chầm, đáp lại, hôm nay các thế lực áp bức Phụ Hoàng, một mình Phụ Hoàng chiến đấu với rất nhiều cường giả, giết chết hơn 10 vị cường giả thiên tượng cảnh, vô cùng uy phong, nhưng mà lại có người dậu đổ bìm leo, mặc dù Diệp Lăng Sương ta dù không giỏi giang gì, nhưng cũng không muốn trở thành đệ tử của nàng. Hừ mai sơn kiếm chủ lạnh lùng hừ một tiếng trong mắt hiện lên mũi nhọn sắc lạnh dịp lăng sương không chút nào yếu thế mà nhìn lại nàng lạnh lùng nói tuy ngươi là trưởng bối vốn nên kinh ngươi nhưng hành vi của ngươi như thế dù cho sau này gặp nhau ở tông môn ta cũng sẽ không hành lễ với ngươi hôm nay các cường giả đến đây hẳn là ngươi cũng biết được nếu không phải là phụ hoàng ta bị phục kích tám phía thì sao ngươi có thể chen chân được vào chuyện hôm nay bổn tọa không so đo với ngươi nếu như ngày khác ngươi còn dám bất kính như thế, đừng trách bổn tọa thay Nhân Hoàng dạy dỗ ngươi." Vẻ mặt của Mai Sơn kiếm chủ đầy lạnh lùng, mang theo vài phần sắc bén, nhưng ánh mắt của Diệp Lăng Sương vẫn cứ ngoan cường như cũ, nhìn nàng đăm đăm. "Tốt, Nhân Hoàng cười to nói, không hổ là nữ nhi của Diệp Thanh Vân ta, chuyện hôm nay ta cũng đã sớm biết được kết cục, chẳng qua là ta muốn cho các ngươi thấy rõ ràng trải qua chuyện này, cho các ngươi cảm nhận được thật rõ phong thái của đại phái, thắng làm vua thua làm giặc người mạnh là vua, đây là điều vĩnh viễn không thay đổi được, chỉ là một món bảo vật, Diệp Thanh Vân ta sẽ chẳng quan tâm. Dứt lời, ông lập tức chọc tay lên ngực mình, khẽ thổi phù một tiếng, trong phút chốc máu tươi chảy ra rào rào, nhân hoàng Diệp Thanh Vân lại đưa bàn tay tiến vào trong cơ thể, máu thịt cũng đã lộ ra. Nhân hoàng, phụ hoàng, từng tiếng hô tràn ngập sự kinh hoảng vang lên, tất cả mọi người của hoàng thất đều hải hùng, sắc mặt của Diệp Lăng Sương lại càng tái nhợt mặc dù người của trượng kiếm tông và dược hoàng cốc chỉ đứng xem, nhưng tất cả bọn họ đều cảm nhận được một loại cảm xúc đầy bi tráng. Nhân hoàng diệp quốc uy phong bực nào, mặt không đổi sắc chiến đấu với một đám cường giả, sau khi đánh bại biết bao nhiêu cường giả ông vẫn ngạo nghễ đứng trên vòng trời, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại đứt sự đè ép của cường giả khác, để rồi phải chịu đựng nỗi khuất nhục thế này. Đoạn hàng và các đệ tử trượng kiếm tông đề lộ ra vẻ kính trọng, nhân hoàng diệp quốc không hổ là nhân kiệt một đời, sự khí phách này làm người ta phải kính nể, còn chuyện mà Mai Sơn kiếm chủ làm ra, khiến cho bọn họ cảm giác có chút khó chịu, không sao, nhưng hoàng thấy mọi người muốn tiến lên, thì liền khoát tay áo, ngay sau đó bàn tay ông rung lên, ông đã moi ra một chiếc búa nhỏ tỏa ra hào quang lấp lánh từ trong cơ thể, ánh hào quang ấy sáng chói, tràn ngập một luồng uy thế đáng sợ, chính là vật này, chẳng lẽ chuyện ta cuộc khởi lại thật sự lệ thuộc vào nó, đúng là quá buồn cười, cầm đi đi nhân hoàng vung vẫy bàn tay, chiếc triều nhỏ kia lập tức bay về phái mai sơn kiếm chủ, máu tươi trong cơ thể ông không ngừng chảy ra, tựa như có thể thấy được cả xương thịt, đúng là món bảo vật này có thể dung hòa với máu thịt xương cốt, nó đã sớm hòa tan thành một thể với ông, vì thế ông mới cần dùng thủ đoạn máu tanh như thế để moi nó ra, mai sơn kiếm chủ vương tay ra, lập tức đón lấy món bảo vật này, chỉ nghe nhân hoàng lạnh lùng nói, bản thân ta muốn xem thử đệ tử lâu băng vũ kia của ngươi có thể đoạt được vị trí thứ mấy trên tấm bia cổ ở tiên võ giới tấm bia cổ, không cần ngươi phải lo lắng. Mai Sơn kiếm chủ thu lại bảo vật, nàng đã tự mình đến đây, hiển nhiên là vì nàng ký thác kỳ vọng rất lớn với lâu băng vũ, năm đó nhân hoàng diệp thanh vân nhận được món bảo vật này từ tiên võ giới, nếu như để nó dung nhập vào trong cơ thể lâu băng vũ, có lẽ sẽ có thể chỉ dẫn lâu băng vũ ít nhiều gì đó ở tiên võ giới, húng chi tiên võ giới bài xích thần binh từ bên ngoài. Lâu băng vũ nhận được món bảo vật này, hiển nhiên là sẽ càng nắm chắc hơn mấy phần, hy vọng nàng sẽ không phụ kỳ vọng của chính mình. Đúng vào thời khắc này, phía xa có tiếng gió gào thét, vẻ mặt mọi người hơi động lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy nơi đó có ba bóng dáng chậm rãi bay đến, ba người này có khí chất bất phàm, thân mặt trường bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi nào, tựa như tiên phong đạo cốt. Lúc thấy được ba người này, vẻ mặt mọi người đều đồng loạt biến đổi, Sứ giả tiên võ giới tới đây làm cái gì? Ba người này hạ xuống hư không, vẻ mặt không chút gần sống, có một người quét mắt nhìn xuống phía dưới, bất chợt chuyển động bàn tay, lập tức có một tấm cổ lệnh bay ra, nhưng lại bay thẳng về phía đám người Diệp Lăng Sương. Ánh mắt Tần Vấn Thiên động lại, hẳn là tấm cổ lệnh bay tới phía hắn, thoáng cái đã rơi xuống trước mặt của hắn, vẻ mặt của mọi người lập tức tràn đầy kinh ngạc, tất cả đều nhìn về phía Tần Vấn Thiên, ánh mắt lộ ra tia sáng sứ giả tiên võ giới tự mình đưa tiên võ giới lệnh tới, trong mắt Mai Sơn kiếm chủ bắn ra cái nhìn đầy sắc bén, nàng đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên, đây chính là ngươi thanh niên phá vỡ ghi chép ở nhà tranh hiểu kiếm đã từ chối trở thành đệ tử của nàng, hôm nay, nàng đến đây đòi hỏi bảo vật cho đệ tử lâu băng vũ, bức ép nhân hoàng, xong lại gặp phải sứ giả tiên võ giới tới đưa tiên võ giới lệnh cho người thanh niên này, Tần Vấn Thiên giữ tiên võ giới lệnh trong tay, sau đó ngước mắt lên, nhìn về phía sứ giả áo trắng đứng trong hư không mười năm một lần tiên võ giới mở ra hy vọng ngươi có thể tiến vào tiên võ giới nếu đã có cơ duyên thì không thể bỏ qua sứ giả tiên võ giới khẽ gật đầu với tần vấn thiên ngay sau đó thân hình bọn họ chợt lóe lên không ngờ họ lại trực tiếp rời đi không để ý đến ai thoáng cái liền đã biến mất khỏi hoàng cung diệp quốc đi về phương xa phía dưới khoảng không trong đôi mắt của hoàng tử chiến quốc công chúa Linh Loan Quốc cùng với Lý Hàn U đều toát ra tia sáng kỳ lạ, vẻ mặt hơi có vẻ khó coi, cho dù là các đệ tử của trượng Kiếm Tông, cũng đều có chút hâm mộ mà nhìn Tần Vấn Thiên. Người này lại được sứ giả tiên võ giới coi trọng, tự mình đưa tới tiên võ giới lệnh và ngỏ lời mời. Tần sư đệ, mặc dù tiên võ giới lệnh cũng không có tác dụng gì, nhưng biểu lộ rõ ràng sứ giả tiên võ giới coi trọng ngươi, vì thế họ mới tự mình đến đây đưa tiên võ giới lệnh và mở lời mời hy vọng là ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội được bước vào tiên võ giới lần này, từ trước cho tới nay, khắp cả hoàng cực thánh vực chỉ có 9981 người có thể được tiên võ giới lệnh, ta cũng chưa tùng nhận được, hoàng tử chiến quốc, thiên loan công chúa cũng không nhận được, hành trình tới tiên võ giới lần này, ngươi không thể bỏ qua, đoạn hàng truyền âm cho tần vấn thiên, hết thảy những người được sứ giả tiên võ giới coi trọng, thông thường đều sẽ có biểu hiện vô cùng kiệt xuất ở trong tiên võ giới đứng ở những vị trí đầu trên tấm bia cổ của tiên võ giới. Tần vấn thiên âm thầm gật đầu, mặc dù trong lòng tràn đầy sự ngờ vực, nhưng chuyện của tiên võ giới để về sau lại hỏi tiếp cũng được, chỉ thấy giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nghĩa phụ thân là một nhân hoàng, anh hùng khí phách, bị buộc phải khoét thịt đoạt bảo, sao mà bi tráng, tay cầm tiên võ giới lệnh, tần vấn thiên chuyển mắt nhìn về phía Mai Sơn kiếm chủ, đối phương tựa như cũng đang nhìn hắn, Mai Sơn kiếm chủ, ngươi dậu đổ bìm leo, bắt ép nhân hoàng phải khoét thịt đoạt bảo tặng cho đệ tử của ngươi nhưng mà ngươi cũng phải nhớ lấy món bảo vật này tốt nhất là phải bảo vệ cho tốt tần vấn thiên đưa mắt nhìn lên hư không chậm rãi lên tiếng trong đôi mắt của mai sơn kiếm chủ hiện lên kiếm quan sắc bén đâm thẳng về phía tần vấn thiên lạnh lùng nói ngươi đang uy hiếp ta ư ngươi là người đứng đầu một ngọn núi của trượng kiếm tông ngươi tùy hứng làm bậy không ai có thể ràng buộc được nhưng lại khiến cho trượng kiếm tông dính phải tiếng xấu cho dù là ngươi đoạt bảo, đường đường chính chính đánh một trận rồi đoạt bảo thì ta cũng chẳng có lời nào để nói, nhưng hành vi của ngươi hôm nay, bản thân ta là vãn bối, mà cũng phải thấy xem thường ngươi, tần vấn thiên lạnh lùng lên tiếng, khiến cho Mai Sơn kiếm chủ phải bật cười, hôm nay ta không đoạt vật này, Diệp Thanh Vân hắn cũng không giữ được, huống chi, bổn tọa làm việc, đâu đến phi ngươi tới nhiều lời, hôm nay bổn tọa cũng không bắt nạt ngươi, nếu ngươi đi tiên võ giới, đệ tử của bổn tọa tự sẽ dạy bảo ngươi mai sơn kiếm chủ dứt lời ống tay áo bay lên phấp phới lập tức ngự không dẫn người rời đi trong miệng thốt ra một tiếng diệp thanh vân cáo từ lão yêu bà chuyện hôm nay diệp mổ cũng sẽ nhớ kỹ hy vọng ngươi sẽ tu hành thật chăm chỉ nhân hoàng nhìn mai sơn kiếm chủ đi xa dũng cảm cất tiếng nói ngay sau đó ông lại nhìn về phía mọi người dưới khoảng không tức cao giọng nói chư vị trở về thứ cho diệp mổ không tiễn chuyện đến đây diệp thanh vân thẳng thắn hạ lệnh đuổi khách những người này đều ở trong các thế lực lớn của nam vực hôm nay vốn tưởng rằng nhân hoàng diệp thanh vân sẽ chết trong tay tề vương ý định của bọn họ chính là khiến cho diệp quốc từ này về sau không gượng dậy nổi nữa lại không nghĩ rằng mọi chuyện lại biến hóa một cách không ngờ hôm nay nhân hoàng vẫn còn ở đây tất cả những vương hầu còn lại của diệp quốc hình như cũng nguyện nghe theo hiệu lệnh của diệp thanh vân diệp hoàng tộc quốc lần nữa đồng lòng nếu như bọn họ nhất quyết muốn phá hủy diệp quốc sợ là sẽ phải trả ra một cái giá rất lớn loại chuyện này hiển nhiên là bọn họ sẽ không làm đã như vậy ta đây xin được cáo từ mọi người rối rít đứng dậy mỉm cười với diệp thanh vân cứ như là bằng hữu tốt vậy diệp thanh vân đang nghe chuyện trên tv audio cv thì chỉ bình tĩnh nhìn chỉ chốc lát sau liền thấy bọn họ đồng loạt lóe lên trong nháy mắt đã rời khỏi hoàng cung diệp quốc sau khi mọi người đều đã đi khỏi diệp thanh vân mới kêu lên một tiếng đầy đau đớn Phé miệng phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt tái nhật, phụ hoàng, nhân hoàng, mọi người kinh hoảng, hiển nhiên là đã đánh giá thấp thương thế của Diệp Thanh Vân, trận đánh hôm nay thảm thiết đến mức nào, bảy đại tôn chủ của tử Lôi Tông cũng xuất hiện, tham gia vây quét nhân hoàng, nhưng tử Lôi Tông cũng thương vong thảm trọng, cuối cùng cũng phải tan tác mà chạy về, nhân hoàng sao có thể toàn thân trở lui, ông vốn đã trọng thương lại còn bị uy hiếp quét thịt đoạt bảo, thương thế lại càng nặng hơn. Nếu không phải như thế, lấy tính cách của Nhân Hoàng, cho dù là Mai Sơn kiếm chủ đến, có lẽ ông cũng sẽ mạnh mẽ đánh một trận cho ra trò, nhưng chính ông cũng hiểu rất rõ, nếu như tiếp tục chiến đấu, ông tuyệt đối sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Huống chi ông còn Nhân Hoàng là Diệp quốc, ông không chỉ đại diện cho chính mình, nếu ông ngã xuống, cả Diệp quốc đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Ông ở, chính là cái trụ cột lớn chống trời cho Diệp quốc, những quốc gia cổ xưa cùng với các gia tộc lớn kia cũng đừng mơ mà đụng đến được diệp quốc mặc dù diệp quốc chắc chắn là bị tổn thất nghiêm trọng nhất thân hình tần vấn thiên và mạc khuynh thành chợt lóe lên phủ xuống trước người nhân hoàng chỉ thấy mạc khuynh thành lấy ra một lọ đang dược đưa cho nhân hoàng nhân hoàng mỉm cười liền trực tiếp nhận lấy sau đó bóc nát bình thuốc lấy đang dược ra trực tiếp đổ vào trong miệng thật sự không hề khách khí với mạc khuynh thành tần vấn thiên là nghĩa tử của ông mạc khuynh thành sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thê tử của tần vấn thiên cũng xem như nữ nhi của ông. Sau khi ăn đang dược vào, trên người nhân hoàng tỏa đầy mùi thuốc, vết thương cấp tốc khép lại, chỉ thấy ông trực tiếp nhắm mắt lại để dưỡng thần, mọi người đều không tới quấy rầy, chỉ chốc lát sau, liền thấy trên người nhân hoàng tỏa ra hào quang lấp lóe, ánh sao như đang gầm thét, thương thế khôi phục rất nhiều, lần nữa nhân hoàng mở hai tròng mắt ra, ánh sáng rực rỡ sáng chói, giống như vừa khôi phục thần thái, nhân hoàng xoay người, nhìn về phía các vương hầu cùng với đám người thạch hiên, nói, truyền lệnh của ta, các vương hầu tham gia phản nghịch ngày hôm nay, niêm phong phủ đệ, những người dính dáng vào chuyện phản nghịch, giết không tha, những người không liên quan cùng với tiểu nhi, nữ tử và hài tử, thả cho bọn họ một con đường sống, để cho bọn họ rời khỏi diệp quốc. Nhân hoàng, việc đã đến nước này, phải trừ cỏ tận gốc mới được. Một vị lão giả lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng tàn nhẫn, không cần phải thế, từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, diệp thanh vân ta cũng phải dẫm đạp lên một đống thi cốt mới có thể đăng cơ làm nhân hoàng sao có thể quan tâm đến việc kẻ đến sau tới trả thù nếu ngày khắc huyết mạch của hoàng tộc ta xuất hiện một nhân vật có thể đường đường chính chính giết ta cướp lấy ngôi vị nhân hoàng ta cũng không thể nói gì hơn chỉ hy vọng sau này người của hoàng tộc diệp quốc ta có tranh chấp quyền thế cũng sẽ không chém tận giết tuyệt nhân hoàng bình tĩnh nói mặc dù hắn sát phạt quyết đoán nhưng cũng không muốn chém tận giết tuyệt cả hài tử huống chi ai có thể bảo đảm rằng dịp thanh vân hắn có thể sống bãi được đây chẳng phải là không lưu lại cho thế hệ sau của mình một con đường sống ư tuân lệnh nhân hoàng đám người thạch hiên không lung sau đó thân hình lóe lên thực thi lời ra lệnh của nhân hoàng nhân hoàng lại nhìn về phía mấy vị hoàng tử nói chuyện hôm nay các con cũng đã tận mắt chứng kiến chắc hẳn cũng có xúc động mặc dù tư chất của các con bình thường nhưng nếu tâm trí kiên định dù cho tu hành chậm hơn người khác một chút thì cũng không có gì phải ngại các hoàng tử gật đầu, trận đánh ngày hôm nay, đúng là đã khiến cho nội tâm bọn họ xúc động, bọn họ cũng rõ ràng, nếu như trong trận chiến này nhân hoàng thất bại mà chết, như vậy cả diệt quốc đều sẽ sụp đỏ, bọn họ cùng với thê nhi đều khó mà thoát khỏi nguy nan, hôm nay là có nhân hoàng che chở, nếu là nhan hoàng không có ở đây, ai còn có thể che chở bọn họ. Các quốc gia cổ xưa và các gia tộc lớn ở hoàng cực thánh vực đều sang sát nhau, tông môn đại giáo nhiều không đếm xuể, song hưng vong thay đổi cũng đều rất nhanh, muốn cuộc khởi thì lại rất khó khăn, diệt vong lại cũng chỉ trong lúc sớm chiều, diệt quốc ta là một quốc gia cổ xưa trường tồn đến hàng vạn năm, chỉ cần một đời yếu kém không bằng người khác, thì vận mệnh chỉ có hai chữ sụp đổ, nhân hoàng thì thào nói nhỏ, nghĩ đến đây trong lòng lại thoáng xuất hiện cảm xúc bi thương, vị trí nhân hoàng của một quốc gia cổ xưa, không có người kế tục. Tần Vấn Thiên cũng âm thầm thở dài trong lòng, một quốc gia cổ xưa kéo dài đã vạn năm, sao có thể không khiến cho người ta mơ ước, nếu như không có nhân hoàng làm cây trụ chống trời, thì sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ, đây cũng là tầm quan trọng của lực lượng tầng chót. Sở dĩ chính đại môn phái được gọi là chính đại môn phái, chính là bởi vì tầng lớp đứng đầu của những môn phái này có lực lượng lớn mạnh bậc nhất, kiếm chủ chính núi của trượng kiếm tông, tử lôi tông có bảy đại tôn chủ, thậm chí còn có những lực lượng khác, nếu như Diệp Quốc có hai nhân vật các bậc nhân hoàng, hoặc là nhiều hơn, thì sao chiến quốc và linh loan quốc dám đặt chân tới? Vấn Thiên, ngoài trận đánh ngày hôm nay, trận chiến của con cũng khiến cho người ta phải đập bàn tán dương, dùng tu vi thiên cương cảnh tầng 5 giết chết niềm kiêu ngạo của tử lôi tông có tu vi thiên cương cảnh tầng 7, hơn nữa sau trận chiến đấu này, danh tiếng tử lôi tông không xấu đi cũng khó, huống chi Mai Sơn kiếm chủ còn đích thân tới đây, sứ giả tiên võ giới còn đưa tới tiên võ giới lệnh, phải biết rằng lúc ấy Lý Hàng U, đệ tử thân truyền của lão yêu bà kia cũng có mặt, nhưng không nhận được tiên võ giới lệnh, trên mặt lão yêu bà không chút thay đổi, nhưng chắc hẳn là trong lòng rất không thoải mái đi. Nhân hoàng nghĩ đến đây liền sang sảng cười lên, tần vấn thiên, có lẽ chính là người duy nhất có thể xoa dịu được nỗi lòng của ông. Nghĩa phụ, vì sao tiên võ giới lại có sứ giả tới đưa tiên võ giới lệnh, tần vấn thiên ngờ vực tất tiếng nói, tiên võ giới chính là một nơi rất thần kỳ, danh xưng sứ giả tiên võ giới không chỗ nào là không biết, con hiểu được 14 kiếm của trượng kiếm tông, phá vỡ ghi chép của trượng kiếm tông, hôm nay còn mạnh mẽ giết chết diệp không phàm, hoàng cực thánh vực có bao nhiêu người có thể làm được chuyện thế này, đưa tiên võ giới lệnh tới cũng đâu có gì kỳ quái, con cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện này, chỉ cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng hành trình tới cho tiên võ giới, tiên võ giới 10 năm mới mở ra một lần, chính là một trong những chuyện lớn nhất của hoàng cực thánh vực, nhân hoàng đáp lại. Bất kỳ ai cũng có thể đặt chân đến tiên võ giới ư, tần vấn thiên hỏi bất kể ai có tu vi dưới thiên tượng cảnh đều có thể tiến bào, song tiên võ giới được xưng mồ chôn xương của các thiên tài, mặc dù trong đó có cơ duyên, nhưng trừ khi là nhân vật thiên tài chân chính, nếu không vào đó chỉ có đúng một con đường chết, vì vậy phàm là người bước vào tiên võ giới, đều có chút ít nội tình, hơn nửa phần lớn tu vi đều ở thiên cương cảnh tầng 3 trở lên, suy cho cùng bên trong không thể sử dụng bất kỳ món thần binh nào, tu vi quá thấp, thì rất dễ mất mạng, cũng có nghĩa là, các nhân vật thiên cương cảnh ở tầng cao nhất hiển nhiên là sẽ có nhiều ưu thế hơn." Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, "Hôm nay tuy hắn có cảnh giới thiên cương tầng 5, còn có thể giết chết thiên cương cảnh tầng 7, song nếu gặp phải nhân vật thiên cương cảnh đỉnh phong thì rất khó có thể chống lại. Điểm này thì con nhầm rồi, Tiên Võ giới chính là một nơi rất thần kỳ, rất coi trọng thiên phú, con bước vào trong đó thì sẽ hiểu rõ thôi. Những người xếp hạng đầu trên tấm bia cổ ở Tiên Võ giới vào 10 năm trước đều không phải là tu vi mạnh nhất mà là thiên phú tốt nhất nhân hoàng giải thích đoạn hàng tiến tới nói tần sư đệ lần này đệ tử của trượng kiếm tông chúng ta cũng sẽ tiến vào tiên võ giới vừa lúc chúng ta cũng không trở lại tông môn nữa trực tiếp tới tiên võ giới trước đi chắc hẳn rằng hôm nay bên ngoài tiên võ giới đã nổi đầy sóng gió không biết có bao nhiêu thiên tài của danh môn đại phái nếu bỏ qua mất thời khắc này thì rất là đáng tiếc trong cặp mắt của tần vấn thiên tích chứa mũi nhọn hoàng cực thánh vực cực kỳ rộng lớn quốc gia cổ xưa đại gia tộc tông môn đại giáo còn có các môn phái cổ xưa các thế gia lánh đời nhân vật thiên tài nhiều đến không biết bao nhiêu tiên võ giới mở ra chính là việc lớn ở hoàng cực thánh vực sao hắn có thể bỏ qua hắn muốn nhìn xem thiên tài của hoàng cực thánh vực thiên kiêu sẽ có phong thái bậc nào nước diệp diệp lăng sương và tần vấn thiên bầu bạn với nhân hoàng vài ngày cho đến khi thương thế của nhân hoàng khôi phục tám người tần vấn thiên mới chuẩn bị lên đường tuy nói còn phải mất một thời gian ngắn nữa tiên võ giới mới mở ra song đi tới tiên võ thành trước có thể quan sát qua về các thiên tài của hoàng cực thánh vực đây chính là chuyện rất khiến người ta mong đợi trong hoàng cung nhân hoàng nhìn nhóm thanh niên phía trước lúc này ông đã thu lại khí phách uy nghiêm bá đạo lúc chiến đấu chỉ là một vị trưởng bối hiền hòa nhìn các ngươi ta lại nhớ tới chính mình hồi đó năm tháng tang thương chớp mắt một cái mà trăm năm đã trôi qua hôm nay các ngươi còn đang hào hoa phong nhã đừng để phí hoài tuổi xuân lúc còn trẻ tuổi ai lại chưa từng ngông cuồng đáng tiếc không có cơ hội lặp lại nếu không ta sẽ càng điên cuồng hơn trước kia nhiều nhân hoàng mỉm cười nói đám người tần vấn thiên cũng lộ ra nụ cười phong thái của nghĩa phụ vẫn như thế chắc chắn là mọi người trên thiên hạ đều đã biết đến trận chiến vừa rồi giết vương hầu phản nghịch giết hết hàng loạt vương giả của tử lôi tông tại hoàng cung phong thái bực nào so với chúng ta còn điên cuồng hơn nhiều tần vấn thiên cười nói ta già rồi nhân hoàng lắc đầu cười vấn thiên con thật sự không suy xét ư thạch hiên và bí húng đều có thực lực bất phàm nếu con muốn ta sẽ đưa cho con một số người trung thành với con nghĩa phụ bây giờ con chỉ muốn xông xáo ở bên ngoài cần người bảo vệ làm gì nếu như ngày khác con cần dùng người con sẽ đến chỗ nghĩa phụ mượn binh tần vấn thiên khẽ cười có lẽ một ngày nào đó hắn trở về đại hạ cần phải nhờ đến lực lượng dưới trướng nhân hoàng quét ngang các thế lực ở đại hạ một phen dĩ nhiên hiện tại hắn vẫn không vội nếu là hắn còn chưa đủ năng lực mà đến mượn cường giả của diệp quốc thì có xem là cái gì đầu tiên hắn muốn bước vào cảnh giới thiên tượng sau đó mới lật đổ hoàng triều đại hạ nếu con đã quyết như thế rồi sau này xông xáo bên ngoài có rảnh rỗi thì cùng khuynh thành và lăng sương trở về thăm ta diệp quốc này chính là nhà của con nhân hoàng lại nói tính cách của ông và tần vấn thiên rất hợp nhau nhận tần vấn thiên làm nghĩa tử hai người đều cũng không đặt nặng vấn đề lợi ích, điểm này trong lòng bọn họ đều biết, nếu như Tần Vấn Thiên bằng lòng, ông sẽ không ngần ngại mà giao diệp quốc cho Tần Vấn Thiên, nhưng nếu Tần Vấn Thiên đã nói rằng chí hướng của bản thân không nằm ở đây, thì nhân hoàng cũng không hề miễn cưỡng, chắc chắn là con sẽ không khách khí với nghĩa phụ, Tần Vấn Thiên sảng khoái nói, nghĩa phụ, hôm nay từ biệt, ngày khác con sẽ lại nâng cốc tâm tình với nghĩa phụ, từng, ngày khác lúc con với Khuynh Thành thành hôn, nhớ phải đưa thiệp mời tới Diệp Quốc, nếu không chớ trách ta không nhận cái người nghĩa tử là con nữa. Sao có thể thế được, con còn muốn mời nghĩa phụ làm chủ hôn cho con nữa đấy. Thấy nhân hoàng giả vờ bày ra vẻ mặt tức giận, Tần Vấn Thiên cười nói, nếu hắn thành hôn với Khuynh Thành, sao hắn có thể không mời nhân hoàng tới chứ? Ha ha, con không được lừa gạt ta đâu đấy. Nhân hoàng cười to nói, thế rồi ông quay đầu lại nhìn về phía Thạch Hiên ở đằng sau, nói, các ngươi bảo vệ vấn thiên cùng với lăng sương tới tiên võ thành trước khi bọn nó đi ra ngoài các ngươi đều phải thủ hộ ở đây vâng thạch hiên không lưng đáp tần vấn thiên bọn họ cũng không từ chối chuyến đi tới tiên võ giới sẽ tràn đầy sóng gió không biết có bao nhiêu người của các thế lực lớn những hoàng tử và công chúa của quốc gia cổ xưa kia các thiên tài của các đại gia tộc thánh tử và thánh nữ của các cổ giáo đều có thân phận cực kỳ tôn quý sẽ không để ý đến bọn họ những đệ tử tầm thường của trượng Kiếm Tông, nếu bên ngoài thật sự phát sinh tranh đấu, sẽ không có ai hạ thủ lưu tình. Còn có một điểm vô cùng quan trọng, bọn họ vào tiên võ giới, tranh đấu với các nhân vật thiên tài trong tiên võ giới, tất nhiên là trên tay sẽ dính vào một chút máu tươi của các đệ tử của các thế lực lớn. Sau mỗi hành trình tới tiên võ giới, lúc đi ra thường sẽ xuất hiện đại chiến, các thế lực lớn cũng sẽ phòng ngừa trước. Tốt lắm, lên đường đi. Nhân hoàng Diệp Thanh Vân đứng chắp tay, tóc đen tung bay mọi người đồng loạt khom lưng với nhân hoàng sau đó thân hình lóe lên tất cả đều bay lên trời khống chế một chiếc thuyền buồn bay trên hư không đây chính là thần binh thay thế cho việc đi bộ tốc độ cực nhanh mọi người cùng đứng trên chiếc thuyền buồn bay trên hư không trong giây lát đã len lỏi vào những đám mây trắng trên trời cao ánh nắng từ trên vòng trời chiếu rọi xuống tần vấn thiên quay đầu lại nhìn tòa cổ điện hoàng cung huy hoàng kia nhân hoàng diệp thanh vân vẫn mỉm cười đứng đó đưa mắt nhìn bọn họ Nhìn Nhân Hoàng cùng với tòa cổ điện Hoàng cung, trong lòng Tần Vấn Thiên tràng ngập muôn vàng cảm xúc, chuyến đi đến Diệp Quốc lần này khiến cho hắn hơi xúc động, cũng đã làm cho hắn càng tin tưởng, càng kiên định theo đuổi võ đạo. Trận chiến lúc ấy của Nhân Hoàng, mặc dù đã trôi qua, nhưng vẫn rõ mồn một trước mắt. Đây là thế giới của võ đạo, thế giới của cường giả, thắng làm vua thua làm giặc, Nhân Hoàng chưa từng trêu chọc ai, nhưng bản thân ông là Nhân Hoàng của một quốc gia cổ xưa, có quyền thế ngập trời. Còn có trọng bảo, đây đã thành nguyên nhân khiến ông bị người nhòm ngó mơ ước, với chiến lực ngập trời của Nhân Hoàng mà còn bị đè ép đến mức đấy, nếu không phải độc tố trên người ông đã được giải trừ, vận mệnh của Nhân Hoàng nhất mạch có lẽ là đã chấm dứt. Thu hồi tầm mắt, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời chói chang treo cao trên bầu trời, trong hai con mắt lóe lên tia sáng, tựa như có khắc ghi một niềm tin đầy kiên định không gì có thể lung lay được. Tiên võ giới ở tay phía tây bắc của Hoàng Cực Thánh vực, cứ mỗi 10 năm tiên võ giới mới mở ra một lần, đã tồn tại hàng vạn năm ở hoàng cực thánh vực, theo năm tháng dần biến dài thêm, bên ngoài tiên võ giới từng chỉ là một vùng đất hoang vu, nay đã có một tòa thành trì rộng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, chính là tiên võ thành ngày nay, hiện tại tiên võ thành đã trở thành một tòa cổ thành, toát ra vẻ tan thương xưa cũ, nhưng lại không đánh mất khí thế hào hùng, trải qua vô số gió sương. Có lời nói đùa rằng, tòa tiên võ thành cổ xưa này đã chứng kiến đủ các nhân vật của hoàng cực thánh vực hương suy, tuy lời này có phần phóng đại, nhưng không phải là không như thế, những nhân vật oai phong một cõi của hoàng cực thánh vực kia, có rất nhiều cũng từng lưu lại dấu chân tại tiên võ thành, để bước vào tiên võ giới. Hôm nay, kỳ hạn 10 năm lại đến, tòa thành trì cổ xưa này lại nên đón vô số cường giả, xung quanh tòa thành trì đều là bóng người, hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng của thường ngày. Tại tòa cổ thành này, yêu thú hoành hành hành, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều đại yêu hiếm thấy, một bầu không khí hung lệ đáng sợ ngập trời, chúng tung hoành trên bầu trời, thậm chí mà có ố đại chút lớn yêu, chỉ là vật cưỡi, trên đường tới tiên võ thành cổ, trong hư không, người đến người đi, qua lại không dứt, nhưng vào lúc này, tại một nơi trên hư không, có tiếng nổ vang gây chấn động cả bầu trời, phát ra âm thanh ầm ầm đáng sợ, một luồng hơi thở đáng sợ tràn ngập khắp cả đất trời, khiến vô số người phải sợ hãi tất cả bọn họ đều ngẩng đầu nhìn về phía hư không chỉ thấy nơi đó có một đám cường giả cưỡi trên các loại cổ yêu hung lệ cuồn cuộn tiến đến tỏa ra uy thế đáng sợ đến cực điểm ở ngay chính giữa có một con đại yêu khủng bố vô cùng hung ác hai tròng mắt huyết sắc nó chỉ cần liếc mắt một cái là đủ để khiến người ta sợ sệt con đại yêu này có hình thể khổng lồ toàn thân tối tăm nhưng lại thoáng chiếc xạ ra hào quang lấp lánh làm cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm móng vuốt của nó cực kỳ bén nhọn, tự như có thể dễ dàng chém đôi một ngọn núi. Huyết mâu ma lan, mọi người thầm rung lên, nghĩ tới một loại yêu thú, yêu này tự như sói, nhưng hình thể của nó còn to hơn hổ báo gấp bội, tràn đầy lực lượng, tràn ngập khí thế vương giả. Con huyết mâu ma lan này lại đang kéo một chiếc xe, bên trong ngồi, không biết là nhân vật nào. Đây là người của Thái Yêu Giáo tại Tây Vực, có tin đồn rằng thánh tử hiện tại của Thái Yêu Giáo có thiên phú tuyệt đỉnh, có thể làm cho chư yêu thần phục, thiên phú ngự thú siêu phàm, chính là người có năng lực tranh đoạt vị trí kế nhiệm của thái yêu giáo chủ, nghe nói thánh tử thái yêu giáo cũng bước vào tiên võ giới, xem ra là hắn đã đến. Có một giọng nói vang lên, khiến cho mọi người thầm run sợ trong lòng, thái yêu giáo Tây vực chính là một cổ giáo cực kỳ nguy hiểm, thực lực vô cùng đáng sợ, bọn họ hoành hành khắp mảnh trời Tây vực, không có một ai dám can đảm trêu chọc. Ở ngoài mười dặm phía xa, trên hư không lại có một một bóng dáng khủng khiếp xuất hiện, tất cả bọn họ đều mặc áo giáp hoàng kim, cầm trong tay trường mâu kim sắc, tỏa sáng chói mắt, nơi họ đi qua, ai ai cũng phải ngước mắt nhìn lên, những người này, chính là cường giả của hoàng kim cổ quốc tại hoàng cực thánh vực, bọn họ am hiểu công phạt, lực chiến đấu vô cùng đáng sợ, còn có một chỗ, chính con dao long bay lượn qua từng tầng mây, lôi kéo một chiếc kiệu rồng, nơi nó đi qua, không một người nào là không nhượng bộ lui binh. Nơi mà ánh mắt của người ngồi trên kiệu rồng đi qua, không có một ai dám ngước mắt nhìn lại, những người này chính là người của Ma Long Đảo, một trong những thế lực bá chủ của một hải vực tại Hoàng Cực Thánh vực, bọn họ hoành hành khắp cả hải vực, không một ai có thể cùng tranh tài. Trừ những người đó ra, còn có rất nhiều thế lực khủng bố khác đã đến hoặc là đang trên đường đến, người của Chính Đại môn phái tại Hoàng Cực Thánh vực cũng đều đến đến, hơn nữa bọn họ còn chia thành từng nhóm riêng rẽ lần lượt tiến tới. Ví dụ như Tần Vấn Thiên cùng đoàn người Trượng Kiếm Tông, tất nhiên những người khác của Trượng Kiếm Tông đều cũng đã tới chỗ này. Bất kỳ một cái thế lực lớn nào cũng có vô số đệ tử tới đây, tông môn sẽ không bắt ép ai đi vào tiên võ giới, đều là tự nguyện tiến vào. Mọi người đều đã thấy cảnh tượng, ví dụ như Thái Yêu giáo, Hoàng Kim cổ quốc người, chỉ là bởi vì có nhân vật trọng yếu xuất hiện, như Thái Yêu giáo thánh tử, Hoàng Kim cổ quốc hoàng tử nhân vật, mới có như thế trận chiến. Lúc này trong một tòa tử lâu ưu nhã tại tiên võ thành, đoàn người Tần Vấn Thiên ngồi gần bên cửa sổ, Tần Vấn Thiên, Diệp Lăng Sương, Mạc Khuynh Thành, Kiều Vũ còn có cả mấy vị Mỹ nữ dược hoàng cốc ngồi ở một bàn, những người còn lại thì chia nhau ngồi ở bàn khác, đưa mắt nhìn ra phía xa, thỉnh thoảng nhìn về hư không, trong đôi mắt của Tần Vấn Thiên vẫn luôn chứa đựng ý cười nhàn nhạt, bọn họ tới tiên võ thành đã được ba ngày, bọn họ ở trong một cái khách điếm ở gần ấy. Thỉnh thoảng lại đi dạo trong tiên võ thành một chút, Mệt mỏi lại vào tửu lâu ăn chút điểm tâm, cũng xem như là tiêu giao tự tại, nhưng mỗi lần được chứng kiến cảnh tượng đầy chấn động trên hư không, trong lòng Tần Vấn Thiên sẽ sinh ra một trận gợn sóng, tương lai không lâu sau, hắn sẽ phải tranh đấu với những người này tại tiên võ giới. Cái gọi là sắc đẹp đúng là có thể ăn được, Tần Sư Đệ cũng rất biết hưởng thụ đấy. Lúc này, ở cái bàn bên cạnh có tiếng nói truyền đến, thì ra là Lưu Vân thấy Tần Vấn Thiên và các vị mỹ nữ ngồi chung một bàn, nên mới ghen tị sinh ra cảm thán. có đôi khi hắn cũng muốn đi góp náo nhiệt, nhưng ánh mắt của Diệp Lăng Sương và Kiều Vũ cũng đủ để đưa bức lui hắn rồi. Hôm nay mỹ nữ ở tiên võ thành nhiều tựa như mây, cho dù là ở trên tửu lâu cũng có thể thấy được mỹ nữ đi ngang qua, sao Lưu Vân Sư Huynh lại thấy cô quạng được. Tần Vấn Thiên cười nhạt nói, trước đó không lâu còn có một vị mỹ nữ đi ngang qua tửu lâu, tên Lưu Vân kia còn huyết sáo, trước lấy không ít ánh mắt giết người phóng sang, nếu không phải là hôm nay cường giả tụ hội ở Tiên Võ Thành nhiều như mây, mọi người đều không dám gây chuyện, sợ rằng mấy vị nữ tử sẽ thật sự ra tay với Lưu Vân. Nói đến mỹ nữ thì không thể không nhắc tới Tiên Nữ Giáo, ta nghe nói vị tiên nữ của Tiên Nữ Giáo được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Hoàng Cực Thánh vực đã đến Tiên Võ Thành, Tần sư đệ có muốn đi xem thử không? Nói đến Tiên Nữ Giáo trong mắt Lưu Vân lập tức hiện lên tia sáng. Cái gì mà Tiên Nữ Giáo? Rõ ràng là một đám ma nữ huống chi ai mà chẳng biết Lâm Tiên Nhi có khuôn mặt tai họa chúng sinh cùng với bản lĩnh mê người tâm trí, không biết bao nhiêu người phải quỳ xuống dưới váy nàng. Ngươi muốn trở thành đồ chơi của ả yêu nữ kia thì cứ tự đi đi, đừng có lôi kéo vấn thiên đi theo. Diệp Lăng Sương nhíu mày, tựa như rất là kiên dè với tiên nữ giáo. Ha ha, không phải là ta đây muốn thử thách hạ tần sư đệ ư, lâm tiên nhi tiên nữ giáo được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, nhưng dung nhan của thánh nữ làm sao có thể thua kém nàng lưu vân mỉm cười nói tuy là dung nhan của khuynh thành chắc chắn sẽ không kém hơn yêu nữ kia nhưng ngươi không biết yêu nữ kia am hiểu nhất là mê hoặc lòng người ư có biết bao nhiêu nhân vật thiên tài ở hoàng cực thánh vực đã bị nàng mê đến mất hồn mất vía ngươi lại vẫn muốn sấn vào hơn nữa ngươi đừng cho là ta không biết nếu yêu nữ lâm tiên nhi kia truyền ra tin tức rằng người có tiên võ giới lệnh sẽ trở thành khách quý của nàng ngươi muốn lợi dụng tần sư đệ chứ gì diệp lăng sương nhìn chầm chầm lưu vân nói tần vấn thiên thấy dáng vẻ cảnh giác của diệp lăng sương thì có phần ngạc nhiên lâm tiên nhi của tiên nữ giáo lại có ma lực như thế ư khiến cho một vị mỹ nữ như diệp lăng sương cũng phải kiêng dè nàng ta như vậy mạc khuynh thành ngồi bên cạnh tần vấn thiên thấy mắt tần vấn thiên lóe lên nàng không khỏi lộ ra sự tức giận chạm nhẹ cánh tay tần vấn thiên thấy mắt tần vấn thiên nhìn sang nàng mạc khuynh thành biểu môi nói chàng muốn đi xem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia có phải không Quái! tần vấn thiên thấy mạc khuynh thành chớp chớp mắt hắn quả thật có ý nghĩ này cũng chẳng có ý nghĩ gì đặc biệt chỉ là muốn xem thử cô gái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này khiến các cô gái khác đều sợ hãi rốt cuộc là người như thế nào thấy tần vấn thiên không đáp bàn tay nhỏ bé của mạc khuynh thành từ từ di chuyển đến đùi tần vấn thiên hung hăng nhéo một cái khiến hắn cười khổ nữ nhân quả nhiên là bình giấm trời sinh nhưng mỹ nhân như mạc khuynh thành không thể không nói vẻ mặt giận dữ khi nàng ghen lại cực kỳ xinh đẹp Khiến cho Diệp Lăng Sương phía đối diện nhìn tới ngẩn ngơ, sau đó trưng vẻ mặt cười như không cười nhìn sang Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đã muốn đi thì cùng Lưu Vân đi dạo đi, ta cùng Khuynh Thành ở đây chờ các người là được rồi." Diệp Lăng Sương biểu môi nói làm Tần Vấn Thiên liên tục cười khổ, "Lăng Sương tỷ, không đi cùng chính là đang bỏ đá xuống giếng rồi." Các mỹ nhân bên cạnh đều cười rộ lên, nhìn sang cảnh đẹp bên này, Lưu Vân trợn mắt lên, càng dâng lên lòng hâm mộ đố kỵ với Tần Vấn Thiên. Bây giờ cảm nhận các nữ tử dược hoàng cốc đối với Tần Vấn Thiên so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Ở nước Diệp, Tần Vấn Thiên giận dữ vì hồng nhan, mạnh mẽ xông vào tề vương phủ, về sau lại cường thế chém giết Diệp không phàm đã sớm làm chấn động hoàn thành nước Diệp. Vì mạc khuynh thành rửa sạch khuất nhục, sự vấy bẩn của Diệp không phàm chưa đánh đã tan, dù sao những việc Tần Vấn Thiên làm vì mạc khuynh thành đã trở thành câu chuyện đẹp, được rất nhiều người nhắc đến. Hơn nữa, cuộc chiến gây chấn động ở hoàng cung nước Diệp bây giờ uy vọng của nhân hoàng Diệp Thanh Vân tại nước Diệp có thể nói như mặt trời ban trưa, mà Tần Vấn Thiên lại là con nuôi của nhân hoàng, ở nước Diệp cũng cực kỳ có danh tiếng. Những chuyện này người của Dược Hoàng Cốc đều để trong mắt, dần dần cũng không còn ý nghĩ chống đối Tần Vấn Thiên, huống hồ mối quan hệ của hai người đã sớm như keo như sơn, chỉ sợ cũng đã là phu thê ở ngoài rồi, sớm không thể thay đổi được. Lăng Sương tỷ, tỷ không phải không biết chàng trăng hoa thành thói, bên cạnh chưa bao giờ thiếu mỹ nữ, Ta biết có một người tên là Thanh Nhi, không phải cũng là một tuyệt đại mỹ nhân sao? Sau khi Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành gặp nhau, tâm tình cũng trở nên cởi mở ra rất nhiều, đương nhiên cũng chỉ biểu lộ ra với người thân cận. Khuynh Thành, muội cũng biết rồi à? Đôi mắt Lăng Sương lóe lên, Thanh Nhi nàng đã từng gặp qua rồi, khí chất tựa băng sơn tuyết liên, thật sự đẹp đến khiến người khác nghẹt thở. Khụ, khụ, trong lòng Tần Vấn Thiên buồn bực, Diệp Lăng Sương này cũng quá ngây thơ rồi quả nhiên chỉ thấy vẻ mặt mạc khuynh thành cười như không cười nhìn hắn tần vấn thiên cười khổ khuynh thành ta đã sớm thẳng thắn nói ra rồi mà ánh mắt sắc bén từ phía đối diện nhìn qua tần vấn thiên ngẩng lên thì nhìn thấy vẻ mặt không tốt lành của mấy cô gái dược hoàng cốc loại người này có thánh nữ làm vợ bên ngoài lại còn có mỹ nữ làm bạn hừ mạc khuynh thành hừ lên một tiếng tần vấn thiên cảm thấy không thể tiếp tục ngồi ở chỗ này nữa mấy cô gái này thật ghê gớm huống hồ giữa hắn và Thanh Nhi rất trong sạch. Lăng Sương tỷ, chúng ta về nhà trọ đi, mặc kệ bọn họ đi xem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gì kia đi. Mạc Khuynh Thành nói với Diệp Lăng Sương, sau đó nhóm nữ nhân này thật đứng dậy rời đi, nhưng chỉ thấy Khuynh Thành quay đầu lại nhìn hắn một cái, mỉm cười dặn dò, ở bên ngoài cẩn thận một chút, đừng để mỹ nữ câu hồn liền lặng mất tâm. Dứt lời liền cùng Diệp Lăng Sương rời đi, nhìn bóng lưng Mạc Khuynh Thành, trong lòng tần vấn thiên dân lên một cảm giác ấm áp hắn biết là nha đầu này không hề tức giận mà chỉ là cố tình trêu chọc mình, nghĩ vậy trong lòng Tần Vấn Thiên dứt khoát nói, chờ xem ta quay lại sẽ thu phục nàng thế nào, Tần Vấn Thiên không khỏi trưng ra vẻ mặt hài lòng, Tần Sư Đệ, ngươi cười, bị ổi như vậy, đang nghĩ gì thế, giọng nói của Lưu Vân truyền đến, Tần Vấn Thiên liền trừng mắt nhìn hắn, thánh nữ thật là am hiểu lòng người, vậy mà lại để ngươi phóng túng như vậy, Lưu Vân lên tiếng cảm thán, đủ rồi, các ngươi đừng tranh cãi nữa, chúng ta xuất phát thôi đoạn hàng cắt ngang lời của hai người khiến tần vấn thiên và lưu vân nhìn sang phía hắn đồng thời hỏi đi đâu đương nhiên là đi xem thiên hạ đệ nhất mỹ nữ coi như rèn luyện vậy đoạn hàng sững sờ lập tức mở miệng nói tần vấn thiên cùng lưu vân chớp chớp mắt liền thấy đoạn hàng vung tay một cái thân hình lóe lên mỉm cười đúng rèn luyện rèn luyện mấy vị sư huynh đệ nhìn nhau lập tức cười ầm lên hóa ra đoạn hàng sư huynh mới là thâm tàn bất lộ. Tiên Ba Đình, kiến trúc xung quanh cổ kính, nơi đây tụ hội rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, tiếng đàn du dương vang lên trong khung trời, quả thật là mỹ diệu, tuyệt luân, tiếng đàn thấm vào lòng người, đủ khiến người khác lưu lại ấn tượng xấu sắc. Trên Tiên Ba Đình có rất nhiều cô gái che mặt đứng đó, thủ hộ cổ đình, khiến người khác không thể tới gần. Nơi xa, có một nhóm thân ảnh từ từ tiến lại gần, chính là Tần Vấn Thiên và bọn người trượng kiếm tông bọn họ đi thông thả, dường như say sưa trong tiếng đàn, giữa hai lông mày tựa như có tâm sự. Lâm Tiên Nhi tinh thông âm luật, tiếng đàn câu hồn đoạt phách, vốn tưởng là tiếng đàn khúc nhạc mê hoặc lòng người, lại không ngờ khúc nhạc này lại ưu nhã như vậy, âm thanh không chút lã lướt, ngược lại là hắn đã xem thường thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này rồi. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng, trên đường hắn đã nghe mấy vị sư huynh nói qua chuyện của tiên nữ giáo. Tiên nữ giáo là đại giáo phương Đông, trong giáo chỉ thu nhận nữ đệ tử, hơn nữa đều xem trọng nhan sắc lại nhìn vào thiên phú võ đạo bởi vậy người của tiên nữ giáo đều là diễm lệ trời sinh giáo chủ tiên nữ giáo bây giờ trăm năm trước đã gây nên sóng to gió lớn ở hoàng cực thánh vực dính líu đến không biết bao nhiêu anh kịp ở đây để lại rất nhiều lời đồn ví dụ như đông vực nam cung thế gia nam cung trúc thiên phú tuyệt luân được định làm gia chủ nam cung thế gia vô số nữ tử tài giỏi ái mộ không biết bao nhiêu người nguyện ý gả cho hắn vậy mà năm đó hắn vì tiên nữ giáo chủ mà từ bỏ tất cả. Chuyện này từng gây sóng to gió lớn tại Đông Vực, Nam Cung Thế Gia thậm chí không tiếc chiến tranh cùng tiên nữ giáo, thương vong thảm hại, thề phải bắt tiên nữ giáo giao người nhưng Nam Cung Trúc lại cam tâm tình nguyện đứng về tiên nữ giáo, đối nghịch Nam Cung Thế Gia, cuối cùng hai đại thế lực ngưng chiến, Nam Cung Thế Gia trục xuất Nam Cung Trúc khỏi gia tộc. Từ đó về sau không thấy Nam Cung Trúc xuất hiện nữa nghe nói bây giờ đã trở thành người bảo vệ cho tiên nữ giáo chủ, thế mà cho tới tận bây giờ, cũng chưa bao giờ nghe nói đến tiên nữ giáo chủ thật sự gả cho người nào, có người nói tiên nữ giáo chủ là yêu nữ, dùng sắc đẹp mê hoặc lòng người, lấy thân thể câu hồn phách người khác, cũng có người nói thật ra tiên nữ của tiên nữ giáo danh tiếng không tốt nhưng lại thủ thân như ngọc, mặc dù cùng nhiều kiệt xuất truyền ra nhiều chuyện xấu, lại chưa bao giờ có người chứng thực là đã thật sự có được các nàng. Tiên nữ lâm tiên nhi của tiên nữ giáo bây giờ so với tiên nữ giáo chủ năm đó không kém chút nào, có khi trò giỏi hơn thầy, được cho là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, bây giờ nàng bắt đầu đi lại trong hoàng cực thánh vực, không biết lại làm giấy lên bao nhiêu sóng to gió lớn đây. Tần vấn thiên chậm rãi đi, tiếng đàn kia như thấu vào lòng người, lại hàm chứa mị lực kỳ diệu, có thể dẫn ra câu chuyện trong lòng bọn họ, khiến bọn họ sinh ra cảm giác ưu thương nhàn nhạt, không một tiếng động, vô cùng tự nhiên, chỉ nghe tiếng đàn, dù chưa thấy mặt lại có cảm giác tri kỷ kéo gần khoảng cách dường như sớm đã quen biết thủ đoạn như vậy quả thật kinh người đoạn hàng tự lẩm bẩm lại như nói ra tâm tư từ đáy lòng của nhiều người trong không khí tràn ngập mùi hương thoang thoảng bất tri bất giác vô thanh vô tức vô cùng tự nhiên thấm vào lòng người khiến tâm không khỏi ngứa ngáy nhịn không được muốn gặp được nàng lưu vân hít sâu lộ ra vẻ mặt say mê tần vấn thiên cũng ngửi được một hương thơm thanh nhã tự nhiên hòa nhập vào không khí lại khiến người khác say lòng đây là hương thơm gì vậy tần vấn thiên nhịn không được hỏi mùi hương của nữ nhân lưu vân đáp lại nói lâm tiên nhi có một tinh hồn chính là dị tinh hồn tinh hồn của thực vật hương này bắt nguồn từ tinh hồn có khả năng làm say lòng người cũng có thể mê hoặc người khác tần sư đệ đệ cũng phải cẩn thận một chút đang nói chuyện thì tần vấn thiên thấy đám người chợt lao đến một tòa kiến trúc cổ trên không ánh mắt dõi theo tiên ba đình xa xa bên kia trên tiên ba đình có một tầng màn che chặn tầm mắt của mọi người tiếng đàn bắt đầu từ sau màn che truyền tới ánh mắt xuyên qua màn che mỏng tựa hồ có thể thấy được một thân ảnh mỹ diệu tuyệt luân đang đánh đàn mười ngón tay uyển chuyển nước trên mặt cổ cầm mỗi một động tác đều động lòng người chỉ thấy bóng dáng mơ hồ ấy liền có cảm giác cô gái này mê người cỡ nào không gian vắng lặng không có âm thanh huyên náo cho đến khi khúc nhạc kết thúc mọi người chỉ cảm thấy thất vọng mất mát, ôi, có người thở dài cảm thán nói, khúc nhạc tinh xảo, đủ để lay động lòng người, đồng vương quá khen rồi, một giọng nói mềm mại truyền tới, sau lại thanh thúy êm tai, dường như nữ nhân này ngay cả đến giọng nói cũng vô cùng hoàng mỹ, mỗi một chỗ đều lộ ra sự mê hoặc, chúng tôi đã tới đây, tiên tử sao không hiện thân gặp mặt, chớ để chúng tôi thất vọng, thương đồng lên tiếng lần nữa hóa ra người này chính là thương đồng của hoàng triều đại thương mà năm đó tần vấn thiên đã thấy tại huyện vương thành lúc này hắn không có nửa điểm ngạo khí khí chất bình dị gần gũi thật khác biệt với người nọ chỉ bởi người trước mặt bất đồng khí chất và thái độ cũng thay đổi theo lẽ ra nên như vậy giọng nói mỹ diệu truyền tới màn che theo gió bay đi theo hướng hai bên bay lên lập tức một bóng hình in vào tầm mắt bên trong bóng hình đó chậm rãi ngẩng đầu lên chỉ một cái liền khiến người ta cảm thấy chấn động tần vấn thiên mãnh liệt run rẩy lập tức hắn khẽ cắn môi trên lưng đổ ra một ít mồ hôi lạnh đôi mắt đẹp của lâm tiên nhi sâu kín nhìn xa xa dung nhan hoàn mỹ không tì vết nữ nhân như vậy tạo cho người ta cảm giác mềm yếu mong manh quyến rũ mê người làm người ta nhịn không được mà sinh ra một cảm tình thương hoa tiết ngọc muốn bảo vệ nàng không bị bất cứ thương tổn gì thế nhưng lâm tiên nhi là giáo chủ tương lai của tiên nữ giáo nàng há lại mềm yếu mê hoặc như vậy vậy mà không hình không bóng đi vào trái tim người khác làm sao khiến người ta không cảm thấy sợ hồng nhan họa thủy hại nước hại dân đại khái chính là nữ nhân như vậy rồi trong đình tiên ba làn gió nhẹ thổi lướt qua làm lay động mái tóc dài của nữ tử yếu đuối kia hình ảnh của lâm tiên nhi lúc này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tần vấn thiên trước đó chỉ nghe mọi người nói thì trong lòng tần vấn thiên chỉ nghĩ tiên nữ giáo đó là một nữ nhân am hiểu mỹ thuật có ánh mắt ma mị làm say mê lòng người một cái nhăn mày một tiếng cười của nàng cũng có thể khiến người ta chìm đắm trong đó, nhưng sự thật lúc này lại hoàn toàn khác với suy nghĩ trước đó của Tần Vấn Thiên. Tiếng đàn của Lâm Tiên Nhi cực kỳ ưu nhã trong trẻo như dòng nước nhỏ chảy róc rách, dường như có khả năng đi vào lòng người. Dung nhan của nàng làm say lòng người nhưng không có một chút ma mị, một đôi mắt trong veo thanh thuần, giống như từ ánh mắt của nàng, người ta có thể nhìn thấy sự kiên cường và yếu đuối. Đây là lần đầu tiên Tần Vấn Thiên nhìn thấy một nữ tử như vậy dường như nàng hoàn toàn khác với tất cả nữ tử trên thế gian này trong ánh mắt yếu ớt của nàng lại mang theo sự kiên cường lúc này không chỉ có tần vấn thiên mà tất cả những người khác trong lòng ai nấy cũng đều âm thầm rung lên hiển nhiên trong lòng mọi người đều cảm nhận được sự tương phản mạnh mẽ này trong đám người này có rất nhiều nhân vật thiên kiêu có thân phận cao quý mang theo lòng cao ngạo mà đến Tuy nhiều người cũng không phải đến đây để chinh phục Lâm Tiên Nhi mà chỉ là muốn nhìn thử một chút xem vị tiên nữ của tiên nữ giáo này có bản lĩnh gì mà có thể làm điên đảo đám thiên kiêu, thử xem nữ tử này có thể mê hoặc ý trí cứng cỏi của bọn họ không. Bọn họ đều tự cho mình là người có tâm trí cực kỳ kiên định, sao có thể bị mị thuật của một mỹ nhân làm cho mê hoặc được. Bởi vậy khi đám thiên kiêu này đến đây thì trong lòng đều mang theo lòng xấu xa muốn xem trò, bọn họ muốn xem liệu nữ nhân này có thể mê hoặc được mình hay không cuối cùng không thể nghi ngờ là bọn họ đã thua rồi mà lại thua cực kỳ thảm lý do là vì từ đầu đến cuối lâm tiên nhi đều không có thể hiện ra vẻ muốn mê hoặc bọn họ trong sự yếu đuối động lòng người của nàng luôn luôn chứa sự kiêu ngạo của mình hai sau khi hít sâu một hơi trong lòng những nhân vật thiên kiêu này lại thầm xấu hổ khi tần vấn thiên tới đây không phải là không mang suy nghĩ khác gì những người khác chính vì như vậy nên trong lòng hắn lúc này càng kinh hãi chỉ một cái liếc mắt của nữ nhân này đã làm cho bọn họ sinh ra cảm xúc như vậy. Các vị đi đường xa tới, Tiên Nhi đón chào. Lâm Tiên Nhi khẽ cười nói, trên gương mặt lộ ra nụ cười trong trẻo và yên lành nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy có chút cô đơn, dường như từ khi sinh ra nàng đã như vậy rồi. Tiên tử cũng khiến cho ta được mở rộng tầm mắt, chỉ một ánh mắt đã đủ rồi, chuyến đi này không tệ. Thương Đồng cảm khái một tiếng, trong lòng phát ra sự bội phục, trong giọng nói của hắn còn mang theo chút ấy nấy lâm tiên nhi quả nhiên ngươi lợi hại ngươi vừa mới lộ diện đã khiến cho đám thiên kiêu kia không nói nên lời lúc này có một giọng nói từ xa truyền tới sau đó mọi người thấy được một luồng yêu khí dày đặc đáng sợ ập đến mọi người nhìn theo hướng đó thì thấy một chiếc xe do đại yêu huyết mâu ma lan kéo tới gào thét trong không trung sau một thoáng thì đáp xuống nơi này vang lên một tiếng ầm chiếc xe đã bị vỡ tan thành phấn vụn một bóng người thanh niên yêu dị không gì sánh được rồi lại vô cùng bá đạo đi ra bóng người này bước lên trên lưng đại yêu huyết mô ma lan, lộ ra phong thái trác tuyệt, thánh tử thái yêu giới, mọi người vừa thấy thanh niên này này thì ngầm run sợ trong lòng. Thánh tử thái yêu giới là nhân vật cực kỳ lợi hại, nhưng mà Lâm Tiên Nhi lại chỉ tùy ý nhìn vị thánh tử thái yêu giới một cái rồi chậm rãi mở miệng nói, hôm nay các vị thiên kiêu đến đây, nói vậy là có không ít người có ý muốn tới xem Tiên Nhi làm trò cười. Đã vậy, ta sẽ tặng thêm cho các vị một khúc nữa, mong rằng mọi người vui vẻ nhận cho lời nói vừa dứt khí chất của lâm tiên nhi có sự thay đổi trong hơi thở của nàng mang theo một sự kiêu ngạo mười ngón tay nàng khẽ vuốt trên cổ cầm rồi mở miệng nói lần nữa ai không liên quan thì nhanh chóng rời khỏi đây để tránh bị tiên nhi ngộ thương khẩu khí của tiên tử thật là lớn lại có một bóng người khác xuất hiện mọi người nhìn về phía giọng nói phát ra trên đỉnh một tòa kiến trúc ở phía bắc có một bóng người mặc thanh y đang đứng ở đó người này có tóc dài tung bay Bộ dạng vô cùng phóng khoáng, hiển nhiên cũng là nhân vật phi thường, tuyệt đối là một thiên kiêu trong một phái lớn của Hoàng Cực Thánh vực. Hôm nay Tiên Nhi muốn nhìn thử một chút, xem xem người nào có thể đạt được thứ hạng cao trên cổ bia tiên võ giới trong số các vị thiên kiêu ở đây. Lâm Tiên Nhi thản nhiên nói, dứt lời thì lập tức tiếng đàn đột nhiên vang lên rồi như có từng luồng sáng lưu động từ 10 đầu ngón tay của nàng, kéo dài ra phía xa. Trong khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, cả không gian đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh dường như bỗng nhiên rơi vào một ý cảnh nào đó, yên tĩnh, yên bình như là đã khiến người ta lọt vào một loại ý cảnh biến ảo không lường nào đó. Tần vấn thiên lặng lặng lắng nghe, rất nhanh trong lòng hắn lại sinh ra một loại ảo giác, đó là trong vùng không gian này chỉ còn lại có hai người là hắn và Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi ngồi đó đánh đàn, tần vấn thiên thì ngồi đối diện nghe đàn, giống như giữa trời đất chỉ còn lại có hai người bọn họ vậy. Huyển cảnh, lòng tần vấn thiên sáng như gương, Hắn biết tiếng đàn đã đưa hắn vào trong một loại huyễn cảnh, nhưng hắn cũng không cố gắng thoát đi vì nghe ý của Lâm Tiên Nhi thì dường như nàng ta muốn bàn luận với mọi người. Như vậy thì hắn cũng muốn xem thử xem vị Lâm Tiên Nhi này có thủ đoạn gì. Tiếng đàn lượng lờ cực kỳ ưu nhã và động lòng người. Tần Vấn Thiên cứ ngồi bầu bạn với nàng như vậy, một mực lắng nghe và đắm chìm trong khúc đàn đó. Dường như thời gian đã trôi qua thật lâu, hai người đã thành tri tâm tri kỷ, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn đây là thứ tình cảm thuần phát không có bất kỳ tạp chất gì tiếng đàn hoàn toàn đưa tần vấn thiên vào một thế giới an bình bỏ lại sau lưng tất cả ưu phiền và phân tranh của thế gian nơi này chỉ còn lại một mỹ nhân đánh đàn loại cảm giác tâm hồn được giải thoát này thật sự là tuyệt diệu tần vấn thiên cảm giác mình như đã làm bạn với lâm tiên nhi rất lâu rồi hai người không nói gì mà lại dường như sinh ra cảm giác tri kỷ chẳng qua là một khúc đàn mà đã có thể khiến cho người ta rơi vào hoàn cảnh này công tử có thể nói chuyện với ta, ta có thể nghe được tiếng lòng của công tử. Lâm Tiên Nhi ngẩng đầu lên nhìn Tần Vấn Thiên rồi mỉm cười nói, nụ cười của nàng làm cho lòng Tần Vấn Thiên mãnh liệt trung lên. Huyễn cảnh của tiên tử thật lợi hại, Tần Vấn Thiên như đang mở miệng nói chuyện trong huyễn cảnh, việc này khiến lòng hắn càng chấn động. Lúc trước hắn đã từng có một giấc mộng trong hoàng lặng đại hạ, không phân biệt được thật giả, bây giờ Tần Vấn Thiên lại thấy được cảm giác lúc đó trong huyễn cảnh này, xem ra huyễn cảnh ở đây cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà nếu công tử muốn thoát khỏi nơi này thì cũng không khó. Lâm Tiên Nhi mỉm cười nói, ta còn chưa thỉnh giáo danh tính của công tử, Tần Vấn Thiên, hóa ra là Tần Công Tử của trượng Kiếm Tông, Tần Công Tử đã có vợ là thánh nữ, khó trách không có một chút yêu mến đối với cái túi da này của Tiên Nhi, hơn nữa tâm trí lại còn cứng cỏi như vậy, nói vậy chắc là công tử đã trải qua huyễn cảnh tương tự rồi. Lâm Tiên Nhi nói tiếp, xét ngữ khí thì dường như nàng ta có khả năng nhìn thấu tần vấn thiên ta đã từng trải qua một giấc mộng như vậy rồi còn mạnh hơn so với huyển cảnh của tiên tử tần vấn thiên cũng không giấu giếm nói thì ra là thế tần công tử chưa từng có danh tiếng ở hoàng cực thánh vực nay lại đột nhiên nổi lên hơn nữa còn lấy được trái tim của thánh nữ chắc là người từ phương xa mà đến công tử có khả năng đi đến bước này thì chắc chắn đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ cũng khó trách tâm trí lại cứng cỏi như vậy làm sao mà những thiên kiêu của các đại thế lực bình thường kia có thể so sánh được giọng nói của lâm tiên nhi rất chân thành dường như chỉ hận gặp nhau quá muộn mà thôi tiên tử quá khen rồi ở hoàng cực thánh vực có vô số thiên kiêu của các phái lớn mặc dù chắc chắn tần mổ sẽ không tự coi nhẹ mình nhưng cũng không dám xem thường anh hùng thiên hạ ví dụ như tiên tử cũng đã đủ làm cho tần mổ được mở rộng tầm mắt rồi tần vấn thiên nói lời tự trọng lòng trong số những người này tiên nhi có chút hợp ý với tần công tử tuy sau này khó tránh được việc đao kiếm đối nhau nhưng sao ta có thể xuống tay được giọng lâm tiên nhi vừa dứt thì âm điệu biến đổi theo đó vẻ yên tĩnh yên bình hoàn toàn biến mất mà mơ hồ có tiếng chết chóc truyền ra giống như là từ tri kỷ hóa kẻ thù không thể không có cảnh đao kiếm đối nhau đầy vẻ không có cách nào tiên tử nói tự tin như vậy liệu có thể thắng được tần mổ hay không đây tần vấn thiên mở miệng nói lâm tiên nhi dám nói là nàng không đành lòng xuống tay với hắn loại ngữ khí kiêu ngạo không giống như là lời của một nữ nhân có bộ dạng nhu nhược nói ra. Tuy Lâm Tiên Nhi không trả lời nhưng tiếng đàn càng ngày càng nhanh, lúc này tiết tấu của tiếng đàn cực kỳ nhanh, tiếng giống như cùng phong bão táp, như kỵ binh lao nhanh, cả trời đất như đột nhiên bị sát ý bao trùm. Tần Vấn Thiên cảm thấy toàn bộ trời đất lộ ra vẻ chém giết, nữ tử nhu nhược kia vẫn cúi đầu đánh đàn, gãy một khúc tiêu điều chết chóc, công tử cẩn thận đó, Lâm Tiên Nhi khẽ mở miệng, trong phút chốc, Từng lưỡi dao sắc bén bắn ra, tất cả đều không chút tiếng động, chém về phía Tần Vấn Thiên nhanh như tia chớp, hơi thở trên người Tần Vấn Thiên bùng nổ, khí chất cũng có chỗ thay đổi, hắn giơ tay lên đánh ra một chiêu Long ấn, trong phút chốc xuất hiện từng tiếng rồng gào, đánh cho những lưỡi dao sắc bén kia bị cuốn ngược lại, đồng thời Tần Vấn Thiên dẫm mạnh một cái, trong nháy mắt kiếm khí gào thét lao ra, kiếm uy đáng sợ tràn ngập giữa trời đất, lao về phía Lâm Tiên Nhi đang đứng yên, Tần Vấn Thiên cũng là người vô cùng quyết đoán. Lâm Tiên Nhi đã có ý muốn thăm dò thì hắn sẽ trực tiếp ra tay. Mỗi một bước đi đều có kiếm khí ngập trời nhưng mà tiếng đàn của Lâm Tiên Nhi thì càng ngày càng nhanh, có thể nói là ùng ùng kéo đến. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy bản thân mình như là bị bao phủ bên trong một sức mạnh thần bí nào đó. Toàn thân sinh ra một loại cảm giác vô cùng thống khổ nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng cứng cỏi. Mỗi một bước đạp xuống đều mang theo kiếm vi ngập trời. Lâm Tiên Nhi đứng dậy, trên người nàng có vầng sáng kỳ diệu bao phủ sau đó bóng người lâm tiên nhi từ một phân thành hai sau đó lại lập tức từ hai phân thành bốn cứ như vậy trong nháy mắt xung quanh đều là bóng người lâm tiên nhi mà mỗi một lâm tiên nhi kia đều đang đánh đàn lúc này tần vấn thiên cảm thấy ý chí của mình sắp bị làm cho rối loạn sắp bị chìm đắm trong đó thật là lợi hại huyết mạch trong cơ thể tần vấn thiên rít rào ở vị trí mi tâm xuất hiện một con mắt dựng thẳng bên trong mắt có ánh sáng rực rỡ hắn vương bàn tay ra Ngưng tụ phương thiên hỏa kích màu máu ra, vừa xuất hiện nó đã để lộ ra huyết uy ngập trời. Ầm, kiếm khí đầy trời tàn sát bừa bãi, kiếm khí hóa thành gió dữ sóng lớn, kiếm uy vô tận như từ trên trời giáng xuống chém về phía từng phân thân của Lâm Tiên Nhi. Ông, rất nhiều bóng người của Lâm Tiên Nhi cùng vung tay lên, phía trên cổ cầm, từng cây châm nhỏ bé yếu ớt mang theo tia sáng chết chóc bay về phía tầng vấn thiên, dường như không có chỗ nào có thể trốn được. Giết Lúc này Tần Vấn Thiên đã thi triển kiếm thuật thất sát đến mức cực hạn, một bước đạp xuống, kiếm âm tàn sát cả không gian. Những bóng người lâm tiên nhi như bị xé rách, nhưng vào lúc này trên không trung lại có một bóng người lao tới. Giống như trên đỉnh đầu Tần Vấn Thiên có mắt vậy, hắn bước một bước, phương thiên hỏa kích màu máu giận dữ mà ra, ngay lúc này, chui phương thiên hỏa kích im hơi lặng tiếng, nhanh như tia chớp. Phật, thân thể lâm tiên nhi bị đâm thủng, nhưng cùng lúc này, một cảm giác nguy hiểm đáng sợ ập xuống, Tần Vấn Thiên trực tiếp đánh một chưởng ra phía sau, ánh sáng bùng ra, vật đổi sao dời, sau đó bóng người Tần Vấn Thiên trực tiếp biến mất và hóa thành một luồng tàn ảnh lao về phía trước, trong tay hắn, Phương Thiên Hỏa kích vẫn đâm về phía trước, thẳng tiến không lùi, mà vị trí hắn công kích chính là nơi Lâm Tiên Nhi ngồi đánh đàn lúc trước, nhưng mà lúc này nơi đó đã không có một bóng người. Sau lưng Tần Vấn Thiên, bóng người Lâm Tiên Nhi đang đứng, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong con ngươi xinh đẹp lại xuất hiện tia sắc bén, ông bỗng nhiên chỗ không có ai lại xuất hiện một chút chấn động rồi bóng người lâm tiên nhi hiện ra lần nữa nhưng nàng nhanh chóng lùi ra sau ngay lúc nàng xuất hiện thì phương thiên hỏa kích lại như biến mất sau đó chỉ nghe một tiếng vang nhỏ lâm tiên nhi ở đằng sau lộ vẻ khiếp sợ rồi lập tức biến thành không khí biến mất còn ở phía trước một thanh phương thiên hỏa kích xuất hiện ở vị trí trái tim của lâm tiên nhi lâm tiên nhi bị đâm trúng ngẩng đầu lên nhìn tần vấn thiên cười nói sao tần công tử phát hiện ra được quả nhiên huyễn thuật của tiên tử rất kinh người tần vấn thiên cảm thán một tiếng nhưng lại chưa đáp lại lời của đối phương lực cảm tri của tần vấn thiên cực kỳ mạnh mẽ trước kia khi còn ở nguyên phủ cảnh đã có thể thăm dò lạc hà hôm nay lại suýt nữa bị lâm tiên nhi lừa dối trong khoảnh khắc lâm tiên nhi đứng dậy hắn đã lợi dụng mắt của mình để lừa dối cảm nhận của hắn nhưng ta vẫn bại lâm tiên nhi cười nói một tiếng đúng lúc này tất cả đều biến mất Tần Vấn Thiên phát hiện ra hắn vẫn đứng tại chỗ, Lâm Tiên Nhi vẫn ngồi ở trên đình tiên ba, dường như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ như là một giấc mộng mà thôi. Không chỉ có Tần Vấn Thiên, lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh lại, sau khi thoát ra từ trong huyễn cảnh, tất cả bọn họ đều chấn động trong lòng, thậm chí khóe miệng của một số nhân vật thiên kiêu còn chảy máu, sắc mặt thì tái nhợt, đám đệ tử trượng kiếm tông bên cạnh Tần Vấn Thiên, cũng có mấy người mặt không còn chút máu, trong ánh mắt lộ vẻ xấu hổ điều này làm cho Tần Vấn Thiên hiểu rõ, vừa rồi Lâm Tiên Nhi đã đồng thời giao thủ với các nhân vật thiên kiêu, chưa phân thắng bại, vì sao tiên tử lại rút lui, ký thế thánh tử thái yêu giáo hăm hở, chiến ý hùng mạnh, như còn chưa chiến đủ nói, Tiên Nhi đã bại một trận rồi, Lâm Tiên Nhi khẽ nói rồi lại đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên, ánh mắt của sứ giả tiên võ giới thật lợi hại, trong số các vị thiên kiêu ở đây, vị trí thứ nhất thuộc về tầng công tử nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha